Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 801, yêu đơn giản một Tống Hoài Minh vẻ mặt ôn hòa nói, hiểu vĩ, cháu làm gì vậy, mau đứng lên đi. Tôn hiểu vĩ không dám đứng lên, chờ mắt nhìn ông già mình. Tôn Quốc Chính vô cùng đau đớn nói, tỉnh trường Tống, tôi xin lỗi ngài, tôi cả ngày bận việc, không có thời gian quản giáo thằng ôn này, cho nên nó mới làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, để yên nhiên phải chịu ủy khuất, tôi hận không thể đánh chết tên hỗn đản này nói tới đây y lại cố làm ra vẻ giơ tay lên vỗ vào đầu con trai mình hai cái tuy rằng đánh nghe rất vang nhưng lại không dùng bao nhiêu sức tống hoài minh nói quốc chính hiểu vĩ cũng lớn như vậy rồi có chuyện gì thì cứ từ từ nói đừng động chút là tay đấm chân đá tôn quốc chính nói đối với cái thằng chẳng ra gì này không đánh không được tống hoài minh nói trương dương cậu dẫn hiểu vĩ ra ngoài đi dạo đi trương dương đương nhiên hiểu rõ tống hoài minh muốn tách bọn họ ra Xem ra có lời muốn nói riêng với nói nói, dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, Tôn Hiểu Vĩ cũng đi ra ngoài theo. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tống Hoài Minh và Tôn Quốc Chính, Tôn Quốc Chính vẻ mặt lấy lòng mỉm cười nói, tỉnh trưởng Tống, xin lỗi, đã chế thế này rồi còn quấy rầy ngài. Vẻ mặt hiện tại của y đã hồi phục lại như lúc xưa khi Tống Hoài Minh còn tại tỉnh An đảm nhiệm trước bí thư thị ủy. Tống Hoài Minh nói, những lời nên nói anh chẳng phải đã nói hết rồi ư? tôn quốc chính nói tỉnh trưởng tống lần này tôi là đặc biệt đấn hiểu vĩ tới đây xin lỗi ngài tống hoài minh nói tôi không phải đã nói là không sao rồi ư tôn quốc chính nói nhưng trong lòng tôi vẫn thấy áy náy phải để nó tới đây trực tiếp xin lỗi ngài tống hoài minh nói quốc chính anh cứ nói là anh tới đây xin lỗi tôi nhưng anh rốt cuộc là sai ở đâu tôn quốc chính nghĩ thầm còn ông hỏi ư tất nhiên là sai ở trêu vào con gái ông nếu đổi lại là người khác thì căn bản sẽ không như vậy, tôi còn phải khúm núm nịnh bợ lấy lòng ông nữa ư. Đương nhiên, những lời này không thể nào nói ra được, Tôn Quốc chính nói, nó không nên lai vãng với đám bạn bè mất dạy đó, làm cái gì tổ chức đua xe trái phép, sau này tôi nhất định sẽ quản giáo nó thật nghiêm, tuyệt không để nó ra ngoài làm bậy. Tống Hoài Minh nói, Quốc chính à, kỳ thật anh cũng không cần phải tới đây, chuyện của Hiểu Vĩ có bộ môn tiến hành xử lý, nếu bộ môn đã thả nó, Chứng tỏ là không sao, có cần thiết phải xin lỗi nữa không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôn Quốc Chính trong lòng trầm xuống, Tống Hoài Minh vẫn không tha thứ cho mình, lời này có ý gì? Chẳng lẽ y vẫn muốn tiếp tục truy cứu? Y nói khẽ tình trường Tống, ngàn sai vạn sai đều là của tôi. Tống Hoài Minh bật cười ha ha, Quốc Chính à, nói gì vậy, bọn trẻ đã lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm vì hành vi của mình anh bảo nó quỳ xuống nhận sai, nhưng lại nói là cái sai của anh. Tôi thật sự không hiểu anh rốt cuộc là nghĩ gì, trước đây khi còn công tác dưới trướng tôi, có phải là bộ dạng như thế này đâu. Tôn Quốc chính nghe xong những lời này, giống nhau hiểu ra gì đó, Tống Hoài Minh không phải là hỏi hiểu vĩ sai ở đâu, mà là y sai ở đâu. Y mím môi, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh hừng hứng cầm chén trà lên, uống một ngụm, giống như không nhìn thấy Tôn Quốc chính quỳ xuống vậy, Nói khẽ, bọn trẻ chính là bọn trẻ, cần một quá trình để thành thục, anh thật sự coi tôi như bọn trẻ con ư? May mà yên nhiên không có việc gì, nếu thật có gì sơ suất, anh nhận sai có thể giải quyết được vấn đề ư? Tôn Quốc Chính hận không thể tự vả vào, vào miệng mình mấy cái, Tống Hoài Minh không phải tức giận vì con trai mình, mà là giận mình, cả chuyện này chỉ nên trách mình không biết trời cao đất rộng là gì, trong lời nói đã đắc tội với y. Tôn Quốc Chính nói, Tỉnh trưởng Tống, anh là lãnh đạo cũ của tôi nếu không phải có anh để bạt tôi tài bồi tôi tôi cũng sẽ không có vị trí như hôm nay tôi sai rồi lời đã nói rõ như vậy rồi thái độ nhận tội lúc này của tôn quốc chính là thực lòng thành khẩn tống hoài minh nói bọn nhỏ trẻ tuổi phạm sai lầm còn có cơ hội sửa đổi nhưng bên trong quan trường phạm sai lầm như anh là không chấp nhận được một bước sai sẽ dẫn tới các bước sai có thể một hành động sai lầm sẽ khiến anh phải hối hận cả đời anh nói xem có đúng không tôn quốc chính gật đầu sự chán nản trong lòng không thể nào hình dung được tống hoài minh nói đêm đã khuya trở về nghỉ ngơi đi tôn quốc chính lúc này mới dám đứng dậy tống hoài minh không đứng dậy tiến y chuyện trong nhà chỉ có hai người họ biết nhưng tương tự lúc này chuyện xảy ra ở bên ngoài chỉ có trương dương và tôn hiểu vĩ biết tôn quốc chính khi tìm thấy con trai nhìn thấy nó mặt mũi bầm dập ngồi dựa vào cây ở trước cửa trương dương hai tay đút túi quần Vẻ mặt tự đắc đứng ở bên cạnh, chuyện gì đã xảy ra thì không cần hỏi cũng biết. Tôn Quốc Chính đã đau lòng lại càng khổ sở hơn, kéo tay con trai, không nói câu nào đi về bến tàu. Trương đại quan nhân đắc ý nói, không tiến. Trở lại phòng khách, Tống Hoài Minh nhìn hắn một cái rồi hỏi, đi rồi à? Trương Dương gật đầu nói, đi rồi. Tống Hoài Minh nói, cậu không làm chuyện gì quá đáng chứ? Trương Dương nói, không, cháu chỉ nói chuyện với gã một chút thôi. Thật ư? Thật? Margaret quyết định ở lại tỉnh An thêm mấy ngày, lưu lại hồ mộng tiên này bồi bạn với sở trấn Nam, bồi bạn với cây bạch quả đó. Trương Dương sau khi bắt mạch cho Margaret, mỉm cười nói: "Bà ngoại, tình trạng sức khỏe của bà rất tốt." Margaret nói: "Những cách điều dưỡng mà cậu dạy tôi rất hữu hiệu, xem ra tôi vẫn còn phải sống thêm một thời gian nữa rồi." Trương Dương cười nói: "Bà nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." Margaret mỉm cười nói, tôi không muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng nếu Thượng Đế đã bảo tôi sống trên đời này, tôi sẽ quý trọng mỗi một ngày mà tôi còn được sống. Tôi rất hạnh phúc, còn sống thì tôi còn có ký ức về những thứ cũ. Tôi có thể chăm sóc cây bạch quả này, nhìn nó lớn lên mỗi ngày. Khi tôi chết rồi, tôi cũng biết thành một gốc cây, vĩnh viễn bồi bạn với ông ấy. Cuộc đời tôi có nhiều hồi ức như vậy, tôi rất hạnh phúc. Trương Dương gật đầu gật đầu Margaret là một lão nhân cơ trí và sáng suốt, bà ta đối với tất cả đều nhìn rất thấu, có thể là con người ta tới tuổi này rồi mới có thể tham ngộ được sinh tử, mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của tình cảm. Xa xa, cha con Tống Hoài Minh và Trần Sùng Sơn cùng nhau đi tới, trong tay sở yên nhiên còn cầm một chiếc áo khoác, đi tới bên cạnh bà ngoại, khoác áo lên người bà ta rồi cười nói, bà ngoại, chúng con đoán bà sẽ tới đây, chỉ không ngờ là Trương Dương cũng có mặt. Margaret nói, ta thức dậy sớm, vừa hay Trương Dương cũng ngồi ở ven hồ, cậu ấy giúp tôi kiểm tra sức khỏe một chút. Trần Sùng Sơn nói, chị dâu, nghe nói chị không định về Mỹ à? Margaret mỉm cười nói, tuy rằng bên kia còn có một số việc, có điều tôi tạm thời không thể đi được. Tôi đi rồi, lão già này sẽ cô đơn lắm. Trần Sùng Sơn gật đầu, tình cảm phu thê của Margaret và Sở Chấn Nam không khỏi khiến ông ta liên tưởng tới khư mẫn vợ ông ta. Thời đại phi thường đã tạo nên những cuộc tình phi thường như của bọn họ. Sự sâu sắc trong đó người trẻ tuổi hiện tại không thể lý giải được. Margaret nói, người già rồi thì sống về hồi ức, tôi hiện tại thường xuyên nhớ tới chuyện quá khứ. Trần Sùng Sơn mỉm cười nói, tôi cũng vậy, cơ hồ mỗi ngày đều nhớ lại, xem ra không lâu nữa chúng ta sẽ có thể qua bên kia gặp lại họ rồi. Margaret cười nói, các anh đều muốn tới gặp Max còn tôi thì lại muốn đi gặp thượng đế, không biết Max và thượng đế có quen nhau không nhỉ? Trần Sùng Sơn cười ha ha nói cười ha ha nói cười ha ha nói trong lòng người của đảng cộng sản chúng tôi marx chính là thượng đế của chúng tôi sở yên nhiên kháng nghị được rồi được rồi mấy người già ông bà vừa gặp nhau đã bản vấn đề sinh tử tâm tình đang tốt lại trở nên nặng nề margaret nói yên nhiên thật ra tử vong không phải là một chuyện bi thương đâu nếu cháu coi nó là một lịch trình của nhân sinh như vậy tâm tình của cháu sẽ không trầm trọng như vậy nữa gió nhẹ thổi qua lá cây bạch quả kêu xào sạc, Margaret mỉm cười nhìn cây đó, nói khẽ các người nghe thấy không, lão già đó cũng đồng ý với lời nói của tôi rồi. Trần Sùng Sơn tới đây là để cáo từ Margaret, đã tiến chiến hữu đoạn đường cuối cùng rồi, ông ta cũng có thể trở về núi Thanh Đài, ngồi xem chiêu vân mộ vũ, lặng lẽ sống nốt những ngày cuối cùng với nấm mộ của vợ. Tống Hoài Minh cũng phải đi rồi, ở Bình Hải còn có rất nhiều chuyện trọng yếu chờ y trở về xử lý, Trương Dương đi tới trước mặt Margaret, Margaret vươn tay ra cầm tay Tống Hoài Minh, nói có cơ hội thì dẫn cả Ngọc Oánh và con của cậu tới đây thăm tôi nhé. Tống Hoài Minh nói, nhất định rồi, mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó. Margaret cười nói, yên tâm đi, tôi còn phải chờ tham gia hôn lễ của Yên Nhiên đã. Sở Yên Nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống. Trương Dương đưa Trần Sùng Sơn và Tống Hoài Minh ra bến tàu, Hồng Trường Võ đã ở bến tàu đợi bọn họ, Tống Hoài Minh dừng chân, nói với Trương Dương, Trương Dương cậu anh chừng nào thì về? Trương Dương nói, ngày kia, công tác chủ bị vận hội tỉnh đang ở vào lúc khẩn trương nhất, cháu không thể ở đây lâu được. Chương 802, yêu đơn giản 2. Tống Hoài Minh gật đầu nói, tỉnh lý trên dưới đều rất rất trọng thị đại hội thể dục thể thao lần này, cậu đã tuyên bố với bên ngoài là muốn đoạn vị trí số 1 trên cả bảng huy chương vàng và bảng xếp hạng tổng, đã mạnh miệng nói ra ngoài rồi, nếu vạn nhất không thực hiện được, đến lúc đó xem cậu giải quyết như thế nào. Trương Dương mỉm cười hắc hắc, nói "Chu Tống, cháu hiện tại có 5 phần nắm chắc." Tống Hoài Minh biết thằng ôn này quỷ kế đa đoan, nói không chừng hắn thực sự có gì pháp bảo xuất kỳ chế thắng nào đó, Tống Hoài Minh vốn đang muốn nói với hắn vài câu, nhưng lời nói đến miệng thì vẫn chỉ dừng ở suy nghĩ, nói khẽ có rảnh thì tới Đông Giang một chuyến, tốt nhất dẫn cả Yên Nhiên tới cùng. Trương Dương nhìn theo bọn Tống Hoài Minh đi xa, vẻ mặt muốn nói lại thôi vừa rồi của Tống Hoài Minh hắn đã nhìn rõ. Xem ra vị nhạc phụ này vẫn là có chút không yên tâm đối với mình. Tống Hoài Minh đối phó với cha con Tôn Quốc Chính, toàn bộ hành trình Trương Dương được tự mình chứng kiến, đối với thủ đoạn và thao lược của y cũng có liễu giải sâu sắc hơn, những chuyện trên tình cảm của mình rất khó giấu được vị nhạc phụ tinh minh này. Trương Dương đoán rằng, sớm muộn gì nhạc phụ đại nhân cũng sẽ cho mình một bài học, một bài học sâu sắc buổi chiều hôm ấy Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng nhau tới nội thành thành phố Tĩnh An thăm Tiểu Trang, Sở Yên Nhiên còn đặc biệt cho Tiểu Trang một ngàn đồng làm phí dinh dưỡng. Quay về ngồi trên chiếc xe jeep đầy hồi ức của bọn họ, Sở Yên Nhiên tựa vào vai Trương Dương, nói khẽ, lần này trở về, em phát hiện rất nhiều chuyện không giống như em tưởng tượng. Trương Dương cười nói, anh vẫn như vậy. Sở Yên Nhiên lắc đầu, khác rồi. Khác thế nào? Sở Yên Nhiên nói, trưởng thành rồi, đã biết nghĩ cho người khác. Trương Dương nói, thật ra anh vẫn vô tâm vô phế như trước kia thôi. Sở Yên Nhiên giơ ngón tay trắng nõn thon dài lên, nhìn chiếc nhẫn bằng đồng thau trên ngón tay của cô ta dưới ánh mặt trời, nói khẽ em bỗng nhiên rất muốn hủy hôn. Trương đại quan nhân cầm tay cô ta, kéo cô ta vào trong lòng mình, hiện tại muốn hủy hôn có phải là đã quá muộn hay không? Sở Yên Nhiên lắc đầu, anh không hiểu đâu, em luôn cảm thấy làm người yêu của anh so với làm vợ của anh thì vui hơn rất nhiều. Tim Trương Đại Quan Nhân không khỏi đập mạnh hơn, thông minh như Sở Yên Nhiên, không thể không hiểu rõ thế giới tình cảm đầy sắc thái của hắn, thật ra chuyện kết hôn này, ngay cả chính hắn cũng chưa hề cân nhắc kỹ. Sở Yên Nhiên nhắm mắt lại, nói khẽ em hiện tại là vợ chưa cưới của anh, anh đối với em tốt như vậy, thậm chí so với trước đây còn tốt hơn, quá không chân thật, nếu có một ngày em thật sự trở thành vợ của anh, anh có thể vẫn đối đãi với em như vậy hay không? Vẫn, Trương Đại Quan Nhân nói như chém đinh chặt sắt. Sở Yên Nhiên nói, thật ra sau khi chúng ta chia tay, em có nghĩ tới bắt đầu lại từ đầu, đàn ông ưu tú hơn anh trên đời vẫn còn rất nhiều, em vì sao nhất định cứ phải dính vào anh. Sau đó, Sở Yên Nhiên nói, sau đó em phát hiện mình căn bản chính là một bi kịch. Bi kịch gì? Bị lá che không thấy được mặt trời. Trương Dương bật cười bật cười, đó là bởi vì anh quá xuất sắc. Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn một cái, nói có một điểm anh không thay đổi. Da mặt vẫn dày như trước kia. Trương Dương nói, quan chỉ tình có câu nói không sai. Câu nào? Kỳ thật trong lòng chúng ta vẫn luôn có đối phương. Sở Yên Nhiên nói, cô ta cũng rất chịu khó nói đỡ cho anh, sau khi em về, em sẽ hỏi cô ta, rốt cuộc là cô ta đã nhận hối lộ gì của anh. Trương Dương giật nảy mình, em vẫn muốn về ư? Sở Yên Nhiên nói, bà ngoại không quay về, tập đoàn có nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ vứt ở đó không quan tâm? Tập đoàn tài chính Benin là tâm huyết của bà ngoại, không thể để mất trong tay em được." Trương Dương gật gật đầu, có chút không nỡ, nói "Chúng ta không thể cứ mãi mỗi người một nơi được." Sở Yên Nhiên cắn cắn môi, cười nói, "Vậy cũng tốt mà, mỗi người một nơi thì anh mới như em, nếu mỗi ngày đều gặp mặt, nói không chừng anh đã sớm chán em rồi." Trương Dương nói, "Không đâu, anh mỗi ngày gặp em đều cảm thấy rất mới mẻ. Hay là em dứt khoát di chuyển tổng bộ tập đoàn Benin về trong nước đi?" hiện tại kinh tế trong nước phát triển nhanh chóng như vậy, tập đoàn tài chính của bọn em hình như lực độ đầu tư trong nước không lớn, trăm ngàn lần đừng để vuột mất cơ hội. Sở Yên Nhiên nói, tôi cũng dã nghĩ tới đầu tư ở trong nước, có điều tập đoàn tài chính bên in là hình thức đầu tư cổ phần, tuy rằng bọn em là phía cổ phần khống chế cổ phần khống chế tuyệt đối, nhưng có một số quyết định vẫn phải trưng cầu sự đồng ý của thành viên hội đồng quản trị công ty, phát triển kinh tế trong nước nhìn về lâu về dài thì đi theo hướng tốt nhưng chắc không phải là thời cơ tốt nhất để bọn em đầu tư. Trương Dương nói, thế nghĩ là sao? Sở Yên Nhiên nói, sang năm là năm 97 rồi, có lẽ có thể sẽ có một số biến hóa vận mệnh kinh tế. Trương Dương có chút khó hiểu nói, trên chính trị có chút biến hóa thì anh tin, nhưng trên kinh tế chắc không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, dù sao chế độ cũng không thay đổi. Vẫn như cũ mà. Sở Yên Nhiên cười nói, chưa chắc chỉ là Hong Kong, mà là cả châu Á, rất nhiều những thứ trên kinh tế học anh không hiểu đâu. Nếu không hiểu thì trương đại quan nhân cũng không hỏi kỹ, sở yên nhiên vỗ mở u bàn tay hắn, nói cái vali mà anh đưa em em đã mang về rồi, bên trong có rất nhiều kim cương. Trương Dương cười nói, chọn viên lớn nhất để sau này làm nhẫn đính hôn cho em. Sở yên nhiên nói, tiền tài bất nghĩa em không cần, hiện tại em đặt ở trong kết bảo hiểm, anh chừng nào thì cần. Hai ta việc gì phải phân rõ như vậy, của anh chính là của em, em cứ bảo quản đi. Trương Đại quan nhân đối với khái niệm tiền tài trước giờ đều nhìn rất nhạt. Sở Yên Nhiên gật đầu, mấy ngày nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trương Dương và cô ta bỗng nhiên một lần nữa thân thiết lại, nắm tay Trương Dương, loại cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng này không lừa được mình. Sở Yên Nhiên đang định lên tiếng thì di động của cô ta bỗng nhiên đổ chuông, cô ta cười cười với Trương Dương, ra dấu im lặng, cầm lấy cầm lấy, là từ Mỹ gọi tới tiếng Anh của sở yên nhiên rất thuần thục, đây là điều mà trương đại quan nhân theo không kịp, ta hắn nghe cũng chỉ hiểu được có mấy từ đơn, cảm giác học tiếng Anh so với luyện võ công còn khó hơn. Sở yên nhiên nói chuyện chừng 15 phút đồng hồ thì dập máy, cô ta thở dài nói, xem ra ngày về của em đã tới rồi. Trương Dương nói, sao? Sở yên nhiên nói, một công tư nhà đất mà bọn em đầu tư đã đóng cửa, em phải về Mỹ cố gắng vãn hồi một số tổn thất. Trương Dương quan tâm nói, tổn thất có lớn không? Sở Yên Nhiên nói, khả năng xấu nhất chính là bọn em phải tiếp quản một tiểu đảo chưa hoàn thành khai phá ở Nam Thái Bình Dương, anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sự vận doanh của công ty đâu. Sở Yên Nhiên trên tình cảm càng lúc càng nhiều biểu hiện ra sự lý trí, cô ta thử tìm hiểu lại Trương Dương từ đầu, cô ta bắt đầu phát hiện, tình cảm giữa hai người càng đơn giản càng thuần túy thì ngược lại càng dễ dàng xử lý, từ khi bắt đầu quen Trương Dương, Tình cảm của cô ta đối với hắn rất là đơn thuần, xen lẫn quá nhiều nhân tố, quá nhiều suy nghĩ, chỉ biết gia tăng sự phức tạp cho mình. Đối với hôn nhân, trong lòng Sở Yên Nhiên lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu không thể được thì cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục yêu, yêu như thế nào ư? Yêu đơn giản thôi. Trên đường Trương Đại Quan nhân trở về Nam Thích cũng đang lo suy nghĩ tới vấn đề hôn nhân, hắn đã 24 tuổi rồi, hôn nhân là chuyện mà hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt tuy rằng hắn rất muốn cưới tất cả đều người yêu, cùng ngủ trên giường to, thuận lợi mọi bề, nhưng xã hội hiện thực tuyệt đối không chấp nhận được hôn nhân quan như hắn, kết hôn với sở yên nhiên, có phải sẽ cắt đứt tình cảm của những người khác hay không? Trương đại quan nhân bắt đầu nghĩ lại mình, hắn không biết mình nên lựa chọn hôn nhân quan như thế nào, đạo đức quan mà hắn từ đại tùy mang tới thủy chung không thể nào dung nhập với xã hội hiện đại, hắn rất dối, tuy rằng sở yên nhiên không bức hắn làm chuyện gì, mà thông minh lựa chọn bảo trì khoảng cách nhất định với hắn, cho hắn không gian nhất định. Nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn thấy vấn đề của mình rất phiền toái, hắn cũng muốn đối mặt với tình cảm thật đơn giản, nhưng hắn đối với mỗi người đều rất thật lòng, mỗi người đều rất đơn giản, nhưng tập hợp lại một chỗ thì phức tạp vô cùng. Trương Đại Quan Nhân rất khốn nhiễu, hắn cũng nhận thức được rõ ràng rằng, tất cả sự khốn nhiễu hôm nay đều là do mình tạo thành, nhưng loại khốn nhiễu này hắn lại không thể nào nói với ai được hắn cũng không thể nói với sở yên nhiên rằng mình là từ đại tùy tới đây. Ở thời đại của bọn họ, một vợ nhiều chồng là chuyện rất bình thường, tài tuấn trẻ tuổi ưu tú như hắn, không tam thê tứ thiếp, thì ra khỏi cửa ngại chả dám chào hỏi người ta. May mà trước mắt quan hệ của hắn và sở yên nhiên đã bình thường trở lại, hai người vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm tới đối phương. Có điều giữa bọn họ lại có thêm một phần lý trí, Trương Dương sợ lại xúc phạm tới sở yên nhiên, sở yên nhiên cũng rất cẩn thận bảo vệ mình để tránh lại bị thương tổn, Trương Dương cho rằng, vấn đề giữa bọn họ không thể giải quyết trên căn bản được, có một số việc thủy chung là muốn tránh cũng không được. chương 803, yêu đơn giản 3 Ngày Trương Dương trở lại Nam Tích đã làm ra một quyết định, trao quyền đưa tin độc quyền về vận hội tỉnh cho Nhật Báo Nam Tích, về phần Nhật Báo Đông Nam lúc trước suýt nữa đã quyết định, thì sẽ bảo họ cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa, hành vi bỉ của Lý Đồng Dục đã làm Trương Dương tức giận, hắn muốn làm thế nào thì Trương Dương không có hứng thú, nhưng hắn không thể xúc phạm tới Sở Yên Nhiên, làm thương tổn tới vợ chưa cưới của hắn, lần này Sở Yên Nhiên thiếu chút nữa thì quyết liệt với cha, may mà Tống Hoài Minh có chứng cớ. Bằng không hai cha con không khéo sẽ cả đời không qua lại với nhau nữa, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Trương Dương cũng không coi mình là quân tử, hắn cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy, chuyện thứ nhất sau khi trở lại Nam Thích chính là gạch tên của nhật báo Đông Nam ra khỏi danh sách ưu tiên đưa tin vận hội tỉnh. cuối tuần sẽ công khai tuyên bố hợp tác truyền thông trương dương lúc này đã thay đổi ý định chủ nhiệm thôi quốc trụ nói chủ nhiệm trương lúc trước không phải đã quyết định nhật báo đông nam ư hơn nữa bọn họ đã liên tục làm mấy kỳ chuyên đề đưa tin rồi vì sao lại muốn gạch họ đi trương dương nói không vì sao cả tôi chỉ không muốn hợp tác rồi với bọn họ mà thôi thôi quốc trụ ngây ra một thoáng y đương nhiên biết ca tính của vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao này trước giờ luôn rất mạnh Liên thấp giọng nhắc nhở Trương Dương, Nhật báo Đông Nam là lựa chọn của thị trường cung đó. Trương Dương cười nói, anh không cần phải quan tâm, chuyện này tôi sẽ giải thích với anh ta. Thôi quốc trụ thầm thở dài, rất nhiều lúc Trương Dương làm việc khiến cho người ta không thể nào đoán được, hắn nghĩ gì, làm gì, người thường không thể nào hiểu nổi. Sau khi Thôi quốc trụ rời đi không lâu, Thường Lăng Phong tới văn phòng của Trương Dương, gã là đặc biệt tới đây để hỏi chuyện của Nhật báo Đông Nam. Thường Lăng Phong nói, "Chủ nhiệm Trương, hợp đồng hợp tác với phía Nhật báo Đông Nam đều soạn xong rồi, chỉ chờ anh về ký, bọn họ là tòa soạn báo lớn số 1 số 2 của Bình Hải, sức ảnh hưởng trong tỉnh tương đối lớn, bọn họ nguyện ý hỗ trợ đưa tin vận hội tỉnh là chuyện tốt mà, vì sao muốn cự tuyệt hợp tác với bọn họ?" Trương Dương nói, "Lý Đồng dục đắc tội với tôi, lý do này đã đầy đủ rồi, ở trước mặt vị lão hữu Thường Lăng Phong này, hắn cũng không cần phải giấu giếm." Thường Lăng Phong nghe hắn nói như vậy, không khỏi bật cười, ngồi xuống đối diện Trương Dương, "Sao? Lần này tới Tĩnh An phát sinh chuyện gì à?" Trương Dương nói, "Tôi đã đính hôn với Yên Nhiên rồi." Thường Lăng Phong cười nói, "Chúc mừng, chuyện tốt như vậy nên mở tiệc to để ăn mừng chứ." Trương Dương nói, "Lý Đồng dục là tiểu nhân, hắn âm mưu phá hoại quan hệ của hai người cha con Yên Nhiên, nói nói tôi có thể ngồi yên không để ý đến ư? Tôi chẳng những muốn xóa hợp tác với hắn, hơn nữa trong lúc vận hội tỉnh diễn ra, không cho phép bất kỳ một phóng viên nào của nhật báo đông nam tiến hành đưa tin thường lăng phong nói anh đừng quên nhật báo đông nam là thị trưởng cung mời đến anh làm tuyệt tình như vậy cũng khó ăn khó nói với thị trưởng cung trương dương cười nói tôi chỉ cần nói đây là ý của tỉnh trưởng tống là được rồi thường lăng phong nói ông ta chính là nhạc phụ tương lai của anh anh không ngờ dám đẩy trách nhiệm lên người ông ta ư trương dương nói nếu là nhạc phụ tương lai của là tôi phải từng thời từng khắc chuẩn bị gánh vác trách nhiệm cho tôi. Cách làm của Trương Dương tuy rằng khiến Cung Kỳ Vĩ có chút không thoải mái, nhưng sau khi Trương Dương đưa ra lý do của gia bản thân, Cung Kỳ Vĩ cũng đành bất lực, ý của tỉnh trưởng Tống mà. Tống Hoài Minh thật ra không hề bảo Trương Dương làm như vậy, nhưng thằng con rể này với cờ hiệu của y, dựa theo suy nghĩ của Trương Đại Quan Nhân, cái này gọi là lợi dụng tài nguyên hữu hiệu, lúc trước Cung Kỳ Vĩ giới thiệu Nhật Báo Đông Nam tới đây, là xuất phát từ hảo ý, y cũng muốn giúp trương dương làm tốt vận hội tỉnh lần này. trương dương sở dĩ tìm ra lý do này cũng là vì không muốn cung kỳ vĩ khó xử. cung kỳ vĩ đương nhiên không biết đoán hận chất chứa giữa tống hoài minh và lý đồng dục, càng không thể nghiệm chứng chuyện này. nếu trương dương đã quyết định làm như vậy, y cũng không tiện nói gì nữa. cung kỳ vĩ nói, nếu tỉnh trưởng tống nói như vậy thì chỉ đành làm vậy thôi. Trương Dương nói, thật ra trao quyền đưa tin độc quyền về vận hội tỉnh cho truyền thông bản địa của Nam Tích chúng ta thì phù hợp với lợi ích của bản thân thành thị chúng ta hơn. Cung Kỳ Vĩ nói, lực độ và sức ảnh hưởng của tuyên truyền khẳng định sẽ giảm đi không ít. Trương Dương nói, nhưng chúng ta nắm dễ hơn, trên dư luận sẽ không xuất hiện vấn đề có tính phương hướng. Cung Kỳ Vĩ bật cười, hắn đoán được sau lưng chuyện này khẳng định có nội tình, bằng không tỉnh trưởng Tống Hoài Minh sẽ không hỏi đến một chuyện nhỏ như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói: "Chúc mừng cậu đã đính hôn với con gái của tỉnh trưởng Tống." Trương Dương cười nói: "Không phải đính hôn, là phục hôn, chúng tôi trước đây đã có hôn ước, bởi vì chút mâu thuẫn cho nên mới giải trừ, hiện tại chỉ là khôi phục lại thôi." Cung Kỳ Vĩ nói: "Bất kể là như thế nào thì cũng phải chúc mừng cậu, lúc nào thì kết hôn? Đến lúc đó nhất định phải nhất định phải mời tôi uống rượu mừng đó." Trương Dương nói: "Yên tâm, không thể thiếu phần đại lễ của anh đâu." có điều tạm thời vẫn chưa nhanh như vậy, tôi còn muốn làm ra chút thành tích rồi mới cưới vợ, và lại yên nhiên hiện tại bận rộn quản lý công ty của bà ngoại cô ta, không thể vứt bỏ nghiệp vụ của công ty mà theo tôi về làm nội trợ được. Cung kỳ vĩ cười nói, tuy nói nữ nhân kết hôn thì nhất định phải ở nhà làm việc nhà, nhưng sau khi kết hôn vẫn có thể có sự nghiệp của mình mà. Trương Dương nói, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, cũng không có nghĩa là tôi nghĩ như vậy, tôi trước giờ đều rất tôn trọng nữ tính. Cung Kỳ Vĩ nói, hợp đồng của tập đoàn hối thông lúc nào thì chính thức ký. Trương Dương nói, Kiều Mộng Viện tới Hong Kong rồi, chắc sau khi từ Hong Kong về có thể ký kết hợp đồng chính thức. Cung Kỳ Vĩ nói, chờ tiền ký quỹ vào tài khoản, Thị Lý sẽ chuyển cho các cậu một khoản tiền, để cung cấp cho các cậu tiến hành công tác chủ bị vận hội tỉnh. Cảm ơn thị trường Cung đã ủng hộ công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi. Cung Kỳ Vĩ bật cười, nên là tôi cảm tạ cậu đã ủng hộ công tác của chúng tôi mới đúng, Trương Dương, vận hội tỉnh và hội kinh mậu lần này nếu có thể tổ chức thành công, cậu sẽ có công từ đầu tới cuối, đến lúc đó tôi nhất định sẽ xin thị lý tiến hành ngợi khen cậu. Trương Dương nói, nhất định sẽ thành công, tuần này sẽ quyết định toàn bộ chuyện trao quyền đưa tin, ngay sau đó quảng cáo chiêu thương sẽ khẩn cấp tiến hành, bắt đầu từ trung tuần tháng 4, công tác tuyên truyền của chúng ta sẽ chính thức khai triển trong phạm vi toàn quốc, tranh thủ toàn diện châm đúc vận hội tỉnh. Cung kỳ vĩ rất thưởng thức năng lực công tác của Trương Dương, cũng rất có lòng tin với hắn, y gật đầu nói, tôi tin cậu nhất định có thể thành công làm tốt chuyện này. Còn nữa, chuyện hội kinh mậu cũng không thể lơ là được, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, nhất định phải khiến vận hội tỉnh và hội kinh mậu lần này cùng thành công rực rỡ. Trương Dương nói, phương hướng của hội kinh mậu đã rất rõ ràng, kế sạch cụ thể đã giao cho Thường Lăng Phong tiến hành, bởi vì Bình Hải chúng ta không muốn làm hội nghị chuyên môn, cho nên phải tham chiếu rất nhiều thứ trong ngoài nước, một số tiêu chuẩn và lưu trình đều là lần đầu tiên sắp xếp, cho nên thời gian chuẩn bị sẽ khá dài. Vạn sự khởi đầu nan, tôi tin chỉ cần mọi người cùng cố gắng, nhất định có thể khắc phục được bất kỳ khó khăn nào. Cậu thanh niên thường lăng phong này tôi đã từng tiếp xúc, rất có năng lực. Bên trong tiểu đoàn đội của cậu Ngọa Hổ Tàng Long, về sau đều là lương đống của Nam Tích chúng ta. Trương Dương nói, chúng tôi chỉ là một đội quân ô hợp, chẳng qua cũng may là mọi người đều đồng tâm hiệp lực, đều muốn làm tốt hai đại nhiệm vụ mà thị lý giao cho. Cung kỳ vĩ cười nói, có thể buộc một nhánh quân ô hợp thành chuỗi, có thể đoàn kết mọi người lại cùng nhau làm việc, chứng tỏ năng lực lãnh đạo của cậu rất mạnh, làm cho tốt đi. Trương Dương nghe thấy cung kỳ vĩ công nhận năng lực lãnh đạo của mình, trong lòng cũng lâng lâng, thật ra hắn cũng biết nhược điểm của mình, nhưng ai cũng thích nghe khen, lãnh đạo nếu phê bình hắn, hắn rất khó chấp nhận, không khéo sẽ ẩm ý tới mức hai bên trở mặt, nhưng lãnh đạo nếu khích lệ hắn, trong lòng hắn sẽ rất thoải mái. Trương Đại Quan nhân hai đời làm người, nhưng phương diện này vẫn có chút khiếm khuyết, có điều hắn hiện tại đã học được khiêm tốn rồi, thị trưởng cung, cá nhân tôi không làm gì cả, chủ yếu là ngài lãnh đạo có phương pháp, ủng hộ chúng tôi hết mình. Cung Kỳ Vĩ cười nói, "Ôi, học được khiêm tốn rồi à?" Trương Dương nói, "Không phải học được, thật ra tôi trước giờ vẫn đều rất khiêm tốn, có điều sự khiêm tốn của tôi luôn bị người ta bỏ qua." Cung kỳ vĩ nói, thật ra người thật sự có năng lực không cần phải khiêm tốn, nên như thế nào thì sẽ như thế, khiêm tốn quá độ thật ra chính là dối trá. Trương Dương nói, vì những lời này của ngài, về sau tôi sẽ không khiêm tốn nữa. Cung kỳ vĩ bật cười ha ha bật cười lúc này thư ký của y tới đây thông chi y phải đi tham gia hội nghị công tác chính phủ, Trương Dương đứng dậy cáo từ. Trương Dương rời khỏi văn phòng của cung kỳ vĩ, ở hành lang gặp tổng biên tập Lý Đồng Dục của nhật báo Đông Nam và một phóng viên của tòa soạn báo. Lý Đồng Dục như không có chuyện gì đi tới cười cười với Trương Dương, "Chủ nhiệm Trương, anh về từ khi nào vậy?" Chương 804, Yêu đơn giản 4. Trương Dương nhìn thấy thằng ôn này, trong lòng lại thấy tức giận, với tính tình của hắn trước đây đã sớm tát cho y một cái rồi, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bối cảnh của Lý Đồng Dục không tầm thường, mình cho dù đánh y một trận, tới cuối cùng không biết là ai gặp xui. Còn nữa, chiếm trúc tiện nghi trên quyền cước cũng không tính là bản sự gì, từ lúc Trương Dương chứng kiến cảnh Tống Hoài Minh đối Phó Tôn Quốc Chính, Trương đại quan nhân đột nhiên như được mở khiếu, dùng vũ lực giải quyết vấn đề chỉ có thể là với đối thủ tầm thấp, đối với loại người thích chơi âm mưu quỷ kế như Lý Đồng Dục thì phải lấy đạo của người trả cho người, âm mưu ra thì phải khiến y ngã trên âm mưu, như vậy thì đả kích mới nghiêm trọng. Có nhận thức như vậy, Trương đại quan nhân vẫn bảo trì tươi cười đối mặt với Lý Đồng Dục hắn cười ha ha nói vừa mới về tổng biên tập lý sao vẫn còn ở nam tích lý đồng dục mỉm cười nói tôi đang muốn tìm anh đây thật khéo vừa hay gặp ở đây trương dương nói thế ư tôi cũng đang tìm anh trong lòng hắn thầm đắc ý mày cứ cười đi lát nữa khi mày biết tao thu hồi quyền đưa tin ưu tiên xem mày còn cười nói không lý đồng dục nói vốn tôi muốn để thị trưởng cung nói cho anh biết nhưng đã gặp rồi thì tôi cũng tiện nói cho anh luôn chủ nhiệm trương tòa soạn báo của chúng tôi đã cân nhắc tình hình, xét thấy công tác đưa tin của chúng tôi khá bận rộn, chỉ sợ không thể đảm nhiệm được công tác quảng cáo và tuyên truyền vận hội tình, cho quyền đưa tin ưu tiên đó tôi định từ bỏ, đây cũng là kết quả sau khi thảo luận của lãnh đạo tòa soạn báo chúng tôi. Trương đại quan nhân ngây ra, mình vốn muốn mượn chuyện này để chơi lý đồng dục một vố, ít nhất cũng phải khiến cho y mất mặt. Nhưng Lý Đồng Dục không ngờ lại đi trước hắn một bước từ bỏ quyền đưa tin ưu tiên, vốn là Trương Dương không cho hắn làm hiện tại đổi thành Lý Đồng Dục chủ động từ bỏ, tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng ở trong mắt người ngoài thì khẳng định là khác. Trương Dương nhìn vẻ mặt rào hoạt của Lý Đồng Dục, trong lòng càng nhận thức sâu hơn về con cáo giả này, Lý Đồng Dục khẳng định đã nghĩ trước mình. Y đặt điều gây chia rẽ quan hệ cha con của Sở Yên Nhiên và Tống Hoài Minh, nếu đã làm chuyện này, Y chắc cũng đã nghĩ tới hậu quả, nghĩ tới Trương Dương sẽ vì ra mặt cho Sở Yên Nhiên, nghĩ tới Trương Dương sẽ ra tay trả thù, hiện tại mà nói, Thủ đoạn trả thù trực tiếp nhất của Trương Dương chính là tước đoạt quyền đưa tin ưu tiên của Nhật báo Đông Nam, nhưng Lý Đồng Dục căn bản không cho hắn cơ hội. Trương Dương bật cười ha ha, cười rất vui vẻ, Lý Đồng Dục cũng đang cười, phóng viên đi cùng y đã tránh ra xa, Trương đại quan nhân hư tình giả ý nói: "Tổng biên tập Lý, Nhật báo Đông Nam trong tỉnh của chúng ta là một trong những tòa soạn có sức ảnh hưởng nhất, các anh nửa đường rút lui, công tác tuyên truyền của chúng tôi khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng." Lý Đồng Dục giả bộ bộ dạng rất bất đắc dĩ, thở dài nói, đành chiếu thôi, tôi cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng tình huống thực tế của tòa soạn báo bày ra đó, phóng viên của chúng tôi chạy khắp cả nước, tòa soạn báo của chúng ta lại không phải là chỉ đưa tin tức trong tỉnh Bình Hải, chúng tôi mặc dù ở Bình Hải, nhưng sức ảnh hưởng lại xếp trong 10 hạng đầu toàn quốc, tin tức, chuyện quan trọng của năm tỉnh Đông Nam, thực sự rất nhiều, thân là một tờ báo có tính tổng hợp, cho dù chúng tôi miễn cưỡng nắm lấy quyền đưa tin ưu tiên vận hội tỉnh Bình Hải cũng không thể đặt việc đưa tin vận hội tỉnh của các anh lên hàng đầu được. Thị trưởng cung là lão bằng hữu là của tôi, cho nên tôi càng phải cẩn thận, nếu không có sức chiếu cố, tôi chỉ nén đau mà từ bỏ thôi. Những lời này của Lý Đồng Dục rõ ràng có hai ý, thứ nhất sức ảnh hưởng của Nhật Báo Đông Nam chúng tôi rất lớn, không phải chỉ là một tờ báo tỉnh như lời anh nói, anh cho rằng quyền đưa tin vận hội tỉnh là to, nhưng tôi căn bản không để vào mắt, tin tức quan trọng của toàn quốc rất nhiều, tôi nếu như lấy quyền ưu tiên cũng là tốt cho anh mà thôi." Trương Dương cười nói, tổng biên tập Lý đã từ bỏ, cũng là biết khó mà lui đó. "Lý Đồng Dục nói, thật sự rất xin lỗi." Trương Dương nói, "Nếu ngài đã quyết định rồi thì chỉ đành vậy thôi, tôi cũng rất lấy làm tiếc, có điều, tôi còn có chuyện muốn làm phiền tới ngài." Lý Đồng Dục cười nói, "Đều là người của mình mà, có gì mà làm phiền với không làm phiền, nói đi." chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm. Trương Dương nói, anh cũng biết đó, tuần này chúng tôi phải quyết định chuyện quyền đưa tin, vốn là định cho tranh thầu, nhưng thị trường cung giật dây, các anh lại nhiệt tình như vậy, cho nên tôi liền gạt hết những đơn vị vốn chuẩn bị tới tranh thầu quyền đưa tin. Thời gian cấp bách, tôi định hiện tại gọi điện thoại thông chi cho từng người một, nhưng người khác chắc không tin tôi nữa đâu, tòa soạn của các anh đã từ bỏ, vậy thì giúp Nam thích chúng tôi một việc đi, các anh có thể đăng rõ một tuyên bố được không? tuyên bố rằng các anh từ bỏ quyền đưa tin, như vậy tôi cũng dễ ăn nói với người ta, được người ta tin tưởng hơn. Lý Đồng dục ngẩn ra, hảo tiểu tử, không ngờ cũng học được trả đũa rồi. Lý Đồng dục mỉm cười nói, cái đó không cần đâu. Thật ra quyền đưa tin vận hội tỉnh vẫn rất có hứng thú đối với nhiều người, chúng tôi rút lui, khẳng định sẽ có người nhảy vào. Trương Dương nói, tuy nói là vậy, nhưng nói chung vẫn không thể không minh bạch như vậy được, thông báo này, anh nếu không đưa ra Vậy thì chỉ có thể là chúng tôi làm, nhưng tôi không phải làm công tác tin tức, vạn nhất thông báo đưa ra khiến người ta hiểu lầm thì không hay. Tổng biên tập Lý, anh xuất thân phóng viên, làm tin tức, phát thông báo là chuyện mà anh giỏi nhất, anh cứ thông báo một cái đi, thật sự cầu thị nói rõ chuyện này, nói với mọi người rằng các anh bỏ quyền đưa tin vận hội tỉnh được không? Lý Đồng Dục vẫn tươi cười nói, cái đó không cần thiết đâu. Trương Dương nói, cần thiết mà. Lý Đồng Dục cười ha ha nói tôi về thảo luận một chút. Trương Dương nói, được, anh cứ từ từ thảo luận. Lý Đồng Dục trong lòng mắng thầm Trương Dương một câu, bảo ông đây phát loại thông báo này ư, chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi ư, tao và chính phủ thành phố Nam thích chúng mày đã ký bất kỳ văn bản nào đâu, tao vì sao phải làm việc thừa như vậy. Có điều trên mặt y vẫn tươi cười, khi cáo từ Trương Dương, Trương Dương kéo y lại, tổng biên tập Lý. Lý Đồng Dục dừng chân, mỉm cười nói, còn có việc gì vậy? trương dương nói thứ mà anh đưa cho yên nhiên là gì vậy lý đồng dục cười nói cô ta là vợ chưa cưới của anh anh nên trực tiếp đi hỏi cô ta trương dương nói yên nhiên đi mỹ rồi lý đồng dục nói tóm lại là tôi muốn tốt cho cô ta thôi trương dương gật đầu nói các anh làm phóng viên đúng là có năng lực thật bất kỳ chuyện con gà con vịt gì các anh đều có thể nghe ngóng được lý đồng dục mỉm cười nói đúng vậy chuyện mà tôi biết rất nhiều nhưng chưa chắc mỗi chuyện tồi đều đăng lên báo đâu trương dương nói nghe cũng sợ nhỉ lý đồng dục nói không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa có điều đáng tiếc tất cả mọi người trên đời này đều làm chuyện trái với lương tâm trương dương nói còn anh lý đồng dục nói tôi đã làm không ít chuyện rồi có điều so với đại đa số người thì tôi vẫn là người tốt trương dương bật cười ha ha anh nói thì không tính những lời này chẳng khác nào vòng vo chửi lý đồng dục là đồ bại hoại lý đồng dục vẫn cười quên mất chưa chúc mừng anh và yên nhiên có câu tôi phải nói trước tôi coi yên nhiên như con gái của mình vậy nếu anh dám làm ra chuyện có lỗi với nó nụ cười trên mặt lý đồng dục đột nhiên biến mất âm trầm bảo tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt trương dương cũng bị vẻ mặt đột nhiên thay đổi của y khiến cho ngây ra nhưng lập tức lý đồng dục phá lên cười hắn vỗ vai trương dương chỉ đùa một chút Đừng để ý, tôi tin anh nhất định sẽ đối xử tử tế với Yên Nhiên." Trương Dương mỉm cười nói, anh đối với Yên Nhiên tốt như vậy thật là hiếm có, nhưng Yên Nhiên lại không thích anh, cô ta ở sau lưng nói với tôi rằng. Hắn vẫy vẫy tay với Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục quả nhiên ghé sát vào hắn, ác danh của Trương Dương Lý Đồng Dục đã sớm được nghe nói tới, có điều Lý Đồng Dục khi đối mặt với Trương Dương không hề sợ hãi, y không sợ Trương Dương sử dụng bạo lực đối với mình, y đoán chắc Trương Dương không dám nếu trương dương dám làm như thế lý đồng dục cam đoan sẽ bắt hắn phải trả giá đắt trương dương đối với lý đồng dục sẽ không chọn dùng thủ đoạn bạo lực không phải bởi vì hắn trong lòng kiêng kỵ mà là vì hắn biết thủ đoạn bạo lực sẽ không mang tới tác dụng đả kích lý đồng dục một cách thực sự hắn dùng giọng mà chỉ có hắn và lý đồng dục nghe thấy anh là lão bại hoại lý đồng dục cười càng vui hơn giống như không phải đang nghe chửi mà là tôi đang ca ngợi y vậy lý đồng dục nói đây là anh hay là yên nhiên nói Trương Dương hỏi ngược lại, chẳng lẽ anh chưa nghe nói tới câu phu sướng phụ tùy à? Lý Đồng Dục nói, hiện tại tôi thật sự có chút lo lắng rồi. Một nữ hài tử tốt như Yên Nhiên, đi theo kiểu gì cũng học thói xấu của anh. Trương Dương nói, bản tính của người ta là từ khi sinh ra đã được định trước, loại người như chúng tôi, miễn cưỡng bản thân như thế nào cũng sẽ không trở thành người xấu được, nhưng có một số người, hắc hắc, anh hiểu mà. Trương Đại Quan Nhân cũng rất thân thiết vỗ vai Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục cười nói, "Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu." Chương 805, chúc anh hạnh phúc một. Trong kế hoạch trở mặt giữa đường của Trương Đại Quan Nhân đổ vỡ giữa đường, khiến hắn không thể không bội phục con cáo giả họ Lý, người ta phòng ngừa chu đáo, đã dự đoán được Trương Dương sẽ lợi dụng quyền đưa tin để báo thù y, thế nên chủ động từ bỏ trước khi hắn lên tiếng, điều này khiến cho Trương Dương không có cơ hội chút giận. Trương Đại Quan Nhân thật sự nổi giận rồi, trở lại ủy ban thể dục thể thao thường lăng phong liếc một cái đã phát hiện ra vẻ mặt khó coi của hắn còn tưởng rằng hắn bị chọc giận ở chỗ cung kỳ vĩ liền cười bảo sao thị trường cung không cho à trương dương mắng đúng là con cáo già hắn đem chuyện vừa rồi trước sau kể lại một lượt cho thường lăng phong sau đó căm giận nói tôi lát nữa sẽ triệu tập mấy nhà truyền thông đồng thời đăng một thông báo tuyên bố chuyện chấm dứt quan hệ hợp tác giữa chúng ta và nhật báo đông nam ra công chúng Thường Lăng Phong nói, anh thấy làm như vậy có ý nghĩa gì không? Trương Dương nói, rõ ràng là tôi từ chối y, hiện tại không ngờ lại bị y cướp trước. Thường Lăng Phong cười nói, tranh khí thế nhất thời để làm gì? Việc cấp bách của chúng ta là làm tốt vận hội tỉnh và hội kinh mộng, loại việc nhỏ này không đáng gì cả, cho dù anh tranh về được khí thế, người khác liệu có bội phục anh không? Theo lời anh nói, Lý Đồng Dục chia rẽ quan hệ cha con của tỉnh trưởng Tống, y cuối cùng không hề thành công, hiện tại trong lòng đang rất khó chịu, người nên cảm thấy mất mát lại y mới đúng. Trương Dương nói, tôi cảm thấy người này khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, không khéo sẽ lại nghĩ ra chủ ý ác độc gì đó. Thường Lăng Phong nói, bối cảnh của Lý Đồng Dục không đơn giản, đại ca của y là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, anh hai của y là tổng biên tập báo Trung Hoa, địa vị trong lĩnh vực tuyên truyền trong nước khá là hiển hách, người như vậy nên bất tiếp xúc vi diệu thôi. Anh cũng biết, những năm nay ai cũng phải phòng cháy phóng trộm, phòng phóng viên, y không chủ động tìm anh gây chuyện chính là phúc của anh rồi, anh đi trêu chọc y làm gì? Trương Dương nói, tôi chỉ lo hắn gây bất lợi cho Yên Nhiên thôi. Thường Lăng Phong mỉm cười nói, Yên Nhiên đang ở nước Mỹ, y chỉ sợ là với không tới đâu. Gã nói khẽ chẳng lẽ anh lo lắng y sẽ gây bất lợi đối với tỉnh trưởng Tông Ư. Trương Dương gật đầu, con người của Lý Đồng Dục rất ti bỉ, chuyện gì chuyện gì cũng làm ra được. Thường Lăng Phong nói, một tổng biên tập của một tòa soạn báo, cho dù căn cơ của y có sâu hơn nữa, bối cảnh có cường thịnh đến thế nào thì muốn ganh đua với tỉnh trưởng Tống chỉ sợ là vẫn chưa đủ sức đâu. Trương Dương nói, rất nhiều lúc cừu hận sẽ làm người ta mất lý trí. Thường Lăng Phong nói, tỉnh Trường Tống có thể lên tới vị trí như ngày hôm nay tuyệt đối không phải là chỉ trông vào hai chữ ngẫu nhiên, đối phó với loại người như Lý Đồng Dục không cần phải phí quá nhiều tinh lực. Trương Dương tán đồng những lời này của Thường Lăng Phong, chỉ bằng vào thủ đoạn mà Tống Hoài Minh đối phó với Tôn Quốc Chính, chỉ một tổng biên tập của một tờ báo thì có tính là gì? Khi hắn đang chuẩn bị tham thảo chuyện quyền đưa tin với Thường Lăng Phong thì Thường Lăng Phong cười nói, "Đã tan tầm rồi, có chuyện gì thì cũng phải đi ăn cơm đã, đi, buổi tối tôi mời mọi người ăn hải sản." Trương Dương nói, "Lại tới Nam Dương Quốc tế à?" Thường Lăng Phong nói, "Không phải Nam Dương Quốc tế, tôi vừa mới phát hiện một nhà hàng hải sản và đồ nướng rất ngon." Trương Dương đứng dậy nói: "Đi, gọi cả bọn Hải Tâm nữa." Thường Lăng Phong cười cười gật đầu. Thường Hải Tâm vẫn đang làm việc ở trung tâm tin tức, Cao Liêm Minh mời Đường Đường từ nước Mỹ về, hệ thống và dữ liệu đã được sửa chữa, bởi vì có bài học lần trước, lần này Đường Đường đặc biệt cấp cho trung tâm tin tức hai sinh viên vừa được mời tới để huấn luyện cho mọi người, hai sinh viên này đều là chuyên gia máy tính, sau này sẽ phụ trách bảo trì hệ thống của trung tâm tin tức. Cao Liêm Minh cũng ở bên cạnh nhìn thấy bọn trương dương tiến vào cao liêm minh vội vàng chạy lên tôi nói này trương dương anh về cả ngày rồi mà sao không báo lấy một tiếng trương dương nói chẳng có tôn ti trật tự gì cả gọi tôi là gì cao liêm minh thè lưỡi nói chủ nhiệm trương trương dương đi đến bên cạnh thường hải tâm thường hải tâm vẫn rất chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính trương dương nói tôi rất bận cả nửa ngày phải báo cáo công tác với thị trường đại nhân hắn ngoài mặt là nói cho cao liêm minh nghe nhưng thật ra là nói cho thường hải tâm cao liêm minh vui vẻ nói sao lại tới đây giờ này có phải là muốn mời khách không trương dương cười nói thằng ôn cậu cũng thông minh đấy có điều người mời khách không phải là tôi chủ nhiệm thường mời khách mời mọi người đi ăn hải sản và đồ nướng cao liêm minh hoan hô một tiếng trương dương đi tới đối diện thường hải tâm thường hải tâm không thể cứ giả vờ như không thấy hắn đôi mắt trong sáng ngẩng lên nhìn tôi trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp Cô ta đã nghe nói tin tức Trương Dương và Sở Yên Nhiên đính hôn, từ khi biết được tin tức này, trong lòng Thường Hải Tâm tràn ngập mâu thuẫn, cô ta bỗng nhiên không biết mình nên đối mặt với Trương Dương như thế nào, về sau xử lý quan hệ của bọn họ như thế nào. Trương Dương mỉm cười nói, "Hải Tâm, mau chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn cơm." Thường Hải Tâm cười cười, cô ta lập tức quay sang Đường Đường, "Đường Đường, đừng làm nữa, đi, cùng nhau đi ăn cơm." Mấy người ra khỏi cửa. Trường Dương bảo mọi người lên xe jeep của mình, theo Thường Lăng Phong chỉ đi tới ngõ nhỏ gần Ủy ban thể dục thể thao, thật ra trước đây khi Ủy ban thể dục thể thao chưa chuyển nhà, Trương Dương thường xuyên đến đây ăn cơm, có điều hắn không ngờ Thường Lăng Phong cũng có thể tìm được nơi này, con đường này vừa tới trời tối, đâu đâu cũng sẽ tràn ngập muối than củi, không biết từ lúc nào đã biến thành phố đổ nướng, bởi vì địa thế hẻo lánh, chỉnh trị bộ mặt thành phố cũng rất ít khi bận tâm đến loại địa phương này. Thường Lăng Phong dẫn bọn họ tới quán Trương Dương lại gọi điện thoại cho Triệu Thiên Tài, bảo Triệu Thiên Tài cũng đến góp vui. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tình tự của Thường Hải Tâm không tốt, Trương Đại Quan Nhân trong lòng biết biết rõ, tình tự của Thường Hải Tâm không tốt là có liên quan tới mình, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện nói gì. Cũng may là đề tài của mọi người chủ yếu xoay quanh công việc. Đường Đường nói, hai sinh viên mới tới trung tâm tin tức đó rất thông minh, tôi thấy vài ngày nữa, bọn họ sẽ quen thuộc với toàn bộ hệ thống về sau không cần tôi phải từ xa chạy tới nữa. Trương Dương nói, đường đường, trình độ máy tính của cô cao như vậy, có từng nghĩ về nước phát triển không? Đường đường nói, hoàn cảnh của phương diện này ở trong nước vẫn chưa ổn, tôi trước tiên muốn ở Mỹ rèn luyện vài năm, chờ thị trường trong nước chín mùi rồi sẽ về nước phát triển. Trương Dương nói, hiện tại cơ sở sản xuất hải ngoại của công ty Inde Seoul đã đặt ở Nam Thích, Nam Thích chúng ta trong vài năm nữa phải xây dựng khu khai phá kỹ thuật công nghệ cao, Chúng tôi vừa rồi đã thảo luận về khu đất sân thể dục mới, xác định phải dựng lên một số quảng trường nhất lưu của toàn quốc, đến lúc đó Nam Tích chúng ta sẽ trở thành thị trường giao lưu IT được chú ý. Tôi cảm thấy cô nên về sớm một chút, ở đây khẳng định sẽ có cơ hội phát triển rất lớn. Thật ra Đường Đường cũng đã nghe nói tới chuyện này, cô ta cười nói, anh thật đúng là tận hết sức lực tuyên truyền cho Nam Tích, nếu mỗi vị cán bộ đảng đều tận chức tận trách giống như anh, kinh tế Trung Quốc đã sớm phát triển đi lên rồi chương 806, chúc anh hạnh phúc 2. Cao Liêm Minh nói, điểm này tôi tán thành, đừng nhìn chủ nhiệm trương của chúng ta bình thường thì cả lơ phất phơ, nhưng thái độ công tác rất nghiêm túc. Trương Dương trừng mắt lườm hắn một cái, nói anh nói ai thế? Ai cả lơ phất phơ, anh nói chuyện sao càng lúc càng không biết lớn nhỏ vậy nhỉ? Cẩn thận tôi dán cá anh luôn đó. Cao Liêm Minh gào lên, ông chủ, cho một phần cá rán. Đầu óc của hắn rất linh hoạt, tiếp lời của Trương Dương một cách rất xảo diệu. Lần này ngay cả Thường Hải Tâm cũng không nhịn được cười. Thường Lăng Phong nói, nơi này đồ rán đồ xào đều có, muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi nay tôi làm chủ tẩy trần cho chủ nhiệm Trương. Cao Liêm Minh nói, tôi thấy tối nay phải là chủ nhiệm Trương mời khách mới đúng. Trương Dương nói, Cao Liêm Minh, tôi vì sao phải mời khách? Cao Liêm Minh cợt nhả nói, cứ giả vờ, chuyện đã sớm được truyền ra rồi, nghe nói anh và sở yên nhiên lại đính hôn, hiện tại lại thành con rể của tỉnh trường, anh nói xem, anh không mời khách thì ai mời khách. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của thường hải tâm không khỏi buồn bã, cô ta sợ bị người khác nhìn ra manh mối gì, liền cầm cốc trà lên uống một ngụm. Trương Dương mắng thầm Cao Liêm Minh nói chuyện không biết chọn lúc, có điều cũng không trách Cao Liêm Minh được, dù sao chuyện của hắn và thường hải tâm giấu rất kín, trừ hai người bọn họ ra, người khác căn bản không biết sự ám muội giữa bọn họ. Thường Lăng Phong nâng chén nói, được, Vậy chúng ta chúc mừng chủ nhiệm Trương. Cao Liêm Minh nói: "Phải, từng người chúc mừng, thay phiên nhau kính anh ta." Trương đại quan nhân tử lượng như biển, ai mời cũng không cự tuyệt, khi đến phiên Thường Hải Tâm kính rượu, tâm tình của Thường Hải Tâm phức tạp và rối rắm cực độ, có điều cô ta khống chế coi như không tồi, bưng chén rượu trước mặt lên nói: "Chủ nhiệm Trương, chúc anh hạnh phúc." Trương Dương mỉm cười nói: "Cảm ơn, tôi cũng chúc mọi người đều được hạnh phúc, đều vui vẻ." Thường Hải Tâm uống cạn chén rượu dầu tiên, dẫn tới một tràng hoan hô, trong lòng Trương Dương tràn ngập thương xót, tiếp đó thì loại thương xót này biến thành một loại ái náy. Bọn Triệu Thiên Tài lúc này mới tới, nghe nói tin tức Trương Dương đính hôn, cũng cũng kính Trương Dương vài chén, khi Triệu Thiên Tài ở nước Mỹ đã gặp Sở Yên Nhiên, biết đối tượng mà Trương Dương đính hôn là Sở Yên Nhiên, Triệu Thiên Tài lập tức trầm trồ khen ngợi, giả vờ say, nói ra chuyện Sở Yên Nhiên ở nước Mỹ xâm nhập vào lãnh sự quán New York, anh Dũng cứu Trương Dương. Mọi người nghe thấy chuyện này, căn bản đều coi cố sự này là truyền kỳ, Đường Đường nói, Sở tiểu thư đối với anh thật sự là tình thâm nghĩa trọng, có cơ hội tôi nhất định phải phải làm quen. Cao Liêm Minh nói, trước đây tôi thực không tin vào tình yêu, thấy vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu thì mặc ai nấy bay, nhưng nghe xong cố sự của anh và Sở Yên Nhiên, tôi bỗng nhiên phát hiện, trên đời này thực sự có chuyện đồng sinh đồng tử, cùng chung hoạn nạn. Thường Lăng Phong không nói gì, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới Trương Duệ Dung, từ khi cô ta được điều động công tác tới Kinh Thành, giữa bọn họ đã ngắt liên hệ, thường Lăng Phong tuy rằng biểu hiện vẫn bình tĩnh, nhưng ở sâu trong lòng thì không có lúc nào là không hy vọng sẽ nhìn thấy cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cho dù là một cú điện thoại, một phong thơ cũng được. Nhưng mà Trương Duệ Dung lại giống như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, từ nay về sau rời khỏi cuộc sống của hắn. Thường Lăng Phong ý thức được, mình chưa bao giờ quên Trương Duệ Dung, có lẽ về sau cũng sẽ không quên được. Thường Hải Tâm cầm chén rượu lên nói khẽ Trương Dương, tôi rất cảm động, có một cô gái tốt như Yên Nhiên yêu anh, anh thật sự rất may mắn. Nào, cùng ly. Trương Dương vốn lo lắng Thường Hải Tâm sẽ uống, có điều tình huống như vậy không hề phát sinh. Thường Hải Tâm tuy rằng tình tự rất kém, nhưng vẫn bảo trì lý trí. Sau bữa cơm tối, Trương Dương lấy cớ tiện đường đưa Thường Hải Tâm và Triệu Thiên Tài về. Sau khi ở nhà máy sửa chữa thả Triệu Thiên Tài xuống trong xe Jeep chỉ còn lại có Trương Dương và Thường Hải Tâm đây là cơ hội mà trương dương cố ý tạo ra có một số lời hắn muốn nói riêng với thường hải tâm trương dương đỗ xe jeep đứng ở bờ sông tây lăng đề nghị với thường hải tâm xuống đi dạo một lát đi tối nay cô uống không ít rồi thường hải tâm lắc đầu vẫn kiên trì ngồi trong xe jeep cô ta nói khẽ tôi không uống nhiều trương dương nói tôi và yên nhiên thường hải tâm nói tôi nhớ nhà cha mẹ cũng không yên tâm để tôi một mình công tác ở nam tích cho nên Trương Dương hiểu ý cô ta, lắc đầu nói, trung tâm tin tức vừa mới thành lập không lâu, mà cô đã đi rồi à. Thường Hải Tâm cắn cắn môi, mắt đã đỏ lượng lên, Trương Dương, anh và Yên Nhiên vốn nên là một đôi, tôi, tôi yêu anh, nhưng tôi không nên chen vào giữa hai người, tôi hiện tại cảm thấy mình như một tên trộm, tôi không thích cảm giác như vậy, tôi nguyện ý trả giá vì anh, bất kể là như thế nào cũng được, nhưng tôi sợ có lỗi với Yên Nhiên, tôi sợ sẽ phá hoại tình cảm giữa hai người. Trương Dương im lặng không nói gì, hắn vươn tay ra, khẽ vuốt mái tóc của Thường Hải Tâm, nói khẽ, là lỗi của tôi. Thường Hải Tâm lắc đầu nói, nếu đã biết là sai, vậy thì đừng tiếp tục sai nữa, đối đãi với yên nhiên cho tốt, nếu chúng ta tiếp tục duy trì loại quan hệ này, đối với cô ta là không công bình. Tay Trương Dương đột nhiên dùng sức, ôm Thường Hải Tâm vào trong lòng, Thường Hải Tâm dựa sát vào bộ ngực săn chắc của Trương Dương, nước mắt không nén được mà tuôn rơi. Trương Dương Tuy rằng chia tay sẽ rất đau, nhưng chúng ta phải đối mặt, một trái tim không thể chia làm hai nửa được. Trái tim Trương Đại Quan Nhân cũng không phải chỉ chia thành hai phần, hắn cảm thấy mình quá tham lam, mỗi một đoạn tình cảm đều muốn, mỗi một cô gái đều không muốn buông tha, nhưng kết quả của sự tham lam của hắn là tạo thành sự thương tâm cho các cô. Ôm lấy thân hình cường tráng của Trương Dương, ruột của Thường Hải Tâm lúc này như đứt ra từng khúc, cô ta ý thức được rõ được tình cảm của mình đối với Trương Dương là khó có thể dứt bỏ nhưng lý trí lại nói cho cô ta hay bọn họ tiếp tục như vậy lại là không đúng thường hải tâm là con gái của xã hội hiện đại tình cảm quan và đạo đức quan của cô ta không thể giống với lão yêu hai đời làm người như trương dương trương dương nói cho tôi chút thời gian tôi sẽ có thể xử lý tốt chuyện này thường hải tâm dương dương nước mắt nhìn trương dương có thể ư trương đại quan nhân nói mọi chuyện đều có thể thường hải tâm sau khi cân nhắc thận trọng cuối cùng vẫn không rời khỏi nam thích có điều cô ta rõ ràng chủ động xa cách với Trương Dương. Trương Dương cũng tỏ vẻ thông cảm, thật ra mỗi người đều cần không gian riêng để suy nghĩ và cân nhắc, nhân sinh về sau của bọn họ sẽ tiếp tục như thế nào, tình cảm của bọn họ sẽ đi theo con đường nào, Trương đại quan nhân cũng ít khi hồi tâm tính, mà dồn đại bộ phận tinh lực vào công tác. Nhật báo Đông Nam rời khỏi đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền đưa tin của vận hội tỉnh, với năng lực và quan hệ các mặt của Trương Dương, chuyện này có thể giải quyết rất đơn giản vốn hắn muốn giao quyền đưa tin ưu tiên về vận hội tỉnh cho Nhật báo Nam Tích, nhưng không ngờ Nhật báo Bình Hải chủ động tìm tới. Nhật báo Bình Hải là báo tỉnh của tỉnh Bình Hải, sức ảnh hưởng và độ rộng phát hành của bọn họ trong tỉnh lớn hơn Nhật báo Nam Tích nhiều. Trương Dương tất nhiên rất mừng, chẳng những giao quyền đưa tin ưu tiên về vận hội tỉnh cho bọn họ, mà ngay cả quyền đưa tin độc quyền về hội kinh mậu cũng giao cho báo tỉnh luôn. Chương 807, chúc anh hạnh phúc ba quyền tiếp sóng của vận hội tỉnh thì giao cho đài truyền hình Bình Hải, quyền đưa tin radio giao cho đài phát thanh thể dục thể thao thành phố Nam Tích. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, Trương Dương đối với khối tuyên truyền đưa tin này rất trọng thị, khi ký hợp đồng chính thức quyền tuyên truyền đưa tin, đặc biệt mời Bộ trưởng tuyên truyền tỉnh Bình Hải Tiếu Nguyên Bình, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải Cư Thánh Minh đến Nam Tích, Bí thư thị ủy Lý Trường Vũ, thị trường Hạ Bá Đạt, Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng của Nam Tích tất cả đều có mặt, ở hiện trường ký hợp đồng dựng một lễ đường chính phủ nam tích cơ hồ tất cả thành viên của giới truyền thông và tin tức trong tỉnh đều có mặt lý trường vũ và hạ bá đạt cùng các lãnh đạo sau khi gặp mặt tới ngồi ở đài chủ tịch lý trường vũ mỉm cười nói với hạ bá đạt hôm nay giới truyền thông tin tức tới cũng không ít hạ bá đạt cười cười xem ra vận hội tỉnh lần này của chúng ta được giới truyền thông chú ý rồi trong lòng y cũng rõ những phóng viên truyền thông này tới còn không phải bởi vì tiếu nguyên bình có mặt ư hạ bá đạt rất hiểu về con người của tiếu nguyên bình khi cố doãn chi còn chấp chính người này được biết đến với tính cách ngay thẳng chính là vì tính cách ngay thẳng của y mà đắc tội với không ít người thậm chí còn dám chính diện chống đối với bí thư tỉnh ủy cố doãn chi thái độ của cố doãn chi đối với hắn cũng là chọn dùng sách lược chèn ép trong một đoạn thời gian rất dài tiếu nguyên bình phải ngồi trên vị trí phó giám đốc đài truyền hình tỉnh cho tới khi giám đốc đài truyền hình tỉnh phó bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh vương trọng dương phạm sai lầm Tiếu Nguyên Bình mới được đưa lên thay, cố doãn chi trên phân công quan viên là người cực kỳ công chính, ông ta nhìn vấn đề cũng không phải bởi vì yêu ghét cá nhân mà quyết định, tuy rằng ông ta không thích tính cách Tiếu Nguyên Bình, nhưng ông ta vẫn công nhận năng lực của Tiếu Nguyên Bình, nếu đổi thành người khác, quan viên chính diện chống đối hắn, nghi ngờ sách lược chấp chính của hắn rất khó được trọng dụng, mà cố doãn chi thì vẫn trọng dụng Tiếu Nguyên Bình. Sự vấp váp và ma luyện trên chính trị cũng khiến Tiếu Nguyên Bình thành thục hơn rất nhiều sau khi y đảm nhiệm chức giám đốc đài truyền hình, năng lực công tác xuất chúng rất nhanh được cao tầng công nhận, theo tuổi tác của Bộ trưởng tuyên truyền Trần Bình Chiều tới điểm, tiến tới nhận chức chủ tịch chính nghiệp, Tiếu Nguyên Bình thuận lợi đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ tuyên truyền tỉnh Bình Hải, trên đại hội đảng lần này chúng tuyển làm một trong thường ủy tỉnh Bình Hải. Trong đó còn có một điểm khá quan trọng, quan hệ của Tiếu Nguyên Bình và tỉnh trưởng Tống Hoài Minh rất tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lần này y ra sức giúp Trương Dương chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cử Thánh Minh và Trương Dương không đánh không quen nhau, Y và Trương Dương là bạn vong niên, huống chi vận hội tỉnh cũng là công trình chính thích của Y, Y đương nhiên phải biểu hiện ra sự coi trọng của mình. Cử Thánh Minh và Tiếu Nguyên Bình ngồi ở vị trí giữa đài chủ tịch, sau một phen khiêm nhược, do Tiếu Nguyên Bình phát biểu đầu tiên. Tiếu Nguyên Bình nói, chào các vị quan khách, xin chào các vị phóng viên. Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn vì mọi người có thể tới Nam Tích tham gia lần ký hợp đồng này, cảm ơn sự chú ý của các anh đối với vận hội tỉnh lần này, cảm ơn sự ủng hộ của các anh đối với sự nghiệp thể dục thể thao Bình Hải. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếu Nguyên Bình đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống, lại nói, điển luận tuyên truyền liên quan tới sự ổn định và hòa bình lâu dài của Đảng và quốc gia, vào thời khắc mấu chốt sẽ càng làm tôn lên tầm quan trọng cực đoan của công tác tuyên truyền tư tưởng. Càng là khi gặp phải khiêu chiến trọng đại, càng cần sự bảo chứng tư tưởng có sức mạnh, sự ủng hộ của dư luận và động lực tinh thần. Chiến tuyến tuyên truyền tư tưởng của chúng ta phải thật sự quán triệt với bộ thừa quyết sách của Trung ương, đồng thời vào lúc toàn diện đẩy mạnh các hạng công tác như võ trang lý luận, tuyên truyền tin tức, xuất bản văn nghệ, xây dựng đạo đức tư tưởng, sáng tạo văn minh tinh thần và cải tổ thể dục thể thao và văn hóa, còn phải ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng quan trọng, sản sinh ảnh hưởng cực lớn, tiến thêm một bước làm nổi bật địa vị và tác dụng của công tác tuyên truyền tư tưởng trong toàn cục. Xã hội hiện đại, sức ảnh hưởng của tuyên truyền và dư luận xã hội càng lúc càng lớn. Dư luận dẫn đường chính xác, lợi đảng lợi nước. Dư luận dẫn đường sai lầm, lầm đảng lầm nước, lầm dân. Có thể nắm vững được công tác tuyên truyền dư luận hay không sẽ liên quan tới lòng người hướng về, liên quan tới sự hương suy của sự nghiệp, liên quan tới địa vị chấp chính của đảng. Càng lúc càng nhiều người cảm nhận được uy lực cực lớn và ưu thế độc đáo của công tác tuyên truyền tư tưởng. Thứ nhất là phục vụ đắc lực cho đại cục công tác của đảng và quốc gia. Chiến tuyến tuyên truyền tư tưởng sẽ giữ vững cho sự suy xét đại cục, hành động trong đại cục, kinh nghiệm lịch sử cho thấy, công tác tuyên truyền tư tưởng là một công tác cực kỳ trọng yếu. Hiện nay hoàn cảnh dư luận quốc tế biến hóa sâu sắc, tình thế của lĩnh vực hình thái ý thức khó phân và phức tạp, ý thức tư tưởng xã hội ngày càng đa dạng hóa, công tác tuyên truyền tư tưởng tuyệt đối không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, mà là không thể thay thế. Là người làm công tác tuyên truyền tư tưởng chúng ta nhất định phải nhận thức rõ giá trị đặc thù của công tác tuyên truyền tư tưởng tỉnh táo nhìn nhận sứ mệnh quan trọng mà mình đang gánh vác không ngừng tăng cường ý thức chính trị ý thức đại cục ý thức trách nhiệm nắm vững quyền chủ động trong công tác tuyên truyền tư tưởng phải kiên trì dùng yêu cầu của thời đại để nhìn rõ công tác tuyên truyền tư tưởng sáng tạo ra quan niệm mới sáng tạo ra nội dung mới sáng tạo ra hình thức mới sáng tạo ra phương pháp mới sáng tạo ra thủ đoạn mới cố gắng thể hiện tính thời đại nắm chắc tính quy luật làm giàu tính sáng tạo, ở khởi điểm mới khai sáng ra cục diện mới của công tác tuyên truyền tư tưởng. Tiếu Nguyên Bình liên tiếp nhiều như vậy, cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Cử Thánh Minh ở bên cạnh có chút không biết phải nói gì, hôm nay là nghi thức ký hợp đồng quyền đưa tin tuyên truyền vận hội tỉnh, Tiếu Nguyên Bình đã quên mất thể dục thể thao rồi, đặc biệt trình bày tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, có điều Tiếu Nguyên Bình này có chút cứng nhắc, làm việc rất nghiêm túc, và lại người ta là thường ủy tỉnh, khi lên tiếng, Người khác cũng không tiện ngắt lời. Sau khi Tiếu Nguyên Bình nói xong tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, cuối cùng quay lại đề tài thể dục thể thao, vận hội tỉnh là sự kiện 4 năm một lần của tỉnh Bình Hải chúng tôi, lần này tôi tới Nam Tích, tham quan bộ mặt thành phố của Nam Tích, tham quan trung tâm thể dục mới của Nam Tích, các sân thi đấu của vận hội tỉnh, sự tham quan lần này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, tôi nhìn thấy một Nam Tích khác hẳn với trước đây, nhìn thấy Nam Tích đã thay đổi nhìn ra được quần thể cán bộ thành phố Nam Tích rất nghiêm túc làm công tác. Vận hội tỉnh được tổ chức tại Nam Tích, không phải chuyện của riêng Nam Tích, vận hội tỉnh thuộc Bình Hải, mỗi một thành viên của Bình Hải chúng ta đều phải coi vận hội tỉnh là chuyện của mình để làm. Người làm công tác tuyên truyền chúng ta phải đứng mũi chịu sao, tạo thế trước cho vận hội tỉnh lần này, lợi dụng ưu thế truyền thông của chúng ta, lợi dụng tài nguyên tuyên truyền của chúng ta, khiến vận hội tỉnh khắc sâu vào lòng người, tranh thủ để mỗi một người dân tỉnh Bình Hải đều tham dự vào sự kiện thể dục thể thao lần này. Chương 808, cổ động 1. Tiếu Nguyên Bình nói chuyện thiếu tính thú vị, nhưng vẫn được cả sảnh đường vỗ tay, lãnh đạo phát biểu không phải bởi vì ông ta phát biểu phấn khích thế nào, mọi người vỗ tay cũng không phải là bị bài phát biểu của ông ta đả động, bọn họ vỗ tay là vì địa vị của lãnh đạo. Cho dù là anh đứng ở trên đài, chỉ nói một dấu hai chấm, phía dưới vẫn sẽ vỗ tay, đây là sự đặc sắc của quốc nội. Tiếu Nguyên Bình nói xong những lời này, đến lượt cử thánh minh phát biểu, thật ra cử thánh minh trên diễn thuyết vẫn rất có tài, nhưng đã có sự phát biểu với tính công thức của Tiếu Nguyên Bình trước đó, y không thể nào phun châu nhà ngọc được nữa, nếu biểu hiện của y quá xuất sắc, vậy thì sẽ hạ thấp lãnh đạo, người trong quan trường có rất nhiều quy tắc ngầm, cho nên cử thánh minh dứt khoát từ bỏ bài diễn thuyết đã chuẩn bị tốt từ trước của mình, chỉ dùng vài ba câu nói cho có lệ để rồi kết thúc bài phát biểu của mình. Lý Trường Vũ và Hạ Bá Đạt cũng rất thức thời, đạo lý đơn giản như để lãnh đạo nổi bật ai cũng biết. Dẫu sao thì chỉ cần anh mở miệng phát biểu là sẽ không thiếu tiếng vỗ tay trong hội trường tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Trương Dương nhìn mà trong lòng thầm buồn cười. Bên trong quan trường đa số thời gian đều là diễn trò, mỗi người đều đang diễn trò. nghi thức ký hợp đồng truyền thông được đặt ở cuối cùng, có mấy vị lãnh đạo xuất hiện khiến nghi thức ký hợp đồng được rạng rỡ hơn không ít.ít ít nhất tối nay trên tin tức các nơi tỉnh đều sẽ đưa tin về nghi thức ký hợp đồng lần này. Nhiều lãnh đạo tới như vậy, Trương Dương là chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích đương nhiên là phải khiêm tốn, cũng không phải là hắn cố ý lựa chọn khiêm tốn, nhiều quan viên lớn nhỏ như vậy cùng tới, tiêu điểm chú ý của giới truyền thông đương nhiên là đặt ở người có chức quan lớn nhất. Huống chi hôm nay người đến là Bộ trưởng tuyên truyền tỉnh Bình Hải, người nắm giữ quyền lên tiếng của dư luận truyền thông tỉnh Bình Hải. Người phải chịu cô quạnh không chỉ có một mình hắn ngay cả chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh cử thánh minh cũng không được mấy người chú ý cử thánh minh đi tới bên cạnh trương dương cười nói rất thuận lợi nhỉ trương dương cười nói đa tạ chủ nhiệm cười nể mặt nếu không thì làm sao thuận lợi như vậy được cử thánh minh cười ha ha nói nên cảm ơn giám đốc truyền hình trương dương cười cười không nói gì tiếu nguyên bình có thể nể mặt hắn cũng là điều mà hắn không ngờ tới hắn cũng đoán được chuyện này có liên quan tới tống hoài minh Bên trong thường ủy Bình Hải, Tiếu Nguyên Bình và Tống Hoài Minh đi lại rất thân cận. Cử Thánh Minh nói, chuyện tạ Vân Phi rơi xuống nước vào đoạn thời gian trước cậu có biết không? Trương Dương cười nói, tôi có mắt ở đó mà, lúc đó còn là tôi cứu anh ta lên. Cử Thánh Minh cười nói, anh ta nói là cậu đẩy anh ta xuống. Trương Dương vẻ mặt vô tội nói, chủ nhiệm cư, ngài tiền ư. Anh ta là lãnh đạo của tôi, tôi sao dám. Cử Thánh Minh cũng không phải muốn trách cứ Trương Dương, y cười cười không nói gì. Lúc này một vị Mỹ phụ trung niên phong tư yểu điệu đi tới, cô ta từ xa gọi chủ nhiệm cư. Cử Thánh Minh dừng đề tài về tả Vân Phi, cười nói, Chu Dĩnh, lại đây, để tôi giới thiệu với cô. Mỹ phụ trung niên đó đi tới trước mặt bọn họ, Cử Thánh Minh nói với Trương Dương, vị này là tổng biển tập tạp chí thể thao thiên địa Chu Dĩnh. Sau đó lại giới thiệu Trương Dương cho Chu Dĩnh trương dương vươn tay ra tổng biên tập chu hạnh ngộ hạnh ngộ chu dĩnh cười cười bắt tay hắn nói chủ nhiệm trương nghe đại danh đã lâu trương dương nói còn non lắm mong rằng sau này tổng biên tập chu sẽ chiếu cố nhiều hơn chu dĩnh bật cười tôi đã sớm nghe nói về anh chu vân phàm là tôi anh họ của tôi trương dương lúc này mới hiểu được người ta vì sao lại nghe nói tới mình chu vân phàm đó là một con cáo giả không hơn không kém không ngờ y lại có một cô em làm truyền thông về thể thao trương dương cười nói nói như vậy đều là người một nhà rồi chu dĩnh nói tôi lần này tới đây là để ủng hộ nhưng sau khi biết tình huống vận hội tỉnh của các anh cũng cảm thấy rất hứng thú chủ nhiệm trương vận hội tỉnh của các anh vẫn chưa làm chuyên mục phải không có phải nên cân nhắc một chút giao quyền tuyên truyền đưa tin phía tạp chí cho thể thao thiên địa chúng tôi không trương dương cười nói được trước mắt đúng là chưa có tạp chí tập san nào bàn bạc với chúng tôi cả Trương Đại quan nhân bắt đầu tính toán, sức ảnh hưởng của thể thao thiên địa là rất lớn, trong tập san thể thao trong nước cũng đứng vững trong năm người đầu, không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, hơn nữa thể thao thiên địa là tạp chí có tính buôn bán, khác với báo chí có tính chính phủ như nhật báo Bình Hải, không khéo còn tìm hắn đòi một khoản phí tuyên truyền. Cử Thánh Minh nói, hai người bàn đi, tôi đi nói chuyện với bộ trưởng Tiếu. Trương Dương gật đầu, vẫy vẫy tay với Thường Hải Tâm đang phụ trách công tác tiếp đãi ở đằng xa ý bảo cô ta mang hai bình nước tới. Thường Hải Tâm cười cười với Trương Dương, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta cuối cùng vẫn từ bỏ ý định rời khỏi Nam Tích, có điều cô ta gần đây khá là xa cách với Trương Dương, trao đổi giữa hai người chỉ liên quan tới công tác, trải qua một đoạn thời gian dối rắm và khổ sở, tâm tình của Thường Hải Tâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, hiện tại cô ta đa số thời gian đều tập trung vào công tác. Trương Dương nhận đồ uống từ trong tay Thường Hải Tâm, sau khi mở ra liền đưa một bình cho chu dĩnh tôi thường xuyên xem thể thao thiên địa sức ảnh hưởng trong nước rất lớn chu dĩnh cười nói trước mắt lượng phát hành và lượng tiêu thụ đều xếp trong ba hạng đầu của tập san thể thao đồng loại trong nước hơn nữa chúng tôi có tính chất tự kinh doanh là tạp chí có tính buôn bán thuộc nhóm đầu tiên trong nước trương dương nói tổng biên tập chu định chọn dùng phương thức hợp tác nào trương đại quan nhân cân nhắc trong lòng chỉ cần không nói tới chuyện tiền mọi việc đều ổn Chu Dĩnh nói, chúng tôi tới làm chuyên mục, quý phương nên cung cấp điều kiện đưa tin ưu tiên cho chúng tôi. Còn nữa, chúng tôi định cùng với Ủy ban Thể dục Thể thao các anh liên hợp tổ chức một cuộc giúp thăm trúng thưởng. Hy vọng các anh có thể cung cấp 500 tấm vé vào cửa miễn phí xem lễ khai mạc, cùng với cơ hội chụp ảnh lưu niệm với mấy đại sứ hình tượng thể thao nữa. Trương Dương nghe thấy cuộc buôn bán này không tồi, 500 tấm vé vào cửa xem lễ khai mạc đối với hắn mà nói căn bản chính là không đáng để bận tâm, Trương Dương cười nói, đơn giản như vậy thôi à. Chu Dĩnh cười nói, chủ nhiệm Trương đồng ý ư. Trương Dương gật đầu, không thành vấn đề, giải nhất là gì? Chu Dĩnh nói, giải nhất là 3 vạn nhân dân tệ, giải nhì một vạn nhân dân tệ, 500 tấm vé vào cửa xem lễ khai mạc mà các anh cung cấp là giải ba. Trương Dương nói, tiền thưởng là ai phụ trách, hắn lo lắng Chu Dĩnh sẽ tìm hắn đòi tiền. Chu Dĩnh nói, chủ nhiệm Trương không cần phải lo lắng, Vấn đề tiền thưởng tự sẽ có người phụ trách. Có điều tôi đã đáp ứng với phía cung cấp tiền thưởng, chuyện này sẽ được giữ bí mật, cho nên đến lúc đó anh tự sẽ biết." Cô ta chớp mắt đầy thần bí. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, chuyện này có 89 phần 10 là có liên quan tới Chu Vân Phàm, Chu Vân Phàm vừa mới thông qua quan hệ của hắn nắm được quyền kinh doanh phố Hồ Mắt Phượng, công trình tu sửa đã chính thức bắt đầu, nghe nói y vào tháng 9 sẽ chính thức khai trương thằng cha này phải chăng là mà lợi dụng vận hội tỉnh để tạo thế cho phố nước của y. Trương Dương thầm nghĩ, dù sao cũng là người ta bỏ tiền, lại là giúp hắn tuyên truyền miễn phí, cớ sao mà không làm, cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi, cười nói với Chu dính, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vấn đề ký hợp đồng cụ thể, cô tìm chủ nhiệm thường thương lượng nhé. chương 809, Cổ động 2 Ký hợp đồng tuyên truyền chỉ là bước đầu tiên, cái mà Trương Dương thật sự coi trọng là quyền quảng cáo, Mục đích hắn để quyền quảng cáo sau cùng là muốn trở truyền thông tạo, ảnh hưởng càng lớn, giá bán đấu giá quyền quảng cáo vận hội tỉnh cũng sẽ cao, cái này gọi là đầu cơ kiếm lợi. Hôm đó lúc ký hợp đồng cuối cùng, Trương Dương đại biểu ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích công bố lộ tuyến rước đuốc ra ngoài, một bó chạy tới hết sông Trường Giang, núi cổ Lạp đường Niệm Thanh, thứ hai phái ra một đội rước đuốc tới hải quan núi Trường Thành, mồi lửa mà hai bên lấy tới sẽ hội hợp ở tỉnh lỵ Đông Giang tỉnh Bình Hải. Do bí thư tỉnh ủy Kiều Tự mình châm đuốc, sau đó bắt đầu truyền lại đuốc, đuốc sẽ đi về hướng bắc, sau đó từ bắc về nam, chạy chung quanh bình hải một vòng, cuối cùng tới nam tích. Trương Dương nói, vận hội tỉnh lần thứ 12 của bình hải sẽ khai mạc vào đúng giờ ngày 22 tháng 10, kết thúc vào ngày 30 tháng 10, trong 9 ngày, rước đuốc của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 9, ngày mùng 1 tháng 9 này, chúng tôi sẽ phái ra hai đội rước đuốc, đội rước đuốc tới cuối sông Trường Giang do tôi lĩnh đội. Thành viên 12 người, đội dước đuốc tới Sơn Hải quan do chủ nhiệm cử của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh chúng tôi dẫn đầu, thành viên cũng là 12 người. Trừ người lính đội và 4 nhân viên công tác ra, còn có 14 danh ngạch nữa, công khai triệu tập từ ngoài xã hội, hoan nghênh các đồng chí và các xí nghiệp nhiệt tình với sự nghiệp Thể dục Thể thao tham dự đội ngũ của chúng tôi. trương Đại quan nhân đã sớm tính toán kỹ, 14 danh ngạch này là phải dùng phí tài trợ để đổi, không có mấy chục vạn đồng tài trợ. Muốn tham gia đội ngũ của bọn họ căn bản là không có cửa đâu. Phía dưới vang lên một giọng nói, tôi báo danh tham gia. Ánh mắt của mọi người đều hướng xuống phía dưới, lại là lão tổng lương Thành Long của tập đoàn Phong Dụ, hôm nay phóng viên truyền thông có mặt chỉ chiếm hơn một nửa, đa số đều là giới xí nghiệp và đại biểu thương giới của thành phố Nam Tích. Lương Thành Long tới đây là để cổ động, gã nhận lấy micro mà một nhân viên công tác đưa cho lớn tiếng nói tập đoàn phong dụ chúng tôi là phía nhận thầu xây dựng trung tâm thể dục mới Nam Tích, tôi đại biểu tập đoàn phong dụ tài trợ 50 vạn cho vận hội tỉnh lần này. Tôi xin được báo danh tham gia hoạt động rước đuốc đầu tiên. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tuy rằng mọi người đều biết đây là Trương Dương trước đó đã bố trí, nhưng trong nháy mắt đã có 50 vạn đồng tiền tài trợ vào tay, tình tự của mọi người cũng bất xác trở nên cao hơn. Lý Trường Vũ và Hạ Bá Đạt liếc mắt nhìn nhau, trước đó hai người cũng không biết hôm nay sẽ sẽ xuất hiện cảnh như vậy. Trương Dương cũng không nhắc bọn họ trước, cảm thấy thằng ôn này muốn làm quyên tiền. Trương đại quan nhân giả vờ giả vịt cười nói, tôi nói này các vị, chủ đề hội nghị hôm nay của chúng ta là ký hợp đồng truyền thông, không phải buổi biểu diễn chuyên đề tài trợ, ý của các anh tôi xin nhận, nhưng chuyện đội rước đuốc hôm nay không thể quyết định ngay được. Trương Dương còn chưa dứt lời thì đã bị người ta ngắt, quản đốc nhà máy rượu Giang Thành Lưu Kim Thành đứng lên nói, tôi đại biểu nhà máy rượu Giang Thành tài trợ 100 vạn cho vận hội tỉnh lần này. Cũng báo danh tham gia đội rước đuốc. Hiện trường đầu tiên là lặng đi một chút, sau đó tiếng vỗ tay lại như sấm. Lưu Kim Thành và Trương Dương có quan hệ gì? Nhà máy rượu Giang Thành của gã chính là được Trương Dương cứu sống. Trương Dương bảo gã đến cổ động, gã khẳng định phải tới, hơn nữa mang ý định không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải khiến cho người ta giật mình, 100 vạn đối với nhà máy rượu Giang Thành hiện tại như mặt trời ban trưa mà nói thì không tính là nhiều, hơn nữa tài trợ 100 vạn, Trương Dương cũng sẽ không bắt hắn phải bỏ tiền vô ích, Vinh Quang rượu được chỉ định dùng trong vận hội tỉnh sẽ để lại cho gã. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã chia những lời nói của Lưu Kim thành thành hai, chờ sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, gã lại lớn tiếng tuyên bố, đồng thời, để tỏ lòng ủng hộ đối với sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh, tôi đại biểu nhà máy rượu Giang Thành hứa rằng tài trợ rượu dùng trong hoạt động vận hội tình. Lại là tiếng vỗ tay vang lên. Trương Dương cười ha ha nói, quản đốc Lưu, cảm tạ anh từ xa đến Nam Tích, tặng cho chúng tôi một món quà lớn như vậy, có điều, các anh ra tay quá rộng rãi, hạ thấp xí nghiệp địa phương Nam Tích chúng tôi mất rồi. Đây rõ ràng là đang dùng phép khích tướng, một xí nghiệp ngoại lai cướp tất cả phong đầu đi rồi, tôi xem đám xí nghiệp địa phương Nam Tích các anh có gan ngồi yên tại chỗ như cháu người ta không? có dám không lên tiếng tiếp không? Lưu Kim Thành vừa dẫn lên một cao trào, bên này tưởng kỳ vĩ của công ty phi tiệp Lam Sơn cũng đứng lên, tôi đại biểu công ty khoa học kỹ thuật phi tiệp Lam Sơn tài trợ vận hội tỉnh lần này 100 vạn nhân dân tệ, cầu chúc vận hội tỉnh sẽ thành công tổ chức, đồng thời chúc mừng công ty phi tiệp của chúng tôi trở thành xí nghiệp ước ký hợp đồng với khu khoa học kỹ thuật cao Nam Tích. Công ty phi tiệp của tưởng kỳ vĩ là xí nghiệp thứ hai sau công ty Anh Đức Nhĩ được ký hợp đồng vào vườn công nghiệp công nghệ cao của thành phố Nam Tích. Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Trương Đại Quan Nhân lúc này vẻ mặt rất thú vị, rõ ràng trong lòng rất khoan khoái, còn tiện khoe mẽ tôi nói này các vị, chủ đề của hội nghị hôm nay không phải là cái này, chúng ta để hôm khác lại thương nghị đi. Bộ trưởng tuyên truyền tỉnh ủy Tiếu Nguyên Bình nhờ bên cạnh lên tiếng, tôi nói nè Tiểu Trương, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, thì hôm nay cứ quyết định chuyện rước đuốc đi. Tiếu Nguyên Bình là loại người nào chứ, đối với dụng tâm của Trương Dương cũng nhìn cái là hiểu. Lý Trường Vũ cũng cười cười gật đầu, thật ra y đã nhìn thấy rất rõ, mấy người đứng lên này tất cả đều là Trương Dương gọi đến cổ động, không có một xí nghiệp gia nào là sinh trưởng ở địa phương thành phố Nam Tích, có điều Trương Dương diễn một vở này khiến cho các xí nghiệp gia địa phương Nam Tích mất hết mặt mũi, nếu như không có ai đứng ra, vậy thì toàn bộ giới xí nghiệp thành phố Nam Tích đều ấu mặt. Các xí nghiệp gia ở hiện trường cũng không phải là kẻ ngốc, mọi người đều sáng mắt sáng lòng bảng giá mà Trương Đại Quan Nhân đề ra trước mắt đã bị nâng lên tới 100 vạn, đang chờ bọn họ nhảy vào. Xí nghiệp có tiền của Nam Tích không ít, hôm nay nhân vật tai to mặt lớn của giới xí nghiệp đa số đều tới, bao gồm cả bí thư nhà máy thuốc lá Liêu Vĩ Trung. Liêu Vĩ Trung trước đó đã từng bỏ 500 vạn ra mua bó đúc thứ hai. Phải biết rằng người rước bó đúc đầu tiên là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Trương Dương lần này vẫn lấy chuyện rước đuốc ra kiếm tiền. Liêu Vĩ Trung gã không thể tiêu tiền tiếp trong cùng một việc được. Liêu Vĩ Trung là nhân vật cấp đầu trong giới xí nghiệp Nam Tích, hắn không động, những người khác đều mang trong đầu ý định bàng quan, tạm thời cũng không động. Đám xí nghiệp gia Nam Tích này không tỏ thái độ, trường đại quan nhân khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng, mục đích hắn hôm nay gọi bạn bè để chính là để tạo thế, mục đích muốn đào ra một cái hố, đào thật sâu, chờ đám xí nghiệp gia này nhảy vào trong, cái này gọi là trước tiên thí trẻ con, để sau bắt cáo, nhưng đám xí nghiệp gia nam tích này tựa hồ đã nhìn thấu âm mưu của chủ nhiệm trương, chính là không chịu nhảy vào trong. chương 810, Cổ động 3 Nói chung vẫn luôn có người vào lúc nguy nan thể hiện thân thủ, chu tông vạn của tập đoàn Hoa Hoa Hương tuyệt đối không phải là nhân sĩ mà Trương Dương trước đó đã an bài, có điều y vừa xuất trường liền cực lực ủng hộ Trương Dương. Chu Tông Vạn nói, tôi đại biểu tập đoàn Hoa Hoa Hương tài trợ 500 vạn nhân dân tệ, cũng xin được độc quyền tài trợ nước dùng để uống và nước giải khát cho vận hội tỉnh lần này. Ngoài ra, tất cả kinh phí rước đuốc tới nguồn trường giang do tôi gánh vác. Chu Tông vạn ra mặt, làm mọi người khiếp sợ, y không ra tay thì thôi, đã ra là phải lớn. Một khi như vậy, ngay cả phong đầu của Lưu Vĩ Trung của nhà máy thuốc lá cũng bị y đoạt mất. Chu Tông Vạn là xí nghiệp dân doanh, y mặc dù ở Nam Tích xây nhà máy, nhưng trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì tổng bộ sản xuất Chu Tông Vạn là ở thành phố Nam Võ tỉnh Vân An là xí nghiệp ngoại lai của Nam Thích. Bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Lý Trường Vũ cười nói, cảm ơn Chu Tiên Sinh, cảm ơn sự ủng hộ của xí nghiệp gia dân doanh đối với sự nghiệp thể dục thể thao Bình Hải. Những lời này của Lý Trường Vũ nói rất đúng lúc, y nhấn mạnh bốn chữ xí nghiệp dân doanh, vạch rõ giới hạn với xí nghiệp quốc hiếu, cũng chẳng khác nào uyển chuyển chỉ ra, cho tới bây giờ tất cả tài trợ được đề xuất đều là của xí nghiệp dân doanh, hơn nữa đều là xí nghiệp dân doanh ngoại lai. Bí thư thị ủy kiên tiếng, đám xí nghiệp bản địa Nam Tích đã bắt đầu đứng ngồi không yên, Bí Thư Lý khẳng định là đang không vui, vận hội tỉnh được tổ chức ở Nam Tích, xí nghiệp bản địa Nam Tích đến bây giờ vẫn chưa tỏ thái độ, hơn nữa trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, nhiều phóng viên truyền thông như vậy, khiến Bí Thư Thị ủy Y không còn mặt mũi nào cả. Bí Thư nhà máy thuốc lá liều vĩ trung hắng giọng chuẩn bị lên tiếng, nếu Chu Tông Vạn đã tài trợ một đội rước đuốc, gã sẽ tài trợ một đội khác, mặt mũi này phải tranh nhưng gã còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước, người lên tiếng là Chu Hưng Vượng của tập đoàn Thịnh Vượng Duyên Đông, y cũng đặc biệt tới đây cổ động, tập đoàn Thịnh Vượng ở trong nước cũng là xí nghiệp dân doanh cố số má, Chu Hưng Vượng này đặc biệt ưa sĩ diện, gặp loại chuyện này luôn luôn muốn cướp trước, y cười ha ha nói tập đoàn Thịnh Vượng của chúng tôi tài trợ 600 vạn nhân dân tệ, đồng thời tôi cũng học tập theo Chu Tổng, tất cả kinh phí của đội rước đuốc tới trường thành do chúng tôi gánh vác. Hiện trường vỗ tay như sấm, bọn họ không thể không vỗ tay được, lúc ban đầu mọi người đều biết Trương Dương đang răng bẫy, nhưng hiện tại hai người Chu Tông Vạn và Chu Hưng Vượng tổng cộng tài trợ 1.100 vạn, cái này không thể nói là lập bẫy được nữa rồi. Tập đoàn Hoa Hoa Hương và tập đoàn Thịnh Vượng ở trong nước đều là xí nghiệp dân doanh khá có tiếng trăm, người ta không cần thiết phải phối hợp diễn trò với Trương Dương, chuyện phí tiền không ai đi làm cả, người ta khẳng định là nhìn thấy thương cơ tiềm tàng trong vận hội tỉnh. Rất nhiều lúc, anh muốn thả con tép, bắt con tôm, nhưng người ta một khi nhìn thấu mục đích của anh, liền sẽ không dễ dàng mắc mưu, nhưng đối nhưng đối với những người này mà nói, một khi Châu Ngọc ở phía trước, bọn họ sẽ liền bắt đầu suy nghĩ, trong lòng sẽ bất giác hoạt động. Liêu Vĩ Trung hối hận không thôi, mình nói chậm rồi, không ngờ để tên Chu Hưng Vượng này đoạt trước. Lúc này Lương Thành Long lại đứng lên, lần này gã là tài trợ đại biểu cho lão bà Lâm Thanh Hồng của gã, Lương Thành Long nói, ở đây, Tôi còn muốn đại biểu tập đoàn Thiên Kiêu tập đoàn Thiên Kiêu tài trợ 100 vạn nhân dân tệ cho vận hội tình, cũng tài trợ tất cả trang phục thi đấu cho các đội đại biểu thể thao. Tiền tuy rằng ít một chút, có điều, vận động viên của tòa thành thị đều sẽ được lợi, tiếng vỗ tay có được tất nhiên không nhỏ. Các xí nghiệp địa phương Nam Tích cuối cùng cũng có người không kiềm chế được, người đầu tiên đứng lên là quản đốc điện tử ảnh nhạc Nam Tích Tiền Trung Minh, mấy năm gần đây thị trường đĩa phim thịnh vượng, khiến cho nhà máy của bọn họ cũng là nhà máy hàng đầu của ngành đĩa trong nước. Gã vốn hy vọng Lưu Vĩ Trung sẽ là người đầu tiên đứng ra, nhưng Lưu Vĩ Trung chậm chạp không lên tiếng, gã không nhịn được, tiền trung minh người này cũng là hạng người ưa sĩ diện, loại cơ hội để biểu hiện này vốn không nhiều lắm. Gã đương nhiên không muốn bỏ qua, tiền trung minh cười nói, nhìn thấy các xí nghiệp dân doanh nhiệt tình, toàn tâm toàn lực tài trợ sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích chúng ta như vậy, là đại biểu của xí nghiệp địa phương, xí nghiệp quốc doanh, Chúng tôi cũng không thể đi sau được, tôi đại biểu nhà máy, tài trợ vận hội tỉnh 600 vạn đồng. Đồng thời, tôi cũng báo danh tham gia đội rước đuốc. Bí thư thị ủy Lý Trường Vũ là người đầu tiên vỗ tay, mấy lãnh đạo của thành phố Nam Tích cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có xí nghiệp bản địa đứng ra rồi. Trương Dương cười nói, cảm ơn quản đốc tiền, tôi còn muốn tuyên bố một tin tức tốt, căn cứ vào kết quả sau khi hiệp thương trước đó của chúng tôi với mấy vị đại sứ hình tượng vận hội tỉnh, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5, đến cuối năm nay, tổng cộng trong thời gian 8 tháng, sẽ cấp miễn phí quyền sử dụng chân dung tập thể cho 10 thương gia. Nói cách khác, thương gia của 10 xí nghiệp này có thể trong 8 tháng in chân dung của đại sứ hình tượng của chúng tôi trên bao bì sản phẩm của mình, cũng có thể dùng hình tượng của bọn họ để tiến hành tuyên truyền quảng cáo. 8 xí nghiệp gia vừa rồi đã có được quyền lợi này. Những lời này của trương đại quan nhân vừa được nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, thằng ôn này sao không nói sớm. Đám xí nghiệp ra do Liêu Vĩ Trung cầm đầu hối hận không thôi, đại sứ hình tượng thể dục thể thao mà Nam Tích mời đến này, vì tiện phí đại diện của bất kỳ ai cũng không thể dưới trăm vạn, 8 tháng sử dụng miễn phí chân dung của bọn họ, tiến hành tuyên truyền quảng cáo, thật sự là quá lời. Đừng nhìn tiền Trung Minh bỏ ra hơn 600 vạn, nghe thấy tin tức này, lập tức mừng rỡ không thôi, khoản tiền tài trợ này bỏ ra không phí. Liêu Vĩ Trung lần này không hàm hỗ nữa, gã trước giờ luôn muốn nhiều gia quân làm đại diện cho mình lần trước bị Ngưu Tuấn sinh huyền chuyển từ chối, trước mắt có cơ hội tốt như vậy, gã không nắm lấy thì là quá ngu, gã lớn tiếng nói tôi đại biểu cho nhà máy thuốc lá Nam Tích, đại biểu cho giới xí nghiệp thành phố Nam Tích, trên cơ sở tài trợ 500 vạn nhân dân tệ lần trước, xin được tài trợ thêm 800 vạn nhân dân tệ. Hội trường im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Liêu Vĩ Trung, khí phách, đây là khí phách, ra tay một cái là 800 vạn nhân dân tệ, có điều Liêu Vĩ Trung ra tay lúc này, hiệu quả mang tới đã bị giảm bớt rồi. Đại đa số người đều cho rằng gã bỏ ra 800 vạn là vì muốn sứ miễn phí quyền chân dung của đại sứ hình tượng thể dục thể thao, cái này khiến cho động cơ của gã lộ ra vẻ không còn được đơn thuần nữa. Thị trường Hạ Bá Đạt cười nói, sự ủng hộ của đồng chí Vĩ Trung đối với sự nghiệp thể dục thể thao thành phố Nam Tích là không tiếc dư lực, chúng tôi xin được cảm ơn. Nhưng lúc này Trương Đại Quan Nhân lại nói tiếp, cảm ơn Bí Thư Liêu đã ủng hộ, có điều lời nói mới rồi của tôi vẫn chưa hết, sử dụng miễn phí quyền chân dung cũng có điều kiện, ngành sản xuất thuốc lá không trong phạm vi này. Ha ha, anh cũng biết đấy, hút thuốc có hại cho sức khỏe, các đại sứ hình tượng cũng phải nghĩ tới hình tượng mà. Bên trong hội trường phát ra tiếng cười ầm ý, Liêu Vĩ Trung trong nhất thời ngây ra đó, mặt hết xanh rồi lại tím, con mẹ nó, bố mày bị thằng nhóc con này chơi cho một vố rồi. chương 811, an ủi anh một chút một. Đội dước đuốc vẫn chưa được thành lập chính thức, nhưng số tiền tài trợ ở hiện trường đã lên tới 3.000 vạn, năng lực hút tiền của trương đại quan nhân thật sự là khiến người ta líu lưỡi. Dựa theo cách nói của cử thánh minh, hắn không phải đang làm đội rước đuốc, hắn là muốn lập đội tài trợ. Trương đại quan nhân cũng có đạo lý của hắn, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, mục đích tôi hiện tại lôi kéo tài trợ chẳng phải là vì muốn làm tốt vận hội tỉnh ư, vận hội tỉnh làm thật náo nhiệt, người có mặt mũi nhất là ai. Cử thánh minh cười nói, ai? Trương Đại quan nhân nói, ngài không phải biết rõ còn cố hỏi ư? Đương nhiên là ngài rồi, chúng ta là đang làm vận hội tỉnh Bình Hải, tổ chức thành công, ngài được phong quang nhất, sau đó bí thư thị ủy Lý, tôi nhiều nhất chỉ được xếp thứ ba, ngài thấy có phải không? Cư Thánh Minh bật cười ha ha, y cũng không thể phủ nhận một bộ phận trong lời nói của Trương Dương là sự thật. Trương Dương nói, chủ nhiệm cư, tôi phí bao công sức làm vận hội tỉnh, vắt óc nghĩ mưu kế lôi kéo tài trợ, ngài cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Vận hội tỉnh tuy rằng Nam Thích là chủ nhà, nhưng tổng chỉ huy của hoạt động này vẫn là ngài. Đừng nhìn tôi bận ngang bật dọc, kỳ thật chỉ là đang gõ trống khua chiêng cho ngài thôi. Cử Thánh Minh lập tức cảnh giác, thằng ôn này đang lập bẫy, muốn dụ mình vào. Cử Thánh Minh cười nói, cậu đừng có mà kéo nghé con với tôi, rốt cuộc là muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Trương Dương cười nói, tôi biết chủ nhiệm cử là người thông minh mà, ngài đừng sợ, tôi không tìm ngài đòi tiền đâu, nếu muốn ngựa chạy nhanh, cỏ khô nhất định phải cung cấp rồi, tôi tìm ngài đòi chính sách, kế tiếp chính là vấn đề bán đấu giá quyền rước đuốc, lúc trước chỉ bán đấu giá có hai bó thôi đã có bao người nói ra nói vào rồi, hệ thống thể dục thể thao của rất nhiều thành thị của Bình Hải chúng ta đều thiếu tiền, tuy rằng chủ ý bán đấu giá quyền rước đuốc này là tôi nghĩ ra, nhưng một khi liên quan tới lợi ích kinh tế, khó đảm bảo người khác sẽ không sản sinh ra ý kiến gì. Cử Thánh Minh nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Bán đấu giá quyền rước đuốc được bao nhiêu tiền đều dùng cho tài chính vận hội tỉnh lần này, cậu cho rằng tôi nói giữ lời à? Trương Dương nói, tôi không phải hoài nghi ngài, tôi là lo lắng trong quá trình thực thi cụ thể, có người ở sau lưng phá dối, cho nên chuyện này ngài phải ra mặt chủ trì. Cử Thánh Minh nói, theo ý của cậu là muốn để chuyện này cho tôi làm. Trương Dương cười nói, cho nên mới nói chủ nhiệm cư ngài là người thông minh, chuyện bán đấu giá đuốc tôi giao cho phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương trình tự cụ thể anh ta sẽ phụ trách. Cử Thánh Minh nói, thằng ôn cậu chơi bàn tính như ý à, bảo tôi chơi cái mặt già đi thu tiền, còn cầm sổ sách là người của các cậu. Trương Dương cười nói, anh Minh, thật sự là anh Minh, được công tác dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của một người anh Minh như ngài đúng là may mắn của tôi. Bớt vỗ mông ngựa tôi đi, thằng ôn cậu đúng là láo cá, bị cậu bán đứng mà còn phải giúp cậu kiếm tiền. Cử Thánh Minh vừa bực mình vừa buồn cười nói trương dương sở dĩ giao chuyện bán đấu giá quyền rước đuốc cho cử thánh minh là vì hắn sau khi cân nhắc cẩn thận cảm thấy công tác ủy ban thể dục thể thao ở các nơi không dễ khai triển mình ở nam tích bị đẩy ra đầu trận tuyến nhưng tới các thành thị huynh đệ khác khẳng định sẽ bị chống đối cử thánh minh là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh trong hệ thống thể dục thể thao bình hải bất kể quyền lực hay là uy tín đều là cao nhất nếu cán bộ ủy ban thể dục thể thao địa phương dám chống đối y với tính cách của cử thánh minh khẳng định sẽ không tha cho hắn Hành động này của Trương Đại quan nhân quả thực có ý tứ dụ dỗ Cử Thánh Minh, vận hội tỉnh lần này rất nhiều chuyện mà hắn muốn làm đều không có tiền lệ, hiện tại hắn lấy lý do thoái thác, thằng ôn này cũng không phải sợ tranh luật, hắn chỉ không muốn gặp quá nhiều phiền toái không cần thiết, vận hội tỉnh đã tới gần rồi, rất nhiều công tác đều là lửa xém lông mày, hắn không thể cứ mỗi một chuyện đều phải tự mình đi làm, có một điểm hắn nói không sai, Cử Thánh Minh thân là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh đương nhiên là có trách nhiệm bỏ một phần sức cho vận hội tỉnh lần này. Cử Thánh Minh nói, công tác rước đuốc lúc nào thì bắt đầu. Trương Dương nói, mùng 1 tháng 9 xuất phát, không còn mấy ngày nữa đâu, kế hoạch sơ bộ của chúng tôi là lái xe đi trước, chia làm hai đội ngũ, dọc đường còn phải tiến hành giao lưu với tỉnh và thành phố các cấp, phỏng chừng nửa tháng là có thể tới điểm rước đuốc, dùng thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để châm lửa, đại sứ hình tượng của chúng tôi sẽ chia làm hai nhóm, vào ngày châm đuốc sẽ trực tiếp tới nơi lấy đuốc, quá trình lấy đuốc chúng tôi sẽ thông qua vệ tinh tiến hành đồng bộ trực tiếp với trong và ngoài nước. Cử Thánh Minh rõ ràng có chút không thể tin được, nghi thức rước đuốc của Cử Thánh Minh vận hội tỉnh, không ngờ phải tiến hành đồng bộ trực tiếp với trong và ngoài nước ư. Trương Dương nói, tôi đã liên hệ với hai đài truyền hình, đài truyền hình vệ tinh của Bình Hải chúng ta sẽ phái ra tổ làm phim cùng ngài đi tới nơi lấy đuốc ở Sơn Hải quan Trường Thành, đài truyền hình vệ tinh Hong Kong sẽ phái ra tổ làm phim trực tiếp tới nguồn trường Giang hội hợp với đội rước đuốc mà tôi dẫn đầu, cho nên đồng bộ trực tiếp trong và ngoài nước tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Phía đài truyền hình vệ tinh thiên không tôi là liên hệ thông qua Hải Lan. Cử Thánh Minh nói, chúng ta có phải làm hơi long trọng quá hay không, cho dù vận hội toàn quốc cũng không làm tới như vậy. Trương Dương nói, cái này gọi là đi trước thời đại, chủ nhiệm cư, chúng ta nếu làm việc gì cũng đi sau người ta, vậy thì có thể làm ra được thành tích gì chứ còn nói gì tới cải cách nói gì tới sáng tạo cử thánh minh gật đầu nói cũng đúng trương dương lại nói tôi lát nữa sẽ phân loại những người này ai sức khỏe không tốt và tuổi cao sức yếu thì theo ngài tới sân hải quan con đường này dễ đi hơn một chút còn thanh niên trai tráng sẽ theo tôi tới nguồn trường giang chúng ta mùng một tháng chín sẽ xuất phát chắc một tháng mới có thể trở về các ông xuất phát có thể muộn hơn một chút chỉ cần 15 tháng 9 có thể tới được Sơn Hải Quan để châm đuốc là được, ở Đông Giang sẽ hội hợp với nhau, hai đội hợp thành một đội, sau đó do bí thư tỉnh ủy Kiều tự mình châm đuốc. Cử Thánh Minh tỏ vẻ đồng ý với kế hoạch của Trương Dương, thằng ôn này quả thực rất có ý tưởng cũng rất có sáng ý, là lãnh đạo thường cấp của Trương Dương, là lãnh đạo cao nhất của hệ thống thể dục thể thao tỉnh Bình Hải, vận hội tỉnh thành công cùng có liên quan mật thiết tới lợi ích thiết thân của Cử Thánh Minh, y khẳng định phải toàn lực phối hợp với công tác của Trương Dương tranh thủ làm vận hội tỉnh lần này thật náo nhiệt, phải trong thời gian y nhậm chức lưu lại một nghiệp tích huy hoàng. Lúc buổi trưa, Bí thư thị ủy Lý Trường Vũ ngay tại nhà khách chính phủ thành phố mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo và tinh anh của giới xí nghiệp, cùng với các phóng viên truyền thông từ các nơi trên toàn quốc tới. Trương Dương mượn cơ hội này thoải mái vơ vét 3.000 vạn, trong lòng rất sung sướng, tình tự của hắn rõ ràng là rất cao, cầm chén rượu kính hết người này tới người kia, khi kính tới bí thư nhà máy thuốc lá Liêu Vĩ Trung, Trương Dương cười cười chạm cốc với Liêu Vĩ Trung, bí thư Liêu, hôm nay chỉ đùa một chút với anh thôi, anh đừng để bụng nhé. chương 812, an ủi anh một chút hai. Liêu Vĩ Trung hôm nay phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cũng chỉ có thể ăn hoàng liên thì tự mình biết, ngoài mặt vẫn tỏ ra rất rộng lược, khẳng khái cười nói, nhà máy thuốc lá là xí nghiệp địa phương Nam Tích, ở Nam Tích có đại sự thì nhất định phải làm gương, chúng ta không phải thường nói lấy của dân thì phải chi cho dân ư, khoản tiền này tôi sớm đã tính toán từ trước rồi, trong lòng lại mắng thầm, thằng ôn mà rõ ràng là đào hố. Người ta bỏ tiền ra ít nhiều gì thì cũng được quảng cáo, nhà máy thuốc lá của bọn tao bỏ tiền ra thì chẳng lấy được gì. Trương Dương đương nhiên biết tình tự trong lòng Lưu Vĩ Trung, bỏ ra 800 vạn mà chẳng đổi lại được gì, loại chuyện này ai gặp phải thì trong lòng cũng thấy khó chịu cả. Bát Trương Đại Quan Nhân cầm lấy bình rượu chủ động rót cho Lưu Vĩ Trung một chén rượu, mỉm cười nói, bí thư Lưu, Trước mắt mà nói thì nhà máy thuốc lá của các anh là xí nghiệp có cống hiến lớn nhất cho vận hội tỉnh, tôi và các lãnh đạo đã thương lượng một chút, để khen ngợi sự cống hiến của xí nghiệp các anh đối với vận hội tỉnh của chúng ta lần này. Cho nên định sẽ giao cho đại thành ấn vụ của thuốc lá của các anh lo chuyện in vé vào cửa vận hội tỉnh và đơn tuyên truyền. Liêu Vĩ Trung vừa nghe thấy vậy nụ cười trên mặt liền tắt ngóm, còn nói là khen ngợi tôi à, đây chắc phải là chơi tôi ư? Đại thành ấn vụ là xí nghiệp phụ thuộc của nhà máy thuốc lá chuyên môn in quảng cáo cho nhà máy thuốc lá, bởi vì có nhà máy thuốc lá ở sau lưng giúp đỡ, trong ngành sản xuất in ấn nam tích cũng là long đầu lão đại. Liêu Vĩ Trung nghĩ rằng có 8 phần là muốn tôi làm không công rồi, dựa theo phong cách trước giờ của Trương Dương, có 89 phần 10 là như vậy. Trương Dương cười nói, anh biết đó, tiền thì chúng ta để sau hãng nói. Liêu Vĩ Trung đang chuẩn bị nói rằng có tiền hay không cũng không sao cả, chiết khấu từ 800 vạn là được. Tôi lại nói, tôi định ở trên tất cả quảng cáo và vé vào cửa in thêm dòng chữ nhà tài trợ duy nhất nhất phẩm cầm loan, anh thấy sao? Một câu này khiến tâm tình của Lưu Vĩ Trung lập tức long trời lỡ đất, đây chính là đại hỷ sự từ trên trời giáng xuống, nếu trên tất cả vé vào cửa và trang màu tuyên truyền đều thêm quảng cáo cho nhất phẩm cầm loan, hiệu quả này khẳng định là không tầm thường. Lưu Vĩ Trung cũng rõ, đây là trương dương cho gã một cái nhân tình, người thông minh nhìn thấu nhưng không nói ra, Liêu Vĩ Trung có thể thống lĩnh một xí nghiệp lớn như nhà máy thuốc lá thì tuyệt không phải là người tầm thường, gã cười nói: "Chủ nhiệm Trương, thế này đi, những trang màu tuyên truyền và vé vào cửa này, chúng tôi sẽ tài trợ miễn phí toàn bộ, các anh chỉ cần đưa ra phương án thiết kế, tôi lập tức sẽ bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ in ấn, tuyệt đối sẽ đặt chuyện của vận hội tỉnh lên hàng đầu." Trương Dương nghĩ thầm, Liêu Vĩ Trung quả nhiên là người thông minh. Nhưng chỉ chút quyền quảng cáo trên giấy đó thôi với Liêu Vĩ Trung là chưa đủ. Gã lại nói, chủ nhiệm trương, nhà máy thuốc lá của chúng tôi có tập một vũ đạo cỡ lớn, cũng gọi là nhất phẩm cẩm loan, ngài xem có thể cho thêm vào lễ khai mạc không? Trương Dương cười nói, bí thư Liêu, anh đúng là không bỏ qua bất kỳ một cơ hội quảng cáo nào cho xí nghiệp cả. Liêu Vĩ Trung cười ha ha, nói tôi là trưởng môn nhân của nhà máy thuốc lá, đương nhiên phải từng thời từng khắc bận tâm đến lợi ích của nhà máy thuốc lá rồi. Trương Dương thống khoái gật đầu, được, không thành vấn đề, Ngúa mở màn sau khi các đoàn thể thao diễu hành sẽ để dành cho các anh, cũng gọi là nhất phẩm cẩm loan. Lúc này tâm tình của Lưu Vĩ Trung đã thoải mái hơn rất nhiều, 800 vạn này mình bỏ ra cũng không phí phạm, anh đã giao nhiệm vụ in vé và đơn tuyên truyền cho tôi, tôi tới lúc đó sẽ in phô thiên cái địa, tôi sẽ khiến Nam Tích, không, tôi sẽ khiến cho phố lớn ngõ nhỏ cả Bình Hải được giải đầy quảng cáo nhất phẩm cẩm loan của chúng tôi. Trương đại quan nhân Thủy Trung cho rằng, cái gọi là tài trợ đều có mục đích của mình, đám người này lương thành long viên ba tài trợ là xuất phát từ nghĩa khí của bản hiếu là để giúp hắn kéo tới nhiều tài trợ hơn nhưng đồng thời cũng có được cơ hội tuyên truyền nhiều hơn đạt được lợi ích nhiều hơn trên buôn bán còn đám người lưu vĩ trung chu hưng vượng là để giúp xí nghiệp phát triển tốt hơn ở trên một mẫu ba phân đất nam tích lăn lộn kiếm ăn địa phương có hoạt động lớn nhỏ gì bọn họ cũng đều phải tỏ thái độ chuyện này là rất bình thường ngồi ở trong văn phòng trường dương rất đắc ý. Một quốc rước đuốc mà thu được 3.000 vạn, hơn nữa còn bán đấu giá những bó đuốc về sau, tài chính có thể cuồn cuộn không ngừng chảy vào tài khoản. Điều này đối với khai triển công tác kế tiếp của Ủy ban Thể dục Thể thao mà nói thì là chuyện tốt. Thường Lăng Phong từ sắc mặt vui mừng của Trương Dương biết tâm tình của hắn đang rất tốt. Thường Lăng Phong nhắc nhở hắn, chỉ dựa vào tài trợ vẫn chưa đủ, chúng ta gặp phải thiếu hụt tài chính rất lớn. Trương Dương nói, gần đủ rồi. Thường Lăng Phong nói, đừng quên nhiệm vụ mà thị lý giao cho chúng ta không chỉ là tổ chức vận hội tỉnh, còn có hội kinh mậu nữa, hai chuyện này đều cần tiền, ba ngàn vạn này, chỉ khoản công trình của trung tâm thể dục mới cũng không đủ. Trương Dương nói, kéo dài lâu rồi, Lương Thành Long gần đây cũng không dễ dàng gì, dựa theo hợp đồng mà làm việc, cái nên trả thì đừng có khất mãi, chúng ta cũng phải hết lòng tuân thủ hợp đồng. Thường Lăng Phong gật đầu nói, công tác chủ bị vận hội tỉnh đã triển khai toàn diện rồi, diễn luyện lễ khai mạc cũng cần dùng tiền, những huấn luyện viên cao cấp được mời đến này cũng cần dùng tiền, thiết bị thể dục thể thao mới cũng cần dùng tiền. Trương Dương thở dài nói, tâm tình vốn đang tốt lại bị anh nói vậy làm bay biến sạch rồi. Thường Lăng Phong bật cười ha ha, tôi chỉ là bày việc ra đó thôi, tình huống hiện thực cũng không phải xấu đến như vậy. Trương Dương nói, nhà máy thuốc lá chuẩn bị chuẩn bị muốn làm một điệu múa tập thể, gọi là nhất phẩm cẩm loan, tôi cũng đồng ý rồi. Thường Lăng Phong cười nói, múa quảng cáo à, kệ hắn chỉ cần không bắt tôi bỏ tiền là được hơn nữa biểu diễn cũng được cứ gì mà không làm ai anh nói chúng ta có phải là nên mở rộng hình thức này không để các xí nghiệp lớn nhận lo tiết mục mỗi xí nghiệp bỏ ra một hai tiết mục như vậy khi diễn xuất trên màn hình lớn sẽ đăng quảng cáo của xí nghiệp bọn họ như vậy lễ khai mạc chúng ta có thể không tốt một xu nào thường lăng phong cười ha ha nói anh thật đúng là lắm trò nếu thật sự làm như vậy lễ khai mạc chẳng phải là thành buổi biểu diễn dành riêng cho quảng cáo ư trương dương nói cái này mới gọi là nắm chắc mạch đập của thời đại tôi thấy chuyện này vẫn phải cẩn thận lễ khai mạc lãnh đạo tỉnh lãnh đạo thành phố đều sẽ tham dự anh nếu để hương vị buôn bán đậm quá được khẳng định là cố hết sức mà không được lòng các lãnh đạo mặc kệ quá trình tổ chức vận hội tỉnh của chúng ta vất vả như thế nào cái mà bọn họ muốn nhìn thấy là kết quả anh phí sức đưa vận hội tỉnh đi lên nhưng đến thời khắc mấu chốt bọn họ kiểm duyệt mà anh lại trình diễn một đêm quảng cáo, bọn họ chưa chắc đã thích, không khéo sẽ xóa hết tất cả công sức trước đó của chúng ta. Thường Lăng Phong tạm dừng một chút nói, sự dối trá trên chính trị thật sự là quá nhiều, bất kể anh dùng thủ đoạn nào, nhưng trình hiện ra trước mắt người ta phải là một mặt chỉn chu nhất. chương 813, An ủi anh một chút ba. Sự nhắc nhở của Thường Lăng Phong khiến Trương Đại Quan Nhân đột nhiên tỉnh táo lại, cái mà lễ khai mạc coi trọng là hiệu quả và lợi ích chính trị, nếu ở trước mặt người dân toàn tỉnh, trước mặt lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh trình diễn ra một quốc thịnh yến quảng cáo, chỉ sợ các lãnh đạo sẽ chê trách, như vậy tất cả công sức của mình rất có thể đều hoàn toàn bị phủ định. Trương Dương nói, Lăng Phong à, anh so với tôi thì có thiên phú làm quan hơn đấy. Thường Lăng Phong nói, muốn làm cái gì chẳng những phải có thiên phú mà còn phải có tài, chính bởi vì tôi không làm quan, cho nên nhìn vấn đề từ góc độ của người ngoài, Do đó đầu óc mới tỉnh táo hơn anh." Trương Dương nói, "Tôi ở trong mắt anh rất là hồ đồ ư?" Thường Lăng Phong cười nói, "Tôi luôn luôn cho rằng mình rất có tài nhìn người, nhưng đối anh tôi thủy chung nhìn không rõ, anh đa số thời gian là người thông minh, nhưng ở phương diện quan trường này lại thủy chung nhìn không thấu, có câu gọi là thấy lợi tối mắt, anh có biết không?" Trương Dương gật đầu, "Biết chứ. Anh không phải là thấy lợi tối mắt, anh là bị quyền thế làm cho đầu óc u mê." qua cố chấp quyền lực đã khiến cho anh ở đa số thời gian mất đi sức phán đoán với năng lực của anh làm chút chuyện có ý nghĩa há chẳng phải là tốt hơn ư trương dương nói anh thấy việc tôi đang làm hiện tại là không hề có ý nghĩa ư thường lăng phong nói vậy thì cũng không phải tôi luôn cảm thấy ý nghĩa mà con người ta sống không phải là phấn đấu vì quyền lực trương dương nói mục tiêu nhân sinh của mỗi người khác nhau anh không hiểu được suy nghĩ của tôi đâu Thường Lăng Phong nói, tôi tuy rằng không hiểu suy nghĩ nhân sinh của anh, nhưng tôi bị anh cưỡng bách ở cùng, vì mục tiêu nhân sinh của anh mà phấn đấu. Trương Dương cười ha ha. Ngoài cửa vang lên một giọng nữ dễ nghe, bàn chuyện gì mà vui vẻ thế? Trương Dương kinh hỉ ngẩng đầu lên, liền thấy Hồ Nhân Như xuất hiện ở ngoài cửa và đi cùng cô ta là Kiều Mộng Việt, hai vị mỹ nữ đều mặc áo mỏng, mị lực của phái nữ hiện ra hết cả. Trương đại quan nhân cười cười đứng dậy, hai vị tổng tài đại giá Quang Lâm Trương Mỗ không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Kiều Mộng Viện nghe thấy hắn làm trò như vậy, cũng không khỏi bật cười, Hồ Nhân Như lần này tới đây là đặc biệt vì chuyện đấu thầu quảng cáo vận hội tỉnh, Trương Dương giao tất cả đều quyền quản lý quảng cáo vận hội tỉnh cho công ty quảng cáo của cô ta, hiện tại rất nhiều hợp đồng quảng cáo đều đã đến giai đoạn ký hợp đồng, Hồ Nhân Như đến Nam Thích là để chứng thực vấn đề ký hợp đồng cuối cùng. Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như là trên đường từ Hong Kong bay trở về gặp nhau trên máy bay. Kiều Mộng Viện lần này đi Hong Kong, mục đích chủ yếu là vì chuyện đầu tư khu đất sân thể dục cũ với An Ngữ Thần. Sau khi bàn chuyện xong, cô ta lập tức liền quay trở về Nam Tích. Trương Dương mời hai người bọn họ ngồi xuống salon, cười nói uống gì. Chỗ tôi có trà long tĩnh mới đó. Hồ Nhân như nói, để tôi đi pha trà. Trương Dương cũng không khách khí với cô ta, đưa lá trà cho Hồ Nhân như, đi tới ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Viện, mỉm cười nói Kiều Tổng, chuyến đi lần này tới Hong Kong thu hoạch thế nào. Trương Đại Quan Nhân từ sau khi đính hôn với Sở Yên Nhiên, đây là lần đầu tiên gặp mặt Kiều Mộng Viện, trong lòng thầm nghĩ, không biết Kiều Mộng Viện đã biết tin mình đính hôn với Sở Yên Nhiên chưa? Nếu biết rồi, không biết trong lòng cô ta rốt cuộc có cảm tưởng gì? Kiều Mộng Viện thản nhiên cười nói, rất thuận lợi, An Tiểu Thư quyết định tiếp tục hợp tác với tôi, cô ta xe đầu nhập 200 triệu dùng để xây dựng quảng trường dữ liệu mộng thần, tin rằng sự thành công của chúng tôi tại quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm cũng sẽ tiếp tục phát dương quang đại ở thổ địa Nam Tích. Trương Dương nói, quảng trường dữ liệu mộng thần ư. Kiều Mộng Viện cười nói, có phải vị đạo nữ tính quá đậm hay không? Chúng tôi sau khi thương lượng quyết định từ trong tên của chúng tôi, lấy của mỗi người một chữ, dùng mộng thần để đặt tên cho quảng trường dữ liệu. Thường Lăng Phong ở bên cạnh nói, mộng thần, cái tên này rất hay, đầy mộng tưởng và tinh thần phấn đầu. Trương Dương nói, khi son phấn hơi nặng một chút, có điều cũng vốn chính là do con gái mở mà. Hồ Nhân như pa trà xong bưng tới, nói tôi cũng thấy cái tên này không tồi, khu kinh tế Đông Nam lấy Bình Hải làm trung tâm quả thực vẫn chưa có một trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Kiều Mộng Viện nhận lấy chén trà uống một ngụm rồi nói tiền chuyển nhượng đất rất nhanh sẽ được trả, tôi hy vọng phương diện di rời, phía chính phủ Nam Tích có thể ra sức phối hợp, tận lực đẩy nhanh tiến độ công trình. Trương Dương nói, kỳ hạn công trình của Kiều Tổng là khi nào? Kiều Mộng Viện nói, tháng 6 sẽ tranh thủ khởi công chính thức, tháng 7 sang năm công trình kỳ 1 của quảng trường dữ liệu sẽ toàn bộ làm xong. Cái này chẳng những là Trương Dương, ngay cả Thường Lăng Phong cũng phải kinh thán, Kiều Tiểu Thư, trong vòng một năm hoàn thành công trình kỳ 1, thời gian cấp bách quá. Kiều Mộng Viện cười nói, trong thời gian 2 tháng hoàn thành toàn bộ công trình di rời, bản thân đã chính là một nhiệm vụ gian khổ, tôi nắm lấy khối đất này, chuyên di rời nên do phía chính phủ thành phố Nam Tích phụ trách, làm chậm chế kỳ hạn công trình thì tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các anh. Kiều Mộng Viện đây là lời xấu nói trước, sinh ý vĩnh viễn là sinh ý, chuyện công ra chuyện công, khi bàn sinh ý luôn phải gác tình cảm sang một bên. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ phụ trách. Trương Dương sở dĩ dám cam đoan như vậy là vì công trình di rời sân thể dục cũ liên quan rất ít tới nhà dân, bởi vì di rời cũng không quá mất thời gian. Kiều Mộng Viện nói, thời gian một năm tuy rằng hơi gấp gáp một chút, có điều khi tôi ở Hong Kong đã bàn bạc với một vị công trình sư kiến trúc của Hong Kong, cảng dữ liệu Hằng thịnh của Hong Kong là công ty của bọn họ phụ trách xây dựng. Sau khi anh ta nhìn bản vẽ xây dựng của sân thể dục cũ, đã đưa ra cho tôi phương án thiết kế sơ bộ, cho rằng trong vòng 10 tháng có thể hoàn thành xây dựng kỳ một quảng trường dữ liệu, nếu tất cả thuận lợi, công trình kỳ một của chúng tôi vào tháng 4 sang năm có thể hoàn công. Kiều Mộng Viện nói xong, từ trong túi lấy ra hai bản vẽ. Lần này cô ta tới Hong Kong không chỉ là để bàn vấn để đầu tư với An Nữ Thần, còn có một nhiệm vụ quan trọng chính là đưa ra phương án thiết kế quảng trường dữ liệu. Hai tờ này chính là bản thiết kế của quảng trường dữ liệu mộng thần trong tương lai. Trương Dương cầm bản thiết kế lên xem, hiệu quả kiến trúc khá là kinh người. Trên bản vẽ là một tòa nhà công nghệ cao hiện đại hóa 39 tầng. Trương Dương nói, đây là quảng trường dữ liệu của các cô à? Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhất định nhưng trương đại quan nhân nhìn thấy bản vẽ này vẫn cảm thấy chấn động. Kiều Mộng Viện gật đầu nói, 6 tầng phía dưới là công trình kỳ 1, 33 tầng trên là bộ phận công trình kỳ ai, công trình kỳ 1 xây xong, quảng trường dữ liệu có thể kinh doanh với bên ngoài, công trình kỳ 1 chủ yếu là dành cho ngành bán lẽ và cửa hàng chuyên doanh, công trình kỳ 2 chỉ yếu là nhắm vào ngành IT, sau khi xây xong, bãi đỗ xe ngầm của chúng tôi sẽ có 500 vị trí đỗ xe, tất cả thiết kệ đều có thể nói là dẫn đầu trong cả nước. Trương Đại Quan nhân chép miệng, nói: "Đúng là không tồi, nhưng thế này tốn bao nhiêu tiền?" Chương 814, lên trang nhất 1. Kiều Mộng Viện nói: "Khi xây dựng công trình, chúng tôi sẽ tiến hành chiêu thương đồng bộ, công trình kỳ 1 xây xong, kinh doanh ra ngoài, chúng tôi có thể bù đắp lại được một khoản tài chính, mà khoản tiền này cũng dành cho xây dựng công trình kỳ 2." Trong đầu tư buôn bán, Kiều Mộng Viện chẳng những có tầm mắt hơn người, mà còn có dũng khí hơn người. Trương Dương không có tầm mắt buôn bán, có điều hắn tin vào năng lực của Kiều Mộng Viện, chỉ cần là chuyện mà Kiều Mộng Viện coi trọng, vấn đề chắc sẽ không lớn, hắn cười nói, cô yên tâm, phía Nam Tích nhất định sẽ ủng hộ cô toàn lực. Kiều Mộng Viện nói, còn có một việc khá là quan trọng nữa. Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói, nói nghe thử đi. Kiều Mộng Viện nói, khi tôi và thị trưởng Cung bàn về quy hoạch tương lai của khu vực này, thị trưởng Cung đã đặc biệt nhắc tới Cầu lớn của sông Tây Lăng là công trình trọng điểm của thị chính trong 2 năm nữa, chuyện này hiện tại rốt cuộc đã được xác định chưa? Trương Dương nói, đã xác định rồi, chuyện này trên cuộc họp thường ủy đã được thông qua, tới tháng 7 sẽ tiến hành thi công dựng cầu, dự tính kỳ hạn công trình là 8 tháng, chắc trước khi quảng trường dữ liệu của các cô xây xong là có thể thông xe, sau khi cầu được xây xong, sẽ rút ngắn khoảng cách từ quảng trường dữ liệu tới quảng trường trung tâm thị dân đây cũng là một công trình đồng bộ mà thị lý toàn lực ủng hộ cho Trung tâm Thương nghiệp Công nghệ cao. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, nếu tất cả có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch, đối với quảng trường dữ liệu của chúng tôi là một tin tức tốt. Trương Dương hỏi thăm An Ngữ Thần, gần đây cũng không gặp cô bé đó, điều mà Trương Dương lo lắng nhất là sức khỏe của An Ngữ Thần, mỗi lần trò chuyện cùng cô ta, cô ta đều nói mình rất khỏe. Có điều không tận mắt nhìn thấy cô ta thì Trương Dương vẫn có chút không yên tâm. Kiều Mộng Viện nói, trạng thái gần đây của An Tiểu Thư không tồi, khi tôi tới Hong Kong còn ngồi du thuyền ra biển du ngoạn với cô ta và cha cô ta. Trương Dương nghe thấy tin tức này không khỏi ngẩn ra, quan hệ của An Ngữ Thần và cha cô ta trước giờ luôn không được tốt, về sau tuy rằng có dịu đi, nhưng tiếp xúc với nhau vẫn rất ít, quan hệ của cô ta và mẹ kế thì càng không cần phải nói, không ngờ hiện tại đột nhiên trở nên hòa hợp như vậy. Xem ra suy nghĩ của người đã trưởng thành luôn khác biệt với quá khứ. Trương Dương không khỏi nhớ tới Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên và Tống Hoài Minh hiện giờ cũng hóa giải hiềm khích xưa, tình thân quả nhiên là không thể tùy tiện ngăn cách được. Kiều Mộng Viện nói, cô ta cũng rất quan tâm tới sư phụ là anh, hỏi không ít tình hình của anh. Trương Dương cười nói, cô ta hiện giờ đâu còn coi tôi là sư phụ nữa. Trong lòng vẫn có chút lấy làm lạ, an ngữ thần đầu tư 200 triệu, không ngờ cũng không thèm đến Nam Tích khảo sát thực địa một chút xem ra giữa cô ta và Kiều Mộng Viện đã thành lập nên quan hệ tín nhiệm tuyệt đối. Kiều Mộng Viện còn muốn tới thị chính phủ tìm phó thị trưởng thường vụ cung kỳ vĩ, nhằm bàn về chi tiết khai phá khu đất với y. Trương Dương tiến cô ta ra ngoài cửa ủy ban thể dục thể thao, mời tối nay để tôi làm chủ, đón gió tẩy trần cho cô và Hồ Tổng. Kiều Mộng Viện ấy náy cười nói, hôm nay không được rồi, tôi sau khi gặp thị trưởng cung sẽ phải về Đông Giang, buổi tối còn phải gặp phía ngân hàng, trao đổi vấn đề vay tiền trương dương nhìn vào mặt kiều mộng viện nói khẽ chú ý sức khỏe nhé cô gầy quá kiều mộng viện cười cười hiện tại đang có mốt giảm béo đấy làm việc bận rộn một chút đỡ phải tốn tiền mua thuốc giảm béo từ đầu đến cuối cô ta không hề đề cập đến chuyện đính hôn của trương dương trương dương nhìn kiều mộng viện đi xa trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó tối hôm đó trương dương dẫn hồ nhân như tới phố nước hồ mắt phượng hai người đi tới quán của chu lão tam chu lão tam vẫn nhiệt tình như xưa đưa bỏ họ tới vị trí gần cửa sổ ở tầng 2, tới đây trương dương không cần gọi món ăn chu lão tam sẽ căn cứ số người mà hắn dẫn tới mang món ăn ngon nhất tới trương dương mở thanh giang đặc cung ra rót cho mình một ly lại rót cho hồ nhân như ba ly hồ nhân như mỉm cười hỏi sao định chuốc say em à trương dương nói không phải muốn chuốc say em mà là muốn chuốc say mình hồ nhân như cầm chén rượu lên chạm ly với hắn Hai người cùng uống cạn, Hồ Nhân Như giành cầm lấy bình rượu rót đầy trước, cô ta nhìn ra Trương Dương có tâm sự, hỏi khẽ em vốn cho rằng anh sẽ rất vui vẻ, nhưng lần này gặp anh lại cảm thấy anh tâm sự trùng trùng. Trương Dương nói, anh đã đính hôn rồi. Hồ Nhân Như ôn nhu nói, em biết. Trương Dương nói, vẫn là với Yên Nhiên. Hồ Nhân Như hỏi ngược lại, có gì khác ư? Những lời này của Hồ Nhân Như rất xảo diệu, Trương Dương đính hôn cùng ai cũng không quan trọng, tóm lại không phải với cô ta mà cô ta đối với điều này cũng tiếp nhận rất thản nhiên, từ thời khắc yêu Trương Dương, cô ta cũng đã quyết định lặng lẽ theo Trương Dương cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới được danh phận gì, kết quả gì. Hồ Nhân Như cũng hiểu rõ, người khiến Trương Dương cảm thấy khốn nhiễu không phải là mình, không phải mỗi một nữ nhân của hắn đều có tâm tình như mình. Trương Dương nói, em không bận tâm chứ. Hồ Nhân Như mỉm cười, trong đôi mắt quyến rũ lóe ra vẻ mê ly, cô ta rút ra một hộp thuốc, lấy một điếu rồi châm, đôi môi dụ người ngậm điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, khói thuốc khiến khuôn mặt xinh đẹp tới mức khiến người ta mê mẩn biến thành mơ hồ. Hồ Nhân như nói, nếu em nói em không bận tâm, anh liệu có tin không? Trương Dương không nói gì, cầm chén rượu lên uống. Hồ Nhân như nói, mặc dù đúng là có bận tâm, nhưng lại không thể nào bỏ anh được, bởi vì trừ anh ra, tim em không thể nào dung nạp được vị trí của bất kỳ ai khác. Cô ta phả khói, cười nhạt nói, có thể không chỉ là có một mình em nghĩ như vậy. Trương Dương nói, anh có phải là rất ích kỷ không? Phải, Hồ Nhân Như trả lời rất quyết đoán. Trương Dương thở dài, anh cũng thấy như vậy, là anh đã mang tới nhiều phiền não cho bọn em. Hồ Nhân Như nói, nhưng anh hiện tại nếu từ nay về sau không để ý tới em nữa, em sẽ càng thêm đau khổ. Hiện tại tuy rằng biết anh đã đính hôn, tuy rằng biết tương lai người đứng trong sảnh hôn lễ với anh không phải là em, trong lòng có chút không thoải mái nhưng khi ở cùng anh khi nghĩ tới anh em vẫn cảm thấy rất vui vẻ em không thể nào tưởng tượng được ngày mất đi anh có thể là trời cao đã định sẵn anh chính là sát tinh trong đời em trương dương lại uống cạn một chén nhân như anh rất tham lam các em người nào anh cũng yêu cả mỗi một người anh đều không nỡ rời xa nếu có thể anh muốn cưới tất cả bọn em về khi nói câu này ngay cả bản thân trương đại quan nhân cũng thấy mình quá ti bỉ Trước đây hắn cũng không có suy nghĩ như vậy. Hồ Nhân Như cười nói, em biết, anh đối với mỗi người đều rất tốt, anh rất tham lam, nhưng trên pháp luật anh chỉ có thể cưới một người mà thôi, em cũng không ngại làm bổ nhí của anh. Trương Dương nói, anh không biết nên làm thế nào để cân bằng loại quan hệ này. Hồ Nhân Như nói, mọi người lưu lại không gian cho nhau, lựa chọn tôn trọng lẫn nhau, hợp thì tụ, không hợp thì tan, há chẳng phải là rất tốt ư? Kỳ thật vẫn chưa tới lúc phải nghĩ tới vấn đề này, có một ngày khi anh thực sự tiến vào sảnh hôn lễ, có lẽ. Hồ Nhân Như không nói gì, nhưng trong lòng cô ta cũng hiểu được, rồi sẽ có một ngày mình phải đối diện với lựa chọn. Cô ta cầm chén rượu lên, nói, được rồi, đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta uống rượu, nhân sinh đắc y tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Chu lão tam lúc này bưng ngũ chân quái xa oa đặc chế tới, hai người dừng nói chuyện, chu lão tam cười nói ngũ chân quái này là kiểu mới mà tôi vừa nghiên cứu chế tạo ra là dùng gà trống cá chạch thịt lợn thịt bò vịt trộn với nhau hai người thử đi trương dương nói cùng uống vài chén đi chu lão tam lắc đầu không gần đây sinh ý khá náo nhiệt phải làm suốt có điều cũng chẳng được mấy ngày nữa chủ nhiệm trương nghe nói nơi này đã bị người ấn độ bao rồi nói là muốn làm cái gì phố nước xa hoa gì đó trương dương và hồ nhân như nhìn nhau đều bật cười phố nước hồ mắt phượng là chu vân phàm nhận thầu trương dương nói là người hoa gốc ấn cũng xuất thân từ bình hải chúng ta chu lão tam nói những tiểu điếm như của chúng tôi sắp bị dẹp rồi sau này mà muốn ăn xa hoa thì tới chỗ ký túc xá nhà máy bia nhé trương dương nói phố nước là được xây dựng lại sau này vẫn sẽ công khai chiêu thương ra ngoài ông vẫn có cơ hội trở về làm mà chu lão tam đối với điều này lại không mang hy vọng gì ông ta thở dài nói để sau hãng tính sao hoa này của tôi là nhắm vào tầng lớp bình dân thôi cho dù phố nước sau khi cải tạo lại có cơ hội thuê cửa hàng mặt tiền chắc là tiền thuê cũng đắt muốn chết vốn đã chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà còn phải trả phần lớn cho người khác ngẫm lại cũng không cam lòng ông ta cảm thán xong liền xoay người bước đi hồ nhân như nói chú chu lần này rất nghiêm túc chú ấy rất coi trọng phố nước hồ mắt phượng muốn xây dựng nơi này thành một quảng trường đặc sắc của nam tích chương 815, lên trang nhất 2. Trương Dương nói cái mà y định vị là xa hoa, về sau những quán ăn truyền thống này chắc sẽ không còn được thấy nữa đâu. Hồ Nhân như nói, nam tích lớn như vậy, không thể mỗi người đều muốn tiêu phí xa hoa, loại quán ăn phong vị bình dân này, em thấy rất tốt. Lát nữa em sẽ nói chuyện với chú ấy, phố nước xa hoa phải làm, nhưng quán ăn bình dân vẫn phải mở. Trương Dương cười nói, em nói với hắn y chắc là không có vấn đề gì, y luôn đối đãi với em như con gái mình mà. Hồ Nhân Như nói, thật ra con người của chú ấy không tồi, chỉ là trong nhân sinh kinh lịch quá nhiều, cho nên ý thức tự bảo vệ mình quá mạnh, trong mắt người ngoài, chú ấy rất xảo hoạt, là một con cáo giả. Trương Dương cười nói, y quả thực cũng có ưu điểm, đối với em, đối với bằng hữu Ấn Độ cũng rất tốt. Hồ Nhân Như nói, trên người mỗi người đều có điểm sáng, cái này có liên quan tới anh dùng góc độ nào để nhìn người ta. Trương Dương nói, theo ý của em, trên người anh có điểm sáng hay không? Hồ Nhân như nhìn hắn đầy thâm tình, anh từ đầu đến chân, chỗ nào cũng là điểm sáng. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không khoa trương như vậy đâu, thật ra chỗ phát sáng cũng chỉ có chỗ ấy thôi. Hồ Nhân như nghe hiểu hắn đang nói cái gì, mặt đỏ lên, nhẹ giọng gắt, tự sướng. Sáng sớm Trương Dương từ trong giấc ngủ lơ mơ tỉnh dậy, mắt nhập nhà nhập nhèm, nhìn thấy Hồ Nhân như ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, chăn trắng tuột khỏi người cô ta một nửa, lộ ra bờ vai thơm, da thịt trắng nõn nà, Trương Dương cười cười, ghé tới, hôn lên vai cô ta. Hồ nhân như giống như nói mớ, đừng làm ồn, em mệt quá, xương cốt giã rời rồi. Trương đại quan nhân có chút đắc ý cười cười, kể ra cũng lạ, hắn vì lay tỉnh sở chấn nam, không tiếc dùng kim châm trích huyệt kích phát tiềm lực trong cơ thể, công lực hao tổn quá lớn, nhưng ở phương diện tình dục vẫn dũng mãnh phi thường, một đêm nhiều lần trinh phạt, Hồ Nhân như tuy rằng đã có một chút căn cơ nội công, nhưng vẫn không chịu nổi, xem ra chính mình ở phương diện này đúng là có thiên phú dị bẩm, thằng ôn này không nhịn được liền nghĩ, từ góc độ sinh lý mà nói, mình nếu như một chồng một vợ, đối với phía nữ có phải hơi tàn nhẫn một chút hay không? Trương Dương cầm lấy đồng hồ nhìn nhìn, đã 9 giờ sáng rồi, hôm nay không phải là chủ nhật, hắn còn phải tới ủy ban thể dục thể thao đi làm, điều này đã thể hiện ra chỗ tốt của lãnh đạo vĩnh viễn đều là lãnh đạo kiểm tra nhân viên, không cần phải lo lắng có người kiểm tra giờ giấc đi làm của lãnh đạo. Người lãnh đạo số 1 của đơn vị vĩnh viễn đều là chăm chỉ, đã không đến muộn, mà cũng rất ít khi có bệnh, đây là đặc quyền của lãnh đạo. Trương đại quan nhân rửa mặt xong, lúc này mới nhớ ra mở điện thoại, tối hôm qua hồ nhân như kiên chỉ đòi hắn phải tắt máy, khi hai người triền miên, nếu có điện thoại đột nhiên gọi tới, đó là chuyện rất giết phong cảnh. Trương Dương vừa mới mở di động ra, điện thoại liền đổ chuông hắn sợ đánh thức hồ nhân như đi ra ban công mới bắt máy điện thoại là cao liêm minh gọi tới ngữ khí của gã rất gấp trương dương anh đang ở đâu trương dương nói gọi tôi là chủ nhiệm trương cao liêm minh nói chủ nhiệm trương xảy ra chuyện lớn rồi trương dương nói chuyện gì vậy thằng ôn cậu không biết chấn định à có tí việc mà gào thét ẩm ý sau này còn có thể có tiền đồ gì chứ cao liêm minh nói thật sự là chuyện lớn mà anh có đọc Nhật báo Đông Nam hôm nay không? Trương Dương nói, không, Nhật báo Đông Nam, bốn chữ này khiến trong lòng Trương Dương bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Cao Liêm Minh nói, trang đầu có một bài báo, chính là nhắm vào chuyện bán đấu giá đuốc. Trương Dương vừa nghe thấy vậy liền đoán được rằng Lý Đồng Dục có 89 phần 10 là ở sau lưng quấy rối. hắn nói khẽ tôi sẽ lập tức đi mua. Trương Dương trở lại bên trong, nhìn vào gương sửa sang lại quần áo một chút, rồi vội vã ra tiệm bán báo ở ngoài khu nhà, mua một tờ nhật báo Đông Nam mới xuất bản hôm nay. Tiêu đề của trang đầu là xí nghiệp tài trợ không thể chịu nổi tổn thất nặng nề. Bài báo này chủ yếu là nhắm vào tình thế trước mặt, chính phủ quyên tiền với tính chất ngả bài, bắt các xí nghiệp phải chịu gánh nặng lớn. Trong đó cường điệu chỉ ra thành phố Nam tích lợi dụng việc rước đuốc, mộ tập được 3.000 vạn tài chính, liêu vĩ chung của nhà máy thuốc lá dùng 500 vạn để mua bó đuốc thứ hai. Trong bài báo đề xuất nghi vấn, trong quá trình tài trợ này xí nghiệp phải chịu áp lực như thế nào? Người lãnh đạo của xí nghiệp bỏ mấy trăm vạn tới cả ngàn vạn ra để tài trợ, những khoản tài trợ này liệu có phải là được công nhân viên chức của xí nghiệp đồng ý hay không? Một lãnh đạo của vận dụng khoản tài trợ lớn như vậy, rốt cuộc là quyết sách của xí nghiệp hay là xuất phát từ mục đích của anh ta? Rốt cuộc bọn họ rốt cuộc là vì sự phát triển của xí nghiệp hay là làm tổn hại tới lợi ích của xí nghiệp? Trương Dương càng đọc càng tức, sự ám chỉ của bài báo rất rõ ràng hơn nữa nắm rất chuẩn văn phòng sắc bén giống như đao nhọn mũi nào cũng đâm vào hông trương dương trương đại quan nhân giận lắm rồi cầm tờ nhật báo đông nam đó xé thành từng mảnh chửi to lý đồng dục tao đờ tê cả nhà mày một đám người qua đường đi qua đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trương dương trương đại quan nhân rất ít khi giận quá mất khôn như vậy cũng ít khi hận một người như vậy báo báo này là lương đông bình viết lương đông bình trước đây từng có thủ với trương dương hơn nữa người này nổi danh bởi tính khí cứng rắn, chỉ cần là chuyện mà hắn nhận chuẩn, tuyệt đối sẽ làm tới cùng. Nhưng Trương Dương biết, không có lý đồng dục ở sau lưng hắn làm chỗ dựa, Lương Đông Bình sẽ không dám làm như vậy. Chuyện đội rước đuốc, ngay cả Bộ trưởng tuyên truyền tỉnh Tiếu Nguyên Bình cũng ra mặt ủng hộ. Giới truyền thông trong tỉnh Bình Hải không ai dám viết như vậy, nhưng Nhật Báo Đông Nam thì khác, giữa Lý Đồng Dục và Tiếu Nguyên Bình không có quan hệ lãnh đạo trực tiếp, hơn nửa hậu trường của Lý Đồng dục rất cứng, y cũng không sợ Tiếu Nguyên Bình tìm y tính sổ. Trương đại quan nhân tức giận đến nỗi cơ hồ muốn bùng nổ. Bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ cũng đã đọc được bài báo này, khác với Trương Dương, y lưu ý đến tên của Lương Đông Bình đầu tiên, đối với Lương Đông Bình y đã từng lãnh giáo từ lâu, từ lúc y còn ở Giang Thành đảm nhiệm phó thị trưởng phân quản giáo dục, đã lãnh giáo sự khó chơi của tay phóng viên này, Lý Trường Vũ xem xong bản tin đó cũng nhíu mày. Trương Dương lôi kéo tài trợ gây ra động tính quá lớn, kết quả gióng chống khua chiêng khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, nhật báo Đông Nam này đưa tin có dụng tâm khác. Hơn nữa quả thực đánh chúng mục tiêu yếu hại, Lý Trường Vũ đã cảm thấy chuyện lần này khẳng định sẽ không sẽ không dễ dàng bình ổn được, không khéo sẽ diễn biến thành một hồi bão tố. Lý Trường Vũ trước tiên gọi Phó Thị trưởng Thường vụ Cung Kỳ Vĩ vào văn phòng của mình, nhật báo Đông Nam là được Cung Kỳ Vĩ mời đến, về phần cuối cùng vì sao không hợp tác thành công Lý Trường Vũ cũng không biết nội tình, có câu mua bán không thành còn tình nghĩa, loại người hợp tác không thành, quay sang trả thù như Nhật báo Đông Nam thật đúng là hiếm có. Huống chi những gì bọn họ nhắm vào tất cả đều là chủ đề cực kỳ mẫn cảm, Lý Trường Vũ trước tiên phải hỏi rõ tình huống, vì sao Nhật báo Đông Nam lại muốn nhằm vào bọn họ. Cung Kỳ Vĩ cũng đã đọc bài báo này, sau khi xem xong sau y lập tức gọi điện thoại cho Lý Đồng Dục, Cung Kỳ Vĩ cũng rất tức giận, cho dù hợp tác bất thành lý đồng dục anh ít nhiều cũng phải nể mặt người bạn là tôi chứ không thể nào ở sau lưng đâm một đao được nhưng lý đồng dục tựa hồ đã sớm đoán trước được di động thủy chung trong tình trạng tắt máy cung kỳ vĩ đi vào văn phòng của lý trường vũ lý trường vũ đẩy tờ báo đó ra trước mặt y cung kỳ vĩ thở dài nói tôi đã đọc rồi lý trường vũ rút thuốc ra nói lý đồng dục tổng biên tập của nhật báo đông nam không phải là lão bằng hữu của anh ư vì sao lại ngáng chân nam thích chúng ta như vậy? Cung kỳ vĩ nói, tôi không biết, tôi cũng không nghĩ ra, nhìn thấy bài báo này tôi đã gọi điện cho y nhiều lần, nhưng di động của y tắt máy, căn bản không thể nào nói chuyện được. Lý trường vũ phà khỏi thuốc, nói, nói như vậy y chính là cố ý chế tạo sự doan. Y chẳng lẽ không rõ buổi ký hợp đồng của chúng ta, ngay cả bộ trưởng thiếu của tham gia ư? Cung kỳ vĩ nói, Nhật báo Đông Nam không thuộc quyền quản lý của Bộ Tuyên truyền tỉnh Bình Hải, đại ca của Lý Đồng Dục là Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương, anh hai của Y là Tổng biên tập báo Trung Hoa, cho dù Y cố ý đăng bài này, Bộ trưởng Tiếu cũng không làm gì được Y. Lý Trường Vũ nói, kỳ vĩ, bài báo này viết thật sự quá bén nhọn, khiến cho chúng ta rất bị động, xí nghiệp dân doanh tài trợ còn dễ giải thích, nhưng xí nghiệp quốc doanh tài trợ, quả thực rất dễ bị người ta dị nghị. Cung kỳ vĩ nói, anh lo lắng tỉnh Lý sẽ chú ý tới chuyện này. Lý Trường Vũ nói, nếu ý định của Lý Đồng Dục này là phá rối thì bài báo này chỉ là một khúc mở màn, những bài báo gây bất lợi cho chúng ta còn có thể sẽ liên tiếp được đăng. Chương 816, lên trang nhất 3. Cung Kỳ Vĩ tự kiểm điểm, bí thư Lý, chuyện này là lỗi của tôi, là tôi mời y tới Nam Tích, có điều tôi không ngờ y lại làm như vậy. Lý Trường Vũ nói, không liên can tới anh, có anh hay không thì Lý Đồng Dục cũng sẽ chú ý tới chuyện này, chuyện nếu đã xảy ra rồi Đừng tự kiểm điểm mình làm gì, tốt nhất hãy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Điện thoại trên bàn đổ chuông, Lý Trường Vũ cầm lấy điện thoại, là bí thư nhà máy thuốc lá Liêu Vĩ Trung gọi tới, Liêu Vĩ Trung cũng đã đọc nhật báo Đông Nam, gọi điện thoại tìm Lý Trường Vũ kêu khổ. Lý Trường Vũ trấn an gã vài câu rồi dập máy, lại nhìn bài báo đó, tức giận vỗ bàn, nói: "Thằng Ôn Trương Dương này, làm việc cứ thích rêu sao, giờ thì hay rồi, đã tập trung tất cả sự chú ý của truyền thông lên chuyện tài trợ." Cung kỳ vĩ nói, bí thư lý, Trương Dương cũng là hảo ý, hắn cũng là vì muốn chúng ta có thể thành công tổ chức vận hội tỉnh lần này. Lý Trường Vũ sao không biết Trương Dương là có hảo ý, nhưng mắt thấy một chuyện tốt biến thành chuyện xấu, y cũng không khỏi cảm thấy dối rắm sức ảnh hưởng của nhật báo Đông Nam không thể khinh thường, là một trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất địa khu Đông Nam, bài báo này rất có khả năng sẽ dẫn tới sóng gió, tiếp theo khiến mọi người suy nghĩ về sự tài trợ của các xí nghiệp, đáng lo nhất là nếu bài bảo này bị lãnh đạo tỉnh đọc được, bọn họ không biết sẽ nghĩ gì. Cung kỳ vĩ nói, bí thư lý, nếu không, tôi tới Đông Giang một chuyến, tìm lý đồng dục trực tiếp nói chuyện, xem xem có thể áp chế hay không, bảo y đừng tiến hành đưa tin tiếp nữa. Lý Trường Vũ nói, tôi thấy Lý Đồng Dục lần này khẳng định là có mưu đồ, anh đi chắc gì đã có ích. Cung Kỳ Vĩ nói, mất bò mới lo làm chuồng thì cũng phải làm, tôi nếu không đi, chuyện không khéo sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lý Trường Vũ đối với chuyện này cũng nhìn rất rõ, Lý Đồng Dục nếu nể mặt Cung Kỳ Vĩ thì sẽ không đưa tin như vậy, Cung Kỳ Vĩ cho dù tìm được Lý Đồng Dục, Lý Đồng Dục có 89 phần 10 là sẽ vẫn không nể mặt y. Lý Trường Vũ nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nếu chuyện này là Trương Dương gây ra, tốt nhất hãy gọi hắn cùng đi. Hắn ở tỉnh Lý có nhiều quan hệ, tỉnh Trường Tống lại là nhạc phụ tương lai của hắn, cùng lắm thì bảo hắn đi nhận sai, tỉnh Lý chắc cũng sẽ không trách nặng đâu. Cung Kỳ Vĩ nói: "Nếu chúng ta nhận sai, chẳng khác nào phủ định sự tài trợ của xí nghiệp, phí tài trợ đã xác định chỉ sợ sẽ bị ngâm nước nóng." Lý Trường Vũ nói: "Lúc trước đã không nên làm cái trò tài trợ này rồi, để cho mọi người đều biết, hiện tại thì tốt rồi, gọi đến đơn vị truyền thông có tâm tư phá rối." Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Lý, chuyện này tôi nên gánh vác trách nhiệm đầu tiên, anh yên tâm, tôi sẽ lập tức liên hệ với Trương Dương, chúng tôi sẽ lập tức tới Đông Giang." cố gắng khống chế sức ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất. Lý Trường Vũ không nói gì, ánh mắt dừng trên tờ báo Nhật Báo Đông Nam đó, chuyện đã lên trang đầu của Nhật Báo Đông Nam, ảnh hưởng đã mở rộng ra rồi, bây giờ còn mới muốn khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, có thể ư. Cho dù cung kỳ vĩ không tìm Trương Dương cùng đi, Trương Đại Quan Nhân cũng đã chuẩn bị xuất phát rồi, trong lòng hắn hiểu rõ, Trường Phong Ba mà Lý Đồng Dục muốn làm ra này là nhằm vào mình, Trương Dương là người không thích trốn tránh trách nhiệm, khi nhận được điện thoại của Cung Kỳ Vĩ, hắn đã đang chuẩn bị lái xe tới Đông Giang. Cung Kỳ Vĩ nghe nói hắn đang chuẩn bị xuất phát, bảo hắn ở nguyên đó chờ. Hơn 10 phút sau, xe hồng kỳ của Cung Kỳ Vĩ xuất hiện trước mặt Trương Dương, Trương Dương xách một cái túi du lịch màu đen, mở cốp sau ném vào. Cung Kỳ Vĩ không nhịn được bèn nói, cậu mang nhiều đồ như vậy làm gì? Trương Dương nói, mang ít trà xuân năm nay cho các lãnh đạo thử. Cung Kỳ Vĩ không nói gì, thằng ôn này ngoài mặt thì cà lơ phất phơ nhưng trong lòng thì rất linh hoạt trương dương và cung kỳ vĩ ngồi ở ghế sau nhìn thấy bài báo của nhật báo đông nam đặt ở đó không khỏi cười nói tôi đọc xôi cung kỳ vĩ nói có cảm tưởng gì trương dương nói vị lão bằng hữu này của anh rất không tốt cung kỳ vĩ nói giữa các cậu chắc không có mâu thuẫn gì chứ trương dương nói thị trường cung anh không cần phải nhắc nhở tôi trong lòng tôi hiểu rõ anh với Lý Đồng Dục là lão bằng hữu, tôi không tiện bình luận về người này." Cung Kỳ Vĩ đương nhiên có thể nhìn ra Trương Dương rất phản cảm đối với Lý Đồng Dục, y cười nói, "Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, nếu tôi không mời nhật báo Đông Nam đến Nam Tích, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy." Trương Dương nghĩ thầm những lời này của anh nói đúng, anh mời Lý Đồng Dục đến chính là dẫn sói vào nhà, thằng cha đó tuyệt đối không phải là người tốt. Trương Dương từ sự phẫn nộ lúc ban đầu đã bình tĩnh lại rồi hiện tại nhìn lại chuyện này bên trong có rất nhiều chỗ khiến trương dương cảm thấy khó hiểu bán đấu giá rước đuốc đầu tiên là được bí thư tỉnh ủy kiều trấn lương ủng hộ sớm đã định ra để bí thư kiều cầm bó đuốc đầu tiên tỉnh trường tống hoài minh lại là nhạc phụ tương lai của mình tầng quan hệ này không cần phải nói khẳng định là sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện lợi dụng đội rước đuốc để lôi kéo tài trợ bộ trưởng tuyên truyền tiếu nguyên bình và chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh cử thánh minh đều có mặt ở hiện trường những người này không có một ai là không có địa vị quan trọng trong chính đàn. Lý Đồng Dục là tổng biên tập của Nhật Báo Đông Nam, chắc có thể thấy rõ tình thế, đám người này người nào y cũng không thể dễ dàng đắc tội được, nhưng y vẫn cho đăng bài trọng ngoáy, tính chỉ hướng rất rõ ràng, căn bản là đang đùa với lửa. Chẳng lẽ y tự tin là có hệ đầu nên không sợ gì đám người này ư? Cung kỳ vĩ đối với hành động của Lý Đồng Dục cũng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng y đến bây giờ vẫn hy vọng có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, dù sao lý đồng dục cũng là bạn bè nhiều năm với y cung kỳ vĩ nói trương dương tới đông giang rồi tôi đi tìm lý đồng dục nói chuyện trước mục đích của những lời này là bảo trương dương đừng xung động y biết rõ tính tình của trương dương thằng ôn này là tên không thích chịu thiệt lý đồng dục làm ra chuyện này tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho y trương dương hiểu ý của cung kỳ vĩ cười nói thị trưởng cung ngài yên tâm trong lòng tôi hiểu cả mà trương dương nhìn chuyện này rất thấu triệt Chuyện tuy rằng là lý đồng dục khơi ra, nhưng ảnh hưởng đã được tạo thành rồi, vấn đề của lý đồng dục phải giải quyết, mà phía lãnh đạo tỉnh lý cũng cần phải đi làm công tác. Trên cuộc họp thường ủy tỉnh, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cầm ra tờ báo này, y lắc lắc nhật báo Đông Nam trong tay, nói, nhật báo Đông Nam hôm nay mọi người đọc rồi chứ? Hiện trường rất yên lặng, đa số thường ủy đã đọc qua bài báo này, cho dù không đọc, cũng từ trong miệng người khác biết nội dung trang đầu. Kiều Trấn Lương nói, sao không ai nói gì? Bộ trưởng tuyên truyền tỉnh ủy Tiếu Nguyên Bình ho khẽ một tiếng, sự trầm mặc của hiện trường phải do y phá vỡ, y nắm công tác tuyên truyền, hơn nữa khi Trương Dương muốn lợi dụng đội rước đuốc để lôi kéo tài trợ, y cũng có mặt. Tuy rằng y không thể hiện sự ủng hộ một cách rõ ràng, nhưng y cũng không phản đối, rất nhiều lúc không phản đối thì có nghĩa là ủng hộ. Tiếu Nguyên Bình nói, bài báo này là có ý chọc ngoáy. Tiếu Nguyên Bình đầu tiên định tính bài báo của Nhật Báo Đông Nam. Sau đó nói, chuyện mà bài báo này viết, vừa hay tôi lúc ấy cũng có mặt ở hiện trường, cái gọi là chính phủ gây áp lực cho xí nghiệp, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Tình huống lúc đó tôi đã thấy rõ, xí nghiệp tài trợ đều là tự nguyện, hơn nữa đơn vị tài trợ không chỉ là xí nghiệp bản địa Nam Tích, đa số đều là xí nghiệp của thành thị khác. Những xí nghiệp này chắc là vì mục đích hồi báo xã hội mà tiến hành tài trợ, Chúng ta không phải thường nói lấy của dân thì phải chi cho dân sao. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nói, bỏ qua vấn đề tài trợ, bài báo này cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Theo tôi thấy, có hiểm nghi cố ý bôi đen hình tượng của chính phủ. Nếu công nhân viên chức của xí nghiệp đọc được bài báo này, khẳng định sẽ sinh ra tình tự phản đối. Người dân đọc được bài báo này, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Kiều Trấn Lương nói, nhật báo Đông Nam gì đó thích kiếm tẩu thiên phong. Có điều Trung Quốc chúng ta có câu, rồi bỏ không bâu chứng lành mọi người đừng cứ cố nghĩ là người ta muốn gây chuyện, bài báo này trong mắt tôi cũng không phải là không đúng. Tài trợ quyên tiền, không chỉ là nam tích, cũng không chỉ tồn tại ở Bình Hải, mà rất phổ biến ở trong nước. Có điều tôi không thấy địa phương khác làm lớn như vậy, tài trợ chẳng những phải minh bạch, hơn nữa cần một cơ chế giám sát hữu hiệu, bài báo này có chỗ đáng để chúng ta chú ý. Thứ nhất, trong quá trình xí nghiệp tài trợ, chính phủ địa phương có gợi ý gì họ không, có gây áp lực cho họ không? Thứ hai, người lãnh đạo của xí nghiệp quốc hiếu, đồng thời vào lúc bỏ một khoản lớn phí tài trợ ra để giành lấy sự ủng hộ, liệu có cân nhắc tới suy nghĩ của công nhân viên chức xí nghiệp hay không, có được bọn họ đồng ý hay không? chương 817, lên trang nhất 4. Hội trường lại một lần nữa rơi vào trầm mặc đúng như lời Kiều Trấn Lương nói, các nghiệp tài trợ hiện giờ ở trong nước đâu đâu cũng thấy, nhỏ thì mấy vạn mấy chục vạn, lớn mấy trăm vạn, thậm chí lên tới cả trăm triệu. Các xí nghiệp ra vung tay áo một cái, trong lúc đàm tiếu, tiền chỉ như giấy lộn, vô số người cũng bởi vậy mà được tiếng là nhiệt tâm, biết hồi báo xã hội, rất ít người chú ý tới vấn đề phía sau tài trợ và quyên tiền. Bài báo này của Nhật Báo Đông Nam tuy rằng tính công kích rất mạnh, có mục đích riêng của bọn họ, nhưng đúng là đã vạch ra một vấn đề đang tồn tại phổ biến trên xã hội. Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tân Nhiệm Lưu Chiêu nói, tôi đồng ý với lời nói của Bí thư Kiều, bài báo này của Nhật Báo Đông Nam đúng là có ý chỉ sợ thiên hạ không bất loạt, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy đúng là trong chế độ của chúng ta vẫn còn tồn tại khá nhiều chỗ thiếu sót. Một người lãnh đạo xí nghiệp là pháp nhân của xí nghiệp, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta có quyền lên tiếng tuyệt đối trong xí nghiệp, tài phú của xí nghiệp là kết quả cố gắng chung của toàn thể công nhân viên chức. Khi xí nghiệp đạt được lợi nhuận, trừ bộ phận nên nộp lên quốc án ra, quyền chuyên phối lợi ích của nó cũng thuộc về sở hữu của toàn thể công nhân viên chức. Bất kể mục đích tài trợ là ở đâu, nhưng trên thực tế đã cấu thành một loại hành vi vượt quyền. Tôi hoài nghi tổ chức tương quan đã làm trái với kỷ luật, hiện tại tôi trịnh trọng đề nghị, chuyện này phải điều tra tới cùng, lợi dụng cơ hội lần này, chỉnh đốn một phen. Lưu Chiêu này ở chung kỷ ủy lấy tác phong cường ngạnh để nổi danh, bởi vì thời gian tới Bình Hải không dài, mọi người đối với vị bí thư ủy ban kỷ luật mới này vẫn còn thiếu hiểu biết, có điều từ những phát biểu của y trên cuộc họp thường ủy đã có thể cảm thấy được công tác của ủy ban kỷ luật sẽ bởi vì sự có mặt của y mà trở nên càng nghiêm khắc hơn điều này đối với cán bộ Bình Hải mà nói không phải là một tin tức tốt. Tống Hoài Minh từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến, Nhật Báo Đông Nam vì sao lại đưa tin này. Rất dễ có thể liên tưởng đến Lý Đồng Dục, Tống Hoài Minh cảm thấy được, Lý Đồng Dục lợi dụng bài báo này để đả kích Trương Dương, điều này khiến cho y một lần nữa tính toán lại nhân phẩm xấu xa của Lý Đồng Dục. Hiện tại Lý Đồng Dục đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi, vì trả thù mình mà không tiếc lợi dụng tất cả thủ đoạn, y có thể tự hủy danh dự của mình, Lật ra chuyện từ mười mấy năm trước, lợi dụng một số cái gọi là chứng cứ để ly gián quan hệ cha con giữa mình và Yên Nhiên, y cũng có thể lợi dụng sự nhiệt tình của Trương Dương trong công tác mà nắm lấy nhược điểm của Trương Dương. Kéo Trương Dương vào trong phiền phức, sức nhẫn nại của Tống Hoài Minh đối với Lý Đồng Dục đã đạt tới cực hạn, Lý Đồng Dục hận mình thì có thể nhắm vào mình, vì sao lại không từ thủ đoạn xuống tay với người bên cạnh y? Ánh mắt của Kiều Trấn Lương dạo qua một vòng rồi hướng tới Tống Hoài Minh. Y nói khẽ, "Hoài Minh, anh thấy thế nào?" Thân là người lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Hải, y rất nhiều lúc phải làm thật công bằng, phải ở trước mặt mọi người biểu hiện ra sự công chính vô tư của y. Tuy rằng y cũng có chút tức giận đối với Lý Đồng Dục, nhưng Lý Đồng Dục lần này quả thực đã nắm được nhược điểm của sự kiện tài trợ của Nam Tích, thật ra kiều trấn lương sao mà không rõ. Vấn đề tài trợ của các xí nghiệp sẽ tồn tại trong mỗi một tỉnh trong nước, nhưng vấn đề một khi bị người ta vạch trần, là lãnh đạo y không thể cứ mãi che giấu được vẫn cứ phải giải quyết. Tống Hoài Minh cười cười, y lạnh lùng nói, chỉ dựa vào một bài báo không chứng tỏ được vấn đề, bài báo của nhật báo Đông Nam rốt cuộc là đáng tin được bao nhiêu phần? Trong đó liệu có tồn tại sự trả đũa hay không? Xí nghiệp tài trợ rốt cuộc là có tài trợ có thù lao hay là tài trợ không thù lao? Trên bài báo nói người lãnh đạo của xí nghiệp không thông qua sự biểu quyết của công nhân viên chức xí nghiệp đã đưa ra quyết định tài trợ nhưng nhưng sự thật rốt cuộc có phải như vậy hay không? chưa điều tra thì không có quyền lên tiếng, chúng ta là cán bộ quốc gia, chúng ta không phải là phóng viên, cho nên chúng ta phải dựa vào sự thật mà nói chuyện. Những lời này của Tống Hoài Minh đã biểu lộ thái độ của Y, Y rõ ràng nghi ngờ tính đáng tin của bài báo này của Nhật Báo Đông Nam. Mỗi thường ủy ở đây trong lòng đều rõ, Tống Hoài Minh sở dĩ phản đối kịch liệt như vậy, bởi vì mục tiêu trực tiếp mà bài báo này của Nhật Báo Đông Nam nhắm vào là Trương Dương, mà Trương Dương chính là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh đứng ra nghi ngờ nhật báo Đông Nam chính là đang bảo hộ Trương Dương, đây là điều trong dự kiến của mọi người. Kiều Trấn Lương bật cười, cái nhìn của mọi người đối với chuyện này không thống nhất phải không? Hoài Minh nói cũng không sai, trước khi chưa chứng thực được tính chính xác của bài báo này, chúng ta quả thực không nên mù quáng có kết luận. Đồng chí Lưu Chiêu, đồng chí Nguyên Bình, các anh một người chủ quản kỷ luật, một người chủ quản tuyên truyền, chuyện này tốt nhất là giao cho các anh xử lý. Các anh ai chịu trách nhiệm nấy, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, cố gắng đừng để tạo thành ảnh hưởng xã hội không tốt. Khi Kiều Trấn Lương nói những lời này, trong lòng thật ra đã hiểu rất rõ, ảnh hưởng của bài báo này của Nhật báo Đông Nam sẽ không biến mất nhanh như vậy. Cung Kỳ Vĩ tới Nhật báo Đông Nam vô ích, Lý Đồng Dục không có ở đây, nhưng Cung Kỳ Vĩ nếu đã tới rồi thì cũng không muốn không công mà về, y tìm tới Lương Đông Bình, người viết bài báo đó. Lương Đông Bình quen Cung Kỳ Vĩ biết Hy và Lý Đồng Dục là lão bằng hiếu, cho nên biểu hiện vẫn tính là khách khí. Lý Đồng Dục cho Lương Đông Bình đãi ngộ không tồi, cho hắn một gian văn phòng đặc biệt, tuy rằng hơn nhỏ một chút, nhưng các thiết bị làm việc cần thiết đều có. Lương Đông Bình nhìn thấy cung kỳ vĩ bước vào, cười cười đứng dậy nói thị trưởng cung, anh đến tìm tổng biên tập của chúng tôi à? Cung kỳ vĩ vừa nghe thấy lời này của hắn trong lòng liền không khỏi có chút tức giật, xem ra Lương Đông Bình anh đã sớm chuẩn bị tâm lý là tôi sẽ đến rồi. Cung kỳ vĩ cười nói, tìm anh ta, cũng muốn tìm cả anh nữa. Lương Đông Bình đương nhiên biết cung kỳ vĩ tới đây nhất định là vì chuyện bài báo đó, hắn cười cười bưng một cái ghế cho cung kỳ vĩ, sau đó đứng dậy đi lấy nước cho cung kỳ vĩ, thị trưởng cung, ngài uống nước đi. Cung kỳ vĩ nhìn văn phòng của hắn, mỉm cười nói, hoàn cảnh làm việc không tồi, phía tòa soạn báo rất trọng thị anh. Lương Đông Bình nói, cũng may mà tổng biên tập lý cho tôi cơ hội, con người tôi trừ vung bút ra thì chẳng biết làm gì khác." Cười nói cười nói, "Vung bút dùng tốt thì so với súng còn lợi hại hơn, trên lịch sử Trung Quốc chúng ta đã nhiều lần chứng minh rồi." Lương Đông Bình nghe ra trong ngôn ngữ của Cung Kỳ Vĩ có sự châm chọc đối với mình, hắn cười nói, "Vẫn là súng lợi hại hơn, tú tài gặp binh thì có lý cũng không nói được." Cung Kỳ Vĩ nói, "Tổng biên tập Lý đi đâu rồi?" Lương Đông Bình nói, "Anh ta là lãnh đạo, lãnh đạo đi làm gì không cần phải báo cáo cho tôi." Cung kỳ vĩ cười ha ha, nói tiểu lương à, bài báo đó của anh tôi đã đọc rồi. Lương Đông Bình biết rõ cung kỳ vĩ là tới tìm hắn tính sổ, trên mặt vẫn giữ nụ cười khiêm tốn, thị trưởng cung thấy thế nào. Cung kỳ vĩ nói, bài báo này của anh khiến chúng tôi rất khó xử. Lương Đông Bình cười nói, đành chịu thôi, con người tôi nhìn thấy gì liền viết cái đó. Không phải chỉ nhắm vào nam tích các anh, tôi là nhắm vào hiện tượng tài trợ của xí nghiệp tồn tại phổ biến trên xã hội hiện tại, Hy vọng có thể dùng văn chương của tôi, có được sự coi trọng của những lãnh đạo các anh, đừng để tài trợ trở thành đất ấm để các lãnh đạo xí nghiệp cá biệt đổi lấy vinh dự." Cung Kỳ Vĩ nói, "Tiểu Lương à, có chuyện tôi muốn hỏi anh, anh trước khi viết bài đã điều tra rõ chưa?" Lương Đông Bình nói, "Chúng tôi là phóng viên, chức trách của chúng tôi chính là công bố tin tức chân thật ra xã hội, khơi dậy tác dụng giám sát của dư luận." Cung Kỳ Vĩ cười nói, "Anh thật đúng là rất nhiệt tâm." Lương Đông Bình nói, thị trường cung, thật ra hôm nay vài báo hôm nay chỉ là bài đầu trong hệ liệt thôi, ngày mai sẽ còn có những bài tiếp. Cung kỳ vĩ vừa nghe thấy vậy, trong lòng liền trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, y thở dài nói, tiểu lương à, ngành tin tức của các anh thích dùng đề tài xã hội như vậy để dẫn tới sự chú ý của người dân, nhưng theo tôi biết, điều đầu tiên của tin tức là phải tôn trọng sự thật phải không? Lương Đông Bình nói, thị trường cung đang nghi ngờ tính chân thật trong bài báo của chúng tôi. Cung kỳ vĩ nói, làm người viết báo, nên có ý thức trách nhiệm với xã hội, nên chịu trách nhiệm về phát biểu ngôn luận của mình. Tôi thủy chung cho rằng, tin tức không đúng sự thật đối với độc giả hay là đối với người viết báo đều là một loại thương hại. Lương Đông Bình nói, tôi bất kỳ lúc nào cũng đều giữ vững lương tâm của người viết báo, cảm ơn thị trưởng cung đã nhắc nhở. chương 818, lên trang nhất năm. Cung kỳ vĩ hiểu rằng mình không cần thiết phải nói chuyện với Lương Đông Bình nữa, Lương Đông Bình chỉ là một quân cờ, một quân cờ bị Lý Đồng dục lợi dụng, muốn giải quyết chuyện này, chỉ có tìm tới Lý Đồng dục, mà Lý Đồng dục hiện tại lựa chọn trốn tránh, điều này khiến cho cung kỳ vĩ không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Trương Dương quả nhiên nghe theo ý kiến của cung kỳ vĩ, không cùng y tới nhật báo đông nam, trong mắt Trương đại quan nhân, vấn đề chủ yếu trước mắt đã không còn là nhật báo đông nam nữa rồi, mà là vì ảnh hưởng trong tỉnh do bài báo này dẫn tới. Trương Dương trong xử lý chuyện này đầu óc rất tỉnh táo, hắn đầu tiên đi gặp bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Nhật trình mỗi ngày của Kiều Trấn Lương rất kín, trong lúc công tác không thể dành thời gian tới gặp, cho nên Trương Dương chỉ có thể nhờ Kiều Mộng viện giúp đỡ. Kiều Mộng viện không biết Trương Dương đã xảy ra chuyện gì, có điều nếu Trương Dương muốn gặp cha của cô ta gấp như vậy chứng tỏ Trương Dương đang gặp phiền toái, nếu không hắn cũng sẽ không đột nhiên tới Đông Giang, cũng sẽ không mở miệng xin cô ta giúp đỡ. Kiều Mộng Viện bảo Trương Dương trực tiếp tới nhà, buổi trưa hôm nay cha sẽ về nhà ăn cơm. Khi Trương Dương tới Kiều ra, Kiều Trấn Lương vẫn chưa trở về, mạnh truyền Mỹ ở trong căn phòng nhỏ phía sau vườn tụng kinh lễ Phật. Hai anh em Kiều Bằng Cử và Kiều Mộng Viện không ngờ đều ở nhà, hai người đang nhàn rỗi ở trong phòng khách chơi cờ vây. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Kiều Trấn Lương thừa cơ đẩy bàn cơ mà bại cục đã định đi, cười nói, không chơi nữa, chơi cờ vây với em, anh thuần túy là tự ngược. Trương Dương cười ha ha đặt hộp trà Xuân trên bàn trà, nói cứ chơi tiếp đi, đừng để ý tới tôi. Kiều Bằng Cử nói, không được, dù sao tôi cũng không đánh lại nó, hôm nay lão gia tử cứ bắt chúng tôi ở nhà ăn cơm cùng ông ấy, ở nhà thật sự là nhàm chán, cho nên mới muốn cùng Mộng Viện chơi cờ. Kiều Mộng Viện nhìn nhìn trà Xuân trên bàn trà, mỉm cười nói, sao? Còn đặc biệt mang theo quà à? Trương Dương cười nói, có gì hay đâu, trà Xuân Hồ Thúy Vân Nam Tích để bí thư Kiều nếm thử. Kiều bằng cử nói, không có chuyện thì không tới, anh chắc là lại phạm sai lầm gì à? Kiều mộng viện cười nói, các anh tán gẫu đi, em vào bếp chút. Trương Dương, buổi trưa ở lại ăn cơm nhé. Trương Dương ừ một tiếng rồi cùng Kiều bằng cử cùng nhau ngồi xuống cạnh bàn trà. Kiều bằng cử vốn đã pha trà trước, rót một chén đưa cho hắn, Trương Dương nhấp một ngụm rồi nói, trà này không tồi, sao với trà tôi mang tới còn ngon hơn. Kiều Bằng Cử cười nói, "Vừa vào mùa này là trà nhà tôi nhiều lắm, lát nữa tặng anh mấy hộp mang về." Trương Đại Quan Nhân có chút ái ngại, nói, "Hắc hắc, anh coi tôi là cá chó hả?" À? Kiều Bằng Cử nói, "Anh tới đây làm gì?" Trương Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, uống một ngụm trà rồi nói, "Anh Bằng Cử, anh từ Hải Nam về khi nào vậy?" Kiều Bằng Cử nói, "Ngày hôm qua, tôi ở Hải Nam ký xong một hợp đồng mua bán rất, ở lại đó cũng chẳng để làm gì." Cho nên về chơi, lão ra tử nhà tôi, mấy ngày mà không mắng tôi thì trong lòng khó chịu lắm, cho nên tôi đặc biệt về để ông ấy mắng. Trương Dương không nhịn được lìa bật cười. Kiều bằng cử nói, lần này trở về còn để hỗ trợ cho mộng viện, quan hệ phía ngân hàng, nó không quen bằng tôi, nó ở Nam tích các anh muốn làm lớn như vậy, cần lượng tài chính rất lớn, tôi là anh trai dù sao cũng phải giúp nó một chút. Trương Dương nói, vòng một vòng rồi khu đất này cũng không thoát khỏi bàn tay của hai anh em anh. Kiều Bằng cử cười nói, đừng nói như vậy, khu đất này không có chút liên quan gì với tôi cả, và lại, trong lòng thật sự có chút không bình hành, cùng là con, mà sao lão gia tử nhà tôi bất công như vậy. Lúc trước tôi muốn mua khu đất đó, ông ấy nói là phải chú ý ảnh hưởng, sợ người khác lời ong tiếng ve, nếu không thì tôi cũng không bỏ khu đất này mà tới Hải Nam, nhưng hiện tại em tôi muốn khai phá khu đất đó, ông ấy lại không nói gì cả, không ngờ còn ủng hộ cả hai tay, thật không biết ông ấy nghĩ gì nữa kiều bằng cử nói xong câu đó bỗng nhiên nhìn thấy trương dương cười rất cổ quái theo ánh mắt của hắn mà nhìn ông già đã về tới cửa chắc những lời nói vừa rồi của mình đều bị ông ấy nghe thấy hết rồi kiều bằng cử cố ý nói trương dương thời tiết hôm nay không tồi nhỉ đây là muốn nói linh tinh để lấp liếm cho qua kiều trấn lương chừng mắt lườm gã một cái rồi nói biết cha nghĩ thế nào không mộng viện lấy khu đất đó là thật tâm chân ý muốn làm khai phá còn lấy khu đất đó là đang đầu cơ đất chỉ cần thu được lợi là lập tức bỏ của chạy lấy người, mục đích của hai đứa khác nhau. Lớn vậy rồi mà vẫn chưa học được thật thà làm việc, chỉ muốn ngồi không mà hưởng, một vốn vạn lời. Cha, cha nói vậy là không công bằng rồi, con sao lại thích không làm mà hưởng. Con hiện tại là dựa vào bản thân mình để kiếm cơm ăn mà. Kiều bằng cử kháng nghị. Kiều Trấn Lương nói, mấy năm nay chuyện tay không bắt ra con làm còn ít à. Cả ngày làm sinh ý, nhưng sao cha chẳng thấy con làm được một chuyện nào nghiêm túc cả kiều bằng cử nói cha đây là phạm trù của quan niệm sinh ý khác nhau con làm mậu dịch tài chính thôi đi chẳng lẽ cha còn không hiểu con ư kiều mộng viện cười cười đi tới cha anh từ tận hải nam xa xôi về cha đừng có cứ thấy anh ấy là mắng nữa được không kiều bằng cử nói không sao con về chính là để nghe cha mắng mà mấy ngày không được nghe cha mắng là con thấy ngứa ngáy con bị mắng thành ra quen rồi mấy ngày rồi không được nghe cha mắng con, con đang bứt rứt lắm. Mấy người nghe gã nói vậy, không khỏi đều bật cười. Kiều Trấn Lương lúc này mới nhìn sang Trương Dương, Trương Dương, tôi nói này, cậu từ Nam Tích xa xôi chạy tới nhà chúng tôi để xin cơm à. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều, tôi không ăn chùa của ngài dâu, tôi có mang đồ tới cho ngài, là trà mới của năm nay. Hắn cầm hộp trà trên bàn lên, Kiều Trấn Lương trợn mắt lên, nhà chúng tôi không thiếu cái này, ăn chùa thì được có điều lát nữa phải viết một bức tranh chữ cho tôi để tôi xem xem trình độ của cậu gần đây có tiến bộ hay không trương dương nói không thành vấn đề kiều trấn lương nói đáp ứng thống khoái như vậy thằng nhóc hôm nay là có chuyện gì cần xin hả trương dương cười nói không phải chỉ muốn tới thăm ngài thôi cháu cũng có tật xấu như bằng cử một đoạn thời gian không bị ngài mắng là cả người bứt rứt hôm nay cháu đến chính là để bí thư Kiều mắng vài câu, bị ngài mắng vài câu thì mới thoải mái được. Kiều Trấn Lương không nhịn được liền cười nói, hai đứa này đều là dạng phạm tiện phải không? Đang yên đang lành lại cứ muốn nghe mắng, tôi là loại người không giảng đạo lý như vậy ư. Y nói với Kiều Mộng Viện, Mộng Viện, gọi mẹ con ra ăn cơm, nhà có khách. Kiều Mộng Viện dạ một tiếng, xoay người đi. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt Kiều Trấn Lương giống như đang tức giận, mới thoáng yên lòng, xem ra kiều trấn lương không hề bởi vì bài báo của nhật báo đông nam mà nổi giận kiều mộng viện đi ra ngoài không lâu sau liền một mình đã trở lại mạnh truyền mỹ buổi trưa chỉ chút cháo loáng cho nên không tới kiều trấn lương nhíu mày nói không tới cũng được bà ấy không thích ăn mặn bảo mẫu bưng đồ ăn lên bởi vì là buổi trưa kiều trấn lương không đề nghị uống rượu trương dương lần này tới đây là muốn thám thính một số tình huống ở chỗ kiều trấn lương giải thích một chút chuyện bài báo của Nhật báo Đông Nam, hơn nữa hắn vốn là khách, cũng ngại đề xuất uống rượu. Ăn cơm cùng với bí thư tỉnh ủy khó tránh khỏi có chút câu nệ, khi Trương Dương ăn cơm rất ít nói chuyện, cắm đầu vào ăn hai bát cơm, tối hôm qua triền miên một đêm với Hồ Nhân Như, sáng sớm dậy vì chuyện của Nhật báo Đông Nam mà bôn ba tới Đông Giang, ngay cả điểm tâm cũng chưa kịp ăn, Trương Đại Quan Nhân quả thực cần bổ sung năng lượng. Kiều Trấn Lương cơm nước xong, mới nhớ tới không mời Trương Dương uống rượu, Y cười nói, cậu xem tôi kìa, bản thân ở nhà không uống rượu quen rồi cho nên quên mất không mời cậu. Trương Dương nói, tôi gần đây rất ít uống rượu, sợ chậm trễ công tác. Những lời này nói cứ như là hắn làm việc nghiêm túc lắm vậy. Kiều Trấn Lương chỉ chỉ sang bên cạnh, Trương Dương đứng dậy theo y tới bàn trà ngồi. Kiều bằng cử còn phải liên hệ với phía ngân hàng, giúp em gái vay tiền cho nên đi trước. Trương Dương mở một hộp trà xuân do mình mang tới sau khi pha xong liền mời kiều trấn lương thử kiều trấn lương uống một ngụm không hề bình luận gì về ưu khuyết điểm của lá trà mà nói khẽ cậu đăng môn có phải có việc hay không trương dương nói có việc ở trước mặt kiều trấn lương hắn không cần thiết phải vòng vo bí thư kiều cũng không có kiên nhẫn mà vòng vo với hắn trực tiếp nói ra là tốt nhất kiều trấn lương nói nói đi trương dương gật đầu bí thư kiều đã đọc nhật báo đông nam hôm nay chưa kiều trấn lương nói đọc rồi vì bài báo đó mà cuộc họp thường ủy sáng nay của chúng tôi còn đặc biệt thảo luận một chút. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều thấy thế nào? Kiều Trấn Lương nói, ảnh hưởng không tốt. Trương Dương nói, Nhật Báo Đông Nam làm như vậy là đang cố ý khơi màu tình tự phản cảm của quần chúng nhân dân đối với chính phủ, rất ti bì, dụng tâm rất hiểm ác. Kiều Trấn Lương nhìn Trương Dương một cái rồi nói, cậu từ xa tới đây là muốn ở trước mặt tôi nói xấu Nhật Báo Đông Nam ư? chương 819, lên trang nhất 6. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, chuyện tài trợ của xí nghiệp không chỉ nam tích chúng tôi làm mà các nơi trên toàn quốc đều đang làm, tôi thấy chuyện này không nên trở thành lý do để công kích. Kiều Trấn Lương nói, cậu còn có lý hư một bó đuốc mà bán đi bán lại, lừa của xí nghiệp bao nhiêu tiền. Cây đuốc của cậu có thể sáng tạo ra bao nhiêu giá trị. Hơn 10 suất của đội rước đuốc lừa được tới hơn 3.000 vạn tiền tài trợ, cậu đừng có nói với tôi rằng trường hợp đó không phải là hành vi xúc mưu từ lâu của cậu. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, chuyện bàn đấu giá đuốc đã được ngài đồng ý từ trước rồi. Kiều Trấn Lương trợn trừng mắt, hảo tiểu tử, cậu đổ chuyện này lên đầu tôi à? Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, ngài đã quên rồi ư, lúc trước là ngài đồng ý làm hoạt động rước đuốc, hơn nữa còn đồng ý chạy đoạn đầu. Ngữ khi nói chuyện của Kiều Trấn Lương rõ ràng nặng hơn một chút, tôi đồng ý rước đuốc, nhưng không bảo cậu đi bán đuốc, vận hội tỉnh là một phong trào thể dục thể thao toàn dân, cậu phải cân nhắc tới ý nghĩa chính trị trong đó, sao có thể buôn bán hóa vận hội tỉnh như vậy. Vì kiếm tiền mà bỏ qua nguyên tắc tiêu chuẩn mà một cán bộ đảng viên phải giữ vững, biến một hoạt động thể dục thể thao công ích thành một hồi thương nghiệp trắng trợn. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, vận hội tỉnh lần này tỉnh lý cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Xây xong trung tâm thể dục mới tốn bao nhiêu tiền? Tổ chức vận hội tỉnh phải mất bao nhiêu tiền? ngài thấy tôi có cần báo cáo chi tiết lại cho ngài không kiều trấn lương nói cường điệu lý do à không phục có phải không trương dương nói không phải là lý do là hiện thực không bột đố gột nên hồ tình huống tài chính của nam tích chúng tôi tỉnh lý chắc biết rõ để xây dựng trung tâm thể dục mới tôi chạy đông chạy tây mượn tiền cầu ông nội xin bà nội hiện tại còn nợ một đống tiền công trình chưa trả tôi nếu không nghĩ ra chủ ý này thì phải làm thế nào trung tâm thể dục thể thao không xây được vận hội tỉnh cũng không tổ chức được. Điều đầu tiên mà người khác nghĩ đến là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tôi đây không có bản sự. Tôi vô năng, tôi nếu đã nhận trọng trách này, tôi nhất định phải cáng đáng, bí thư Kiều, thật ra tôi cũng không dễ dàng gì đâu. Kiều Trấn Lương nhìn nhìn hắn, đặt chén trà xuống. Trương Dương vội vàng rót một chén trà nóng cho y. Kiều Trấn Lương nói, đừng khoe thành tích, ai cũng biết là cậu không dễ dàng gì, ai cũng nhìn thấy thành tích mà cậu làm ra, nhưng làm việc nhất định phải có chừng mực, không phải bất kỳ chuyện gì cũng dở trò khôn vặt được, đầu óc của cậu quả thực rất linh hoạt, bán đấu giá rước đuốc, lợi dụng rước đuốc để lui kéo tài trợ, nghĩ ra cái mà người khác không dám nghĩ, làm điều mà người khác không dám làm, cũng đúng là làm ra một số thành tích, nhưng cậu đừng để những người khác dị nghị. Làm việc thì phải làm thật viên mãn, phải được lợi, nhưng cũng đừng để người khác nắm được thóp của cậu rồi nói ra nói vào." Trương Dương nói, "Lý Đồng dục này lấy việc công báo thủ riêng Tôi thu hồi quyền đưa tin ưu tiên của hắn, cho nên hắn ghi hận trong lòng, đăng bài báo này để trả thù chúng tôi. Trương Dương không nhắc tới đoạn ân oán giữa Lý Đồng Dục và Tống Hoài Minh, dù sao đề cập đến chuyện riêng tư của nhạc phụ tương lai, loại chuyện này không thể nói cho người ngoài nghe được. Kiều Trấn Lương nói, cậu đừng nói người ta lấy việc công trả thù riêng, tôi hỏi cậu, Lý Đồng Dục nói có đạo lý không? Những xí nghiệp tài trợ này, rốt cuộc là cam tâm tình nguyện hay là đám người các cậu gây áp lực cho người ta? Trương Dương nói: "Tôi xin thề với lão nhân gia Mao chủ tịch, chúng tôi không không gây bất kỳ áp lực nào cho các xí nghiệp, tất cả đều bọn họ cam tâm tình nguyện tài trợ." Kiều Trấn Lương nói: "Cho dù bọn họ cam tâm tình nguyện, nhưng trong bài báo chỉ ra, những lãnh đạo của xí nghiệp quốc doanh này có trưng cầu sự đồng ý của công nhân viên trước xí nghiệp không? Bọn họ có quyền chi phối tiền bạc của cả xí nghiệp không?" Trương đại quan nhân bị hỏi cho ngớ ra. Kiều Trấn Lương nhìn hắn ngây ra đó, thở dài nói: "Cho nên mới nói gặp phiền toái thì đừng chỉ nghĩ đến vấn đề từ người khác, trước tiên phải tìm chỗ thiếu sót của bản thân đã. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, ngài có từng nghĩ tới không, nếu không có sự tài trợ của xí nghiệp, vận hội tỉnh này căn bản không thể tổ chức được. Kiều Trấn Lương nói, cậu là cán bộ quốc gia, cậu cũng là một đảng viên cộng sản, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải sư xuất hữu danh, không thể theo cảm tính mà làm, tiền phải lấy từ chỗ sáng. Trương Dương nói, thì là ở chỗ sáng này, Chỗ tiền tài trợ này chúng tôi không đút một xu nào vào túi riêng cả, lấy của dân thì phải chi cho dân, chính là dùng trên sự nghiệp thể dục thể thao của người dân Bình Hải." Kiều Trấn Lương nói, "Cậu đừng giải thích với tôi, tôi cũng tin cậu không phải vì tư lợi, nhưng rõ ràng là một chuyện tốt, vì sao lại tạo thành ảnh hưởng xấu như vậy? Đừng trách nhật báo Đông Nam tìm các cậu gây phiền toái, là bản thân các cậu không cân nhắc chu toàn. Nếu thật sự muốn giải thích thì giải thích với người dân ý." giải thích với các công nhân viên chức của xí nghiệp tài trợ ý cho bọn họ một lý do có thể tin phục. Trương Dương nói, "Bí thư Kiều, nhưng chuyện đã như vậy rồi, tôi nói sao cũng không thể nào trả lại hết tiền tài trợ của xí nghiệp được." Kiều Trấn Lương nói, "Chuyện là các cậu làm ra, giải quyết như thế nào là chuyện của các cậu, đừng sợ xảy ra vấn đề, phải thúc đẩy vấn đề chuyển hóa theo hướng tốt, Trương Dương, cậu phải từ trong chuyện này rút ra được bài học, về sau làm việc trăm ngàn lần đừng manh động liều lĩnh." Kiều Trấn Lương nói xong những lời này, cũng đã đến giờ về tỉnh ủy làm việc, y đứng dậy bỏ đi. Trương Dương cũng không tiện ở lại nhà y, hắn chuẩn bị cùng Kiều Trấn Lương rời đi. Kiều Mộng Viện gọi hắn lại, bảo hắn đợi chút. Chờ cha đi rồi, Kiều Mộng Viện mới nói cho Trương Dương biết, bảo hắn ở lại là để giúp kiểm tra sức khỏe cho mẹ cô ta một chút. Đoạn thời gian gần đây, mạnh truyền Mỹ rất ít ăn cơm, trừ tụng kinh lễ Phật ra, đối với biến cố bên ngoài càng lúc càng phất lờ, Điều này khiến cho điều này khiến cho người làm con gái như càng lúc càng mờ nhạt rất lo lắng. Trương Dương bắt mạch cho Mạnh Truyền Mỹ, phát hiện bà ta tuy rằng gầy đi một chút, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn rất tốt, cũng không có xuất hiện tình trạng thiếu dinh dưỡng, rời khỏi Phật đường mà Mạnh Truyền Mỹ dùng để tụng kinh, Trương Dương không khỏi có chút tò mò hỏi, "Mộng Viện, gì mạnh sao vậy?" Quá mức si mê bất kỳ cái gì cũng không phải là chuyện tốt đâu. Kiều Mộng Viện thở dài nói, Lần này anh trai tôi trở về cũng là để khuyên bà ấy, hiện tại bà ấy không nghe ai cả, trong đầu chỉ biết có A Di Đà Phật, cha tôi vì chuyện này cũng rất phiền não. Trương Dương nói, có phải gặp chuyện gì không hay không? Kiều Mộng Viện lắc đầu, cô ta nói với Trương Dương, vừa rồi anh cùng cha tôi nói chuyện, tôi cũng nghe được một ít, cha tôi chắc không trách chuyện các anh lôi kéo tài trợ đâu, ông ấy là trách các anh làm việc không nghiêm cẩn, để cho người khác nắm được nhược điểm. Trương Dương nói, tôi cũng hiểu nhưng nhật báo Đông Nam lần này rõ ràng là muốn gây chuyện, tên Lý Đồng Dục đó liếc một cái là biết là kẻ tiểu nhân ti bị có thù tất báo. Kiều Mộng Viện nói, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cha tôi, xem ông ấy rốt cuộc là đang nghĩ gì. Có điều chuyện của nhật báo Đông Nam chỉ sợ có chút phiền phức đấy, Lý Đồng Dục đó trong giới tin tức danh tiếng cũng không tốt, là một người rất khó nói chuyện, anh tốt nhất hãy nghĩ biện pháp, trước tiên khiến hắn đừng đưa tin tiêu cực gì nữa. Trương Dương nói, thị trưởng cung đi tìm hắn rồi, Hy vọng Lý Đồng Dục sẽ nể mặt anh ta. Kiều Mộng Viện biết tính tình của Trương Dương xung động, nhẹ giọng nhắc nhở hắn, càng là vào những lúc như thế này càng phải bình tĩnh, nếu chuyện đã xảy ra, xung động cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trương Dương bật cười, yên tâm đi, tôi có tức giận hơn nữa cũng nhịn được, tuyệt đối không đánh hắn đâu. Cung Kỳ Vĩ ở trụ sở nhật báo Đông Nam không thu hoạch được gì, khi y nói tình huống của mình cho Trương Dương, trong lời nói lộ ra vẻ thất vọng y ngay cả mặt lý đồng dục cũng không thấy, tuy rằng tìm được Lương Đông Bình, nhưng Lương Đông Bình trong chuyện này chỉ chẳng qua là kẻ đồng lõa, không mang tới bất kỳ tác dụng mấu chốt nào cả. Sau khi Trương Dương gặp mặt Kiều Trấn Lương, trong lòng đã có tính toán, thái độ của tỉnh Lý đối với xí nghiệp tài trợ rất hàm hồ, không phải kiên quyết phản đối, đương nhiên cũng không nói là tán thành, xí nghiệp tài trợ không chỉ có nam Thích đang làm, các nơi trên toàn quốc đều có loại hiện tượng này, nhưng địa phương khác không bởi vì chuyện này mà ẩm ý đến như vậy các lãnh đạo tức giận không phải bản thân việc xí nghiệp tài trợ, mà là nam tích bọn họ khiến cho chuyện trở nên quá ẩm ý, gióng chống khua chiêng lôi kéo tài trợ. Nhưng thiếu một lý do để thuyết phục đại chúng, có câu là dân không kêu thì quan không cứu, địa phương khác làm tài trợ, nhưng không có người chỉ ra, nam tích các anh làm tài trợ liền có người nhảy ra, lấy chuyện này ra để chọc ngoáy, tỉnh lý không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được, kiều trấn lương thân là bí thư tỉnh ủy, y vẫn phải tỏ thái độ chương 820, xung động là ma quỷ một Trương Dương giản lược thuật lại ý tứ của Kiều Trấn Lương cho cung kỳ vĩ, hắn nói khẽ thị trường cung, tôi thấy chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu, việc cấp bách là phải tìm được lý đồng dục, bảo đảm nhật báo Đông Nam bọn họ không viết linh tinh nữa, hay là phải để các xí nghiệp tài trợ tìm được một lý do hay, tôi đã cân nhắc kỹ rồi, đổi khoản tài trợ thành phí quảng cáo, như vậy bọn họ không bới móc được gì nữa. Cung kỳ vĩ thở dài, Y biết chiêu thức ấy của Trương Dương gọi là trộm đổi khái niệm, cũng chính là hồ lộng người ngoài nghề, chuyện đã xảy ra rồi, trừ phi người khác không truy cứu, nếu truy cứu, cách nói phí quảng cáo căn bản không thể nào chấp nhận được, nhưng y cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác. Cung Kỳ Vĩ nói: "Tôi thấy Lý Đồng Dục đang cố ý trốn tránh chúng ta." Trương Dương an ủi y: "Thị trưởng Cung, chuyện Lý Đồng Dục để tôi, hay là ngài về Nam tích trước, thu thập chuyện tài trợ của xí nghiệp." Trăm ngàn lần đừng để cho nội bộ xí nghiệp xảy ra loạn gì, chuyện ở đây cứ giao cho tôi." Cung Kỳ Vĩ cân nhắc một chút, vẫn đáp ứng. Trương Dương cũng không biết đi đâu đi tìm Lý Đồng Dục, nhưng hắn biết đi đâu để tìm Lương Đông Bình. Khi Lương Đông Bình tan sở, đẩy xe đạp vừa ra khỏi cửa lớn của tòa soạn báo thì nhìn thấy Trương Dương đứng ở cửa lớn, trong lòng hắn giật thót, tuy rằng Lương Đông Bình tự xưng là đấu sĩ vì sự chính nghĩa của giới tin tức, nhưng khi nhìn thấy Trương Dương vẫn hơi sợ hắn lên xe đạp chuẩn bị rời khỏi nơi này thật nhanh, nhưng Trương Dương đã cản trước mắt hắn, tóm lấy tay hắn. Lương Đông Bình hai chân trống xuống đất, nhìn chằm chằm vào tôi, làm gì vậy? Anh muốn thế nào? Ánh mắt của hắn chiếu vào hai xe cảnh sát đi tuần cách đó không xa, ý bảo là, anh mà làm bậy là tôi gọi cảnh sát đó. Trương Dương nhếch môi cười nói, phóng viên Lương, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm như vậy lão bằng hữu tôi tìm anh để ôn lại chuyện xưa, không có ý gì khác thái độ của Lương Đông Bình rất lãnh đạm, không rảnh. Trương Dương nói, đừng thế mà, anh không phải đang đưa tin về chuyện tài trợ của xí nghiệp Nam Tích Hư. Chuyện này tôi là người phụ trách chủ yếu, tới đây chủ động tiếp nhận phỏng vấn của anh, tư liệu sống trực tiếp tốt như vậy mà anh cũng không cần ư. Lương Đông Bình nói, anh rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương nói, không làm gì cả, chỉ là muốn tâm sự với anh thôi. Lương Đông Bình không chút khách khí nói, tránh ra, anh mà dây dưa nữa là tôi gọi cảnh sát đấy. Trương Dương nói, tôi bảo này, con người anh sao nể mặt mà lại không cần mặt mũi như vậy. Lương Đông Bình nghe hắn xuất khẩu đả thương người, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, anh mắng ai đấy. Trương Dương nói, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi đương nhiên là mắng anh rồi. Lương Đông Bình, trước đây tôi tuy rằng không thích anh, nhưng vẫn bội phục anh có chút khí khái văn nhân, dám kiên trì chân lý, không sợ cường quyền, nhưng hiện tại nhìn xem, anh con mẹ nó chính là một con chó, để lý đồng dục coi như súng của mình, là một tên tiểu nhân. Lương Đông Bình trước giờ vẫn luôn tự coi mình là thanh cao, bị Trương Dương mắng cho thẹn quá hóa giận, hắn cũng không phải là loại dễ tính gì, tức giận đến nỗi cả người run rẩy, cầm lấy xe đạp đánh tôi, mày nói thối lắm. Với võ công của Trương Đại Quan Nhân lẽ ra là không thể nào bị Lương Đông Bình làm bị thương, tuy rằng võ công hiện tại của hắn đã suy giảm, nhưng sau khi Lương Đông Bình ra tay, thằng ôn này không ngờ không tránh, bị xe đạp đập lên người, trương đại quan nhân ái giả một tiếng, ôm bụng ngã vật xuống. Bởi vì tòa soạn báo đang đúng vào lúc tan tầm, người chung quanh rất nhiều, vừa rồi hai người cãi nhau đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người, lương đông bình vừa ra tay, rất nhiều người đều nhìn thấy, đúng là hắn ra tay trước, dùng xe đạp đập trương dương. Bản sự giả chết của trương đại quan nhân là nhất tuyệt, hắn hôm nay đến là muốn chọc giận lương đông bình, Lương Đông Bình quả nhiên không biết nhẫn nhịn, chúng bẫy của hắn, Lương Đông Bình vốn đang cho rằng hắn giả vờ, mình xe đạp đánh hắn một cái, chẳng thể nào mà mạnh được, nhưng nhưng nhìn thấy Trương Dương nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, tay chân cũng run rẩy. Đồng sự chung quanh vây tới, Lương Đông Bình đến Nhật báo Đông Nam mặc dù đã được một đoạn thời gian, nhưng hắn không giao tiếp tốt với người chung quanh, hơn nữa sau khi tới hắn sau khi tới được tổng biên tập Lý Đồng dục rất trọng thị, chính vì vậy hắn chẳng những không được đồng sự công nhân, ngược lại còn gặp phải sự đố kỵ của không ít người, cho nên rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh trước mắt không những không đồng tình mà có chút vui sướng khi người khác gặp họa, hỏng rồi, đâm chết người rồi. Lương Đông Bình nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương, cảm thấy chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, bị dọa cho ném xe đi, ngồi xổm xuống sờ sờ cổ tay Trương Dương, cảm thấy ra chỗ tay chạm vào rất lạnh, mạch đập rất yếu. Lại nhìn Trương Đại Quan Nhân mặt từ xanh biến thành tím, Lương Đông Bình thầm kêu không ổn, vội vàng giải thích tôi chỉ dùng xe đạp. Huyết anh ta nhẹ một cái thôi. Người làm công tác văn hóa đúng là người làm công tác văn hóa, dùng từ rất chú ý. Đồng sự chung quanh có người nói, cái đó cũng phải nhìn xem là đụng vào chỗ nào, nếu không may đụng vào chỗ yếu hại là chết người đó. Một nữ đồng sự nói, anh hình như là đánh vào phía dưới của anh ta, chỗ dưới của nam nhân không thể. Lập tức liền có người chỉ sợ thiên hạ không loạn đi báo cảnh sát, lương đông bình hoang mang lo sợ có người ở bên cạnh nói tôi nói này tiểu lương anh còn thất thần ra đó làm gì còn không mau đưa người ta tới bệnh viện đi hai cảnh sát đi tuần nghe tin chạy đến nhìn lương đông bình vẻ mặt ủy khuất khóc không ra nước mắt lương đông bình giải thích tôi thực sự là không làm gì anh ta cả cảnh sát nói còn không mau đưa anh ta lên xe lương đông bình vội vàng đi lấy xe đạp của hắn cảnh sát tức giận nói xe bên kia một gã cảnh sát mở xe bánh mì mà họ dùng để đi tuần ra lương đông bình lúc này mới tỉnh ngộ hắn đi tới cẩn thận ôm trương dương lên dưới sự trợ giúp của cảnh sát đỡ trương dương lên xe khi cóng trương đại quan nhân lên hắn cảm thấy người trên lưng như một ngọn núi mà chẳng những trên người trong lòng cũng cảm thấy nặng trĩu lúc trước hắn đã bị đi giáo dục lao động một lần mỗi khi hắn nhớ tới kinh lịch của giáo dục lao động luôn cảm thấy một loại khuất nhục nói không nên lời hắn là người nhã nhặn hắn không nên đi tới loại địa phương đó ngày hắn từ bên trong đi ra hắn từng thề đời này không bao giờ vào đó nữa nhưng hôm nay hắn giống như lại nhìn thấy cảnh cứ của nông trường lao động cải tạo đang kêu gọi mình hắn đặt trương dương ở trong xe nhìn thấy trương dương vẫn đang hôn mê bất tỉnh vẻ mặt đau khổ nói tôi chỉ đụng nhẹ anh ta một chút thôi một gã cảnh sát trong đó lấy giấy tờ trong túi trương dương ra lập tức phát hiện người trẻ tuổi bị đâm xe tới hôn mê này không ngờ là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố nam tích là cán bộ quốc gia tên cảnh sát lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này lấy còng tay ra còng lương đông bình lại lương đông bình giọng run run tôi không phạm pháp vì sao phải còng tay tôi hừ nếu người ta chết thì anh chính là mưu sát đó một gã cảnh sát cầm điện thoại báo cáo cho thượng cấp đội trưởng trước cửa trụ sở nhật báo đông nam xảy ra tai nạn xe cộ một gã phóng viên lái xe đạp đụng vào chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích. Xe hiệu gì? Tên cảnh sát đó nhìn Lương Đông Bình, xe hiệu gì? Vĩnh Cửu. Xe đạp xà ngang Vĩnh Cửu 26 màu đen. Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười, sau đó tên đội trưởng mắng, thằng ôn cậu đùa tôi đấy à? Xe đạp mà gây ra tai nạn, cậu có lầm không đó? Tên cảnh sát kia rất nghiêm túc nói, chuyện rất nghiêm trọng, tình huống của người bị đâm rất không ổn, chúng tôi đang đưa anh ta tới bệnh viện, không khéo phải có nguy hiểm tới tính mạng. Đội trưởng nghe thấy tình huống nghiêm trọng như vậy, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc, lập tức giữ người gây tai nạn lại. Yên tâm đi, người gây tai nạn đã bị chúng tôi bắt rồi. Lương Đông Bình trong lòng tràn ngập sợ hãi và bi ai, lúc ban đầu hắn nghĩ rằng Trương Dương đùa dai thôi, là hắn cố ý giả chết để dọa mình, nhưng vụ tai nạn xe cộ này đã qua được hơn 10 phút rồi, Trương Dương vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa sắc mặt từ xanh biến thành tím, hắn nào có biết rằng, sắc mặt của trương đại quan nhân tím tái là hắn cố ý làm vậy, tình huống trước mắt hắn là người rõ nhất, nếu không phải cố nén thì lúc này đã cười ra tiếng rồi. Cảnh sát cầm di động của Trương Dương, tùy tiện tìm một số rồi bấm, vừa hay là gọi cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện cho rằng là Trương Dương gọi, nhưng vừa bắt mày thì một giọng nói xa lạ vang lên, nghe cảnh sát báo lại xong, sắc mặt Kiều Mộng Viện lập tức thay đổi, Cô ta chẳng kịp nói với người nhà một tiếng nào đã lái xe tới bệnh viện Nhân dân khu Bạch Sa. Xe cảnh sát dừng lại trước phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân khu Bạch Sa, nhân viên cấp cứu của phòng cấp cứu đẩy xe tới trước xe cảnh sát, đỡ Trương Dương từ trên xe xuống, Lương Đông Bình hai tay bị còng nên không giúp được gì, hắn cũng không muốn chờ ở trong xe, Trương Dương sống hay chết vẫn chưa biết, sự sống chết của Trương Dương hiện tại tương quan chặt chẽ với lợi ích của bản thân hắn, Lương Đông Bình thầm cầu nguyện trong lòng khi nhân viên cấp cứu đẩy Trương Dương vào phòng cấp cứu, Lương Đông Bình cũng đi theo. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 820